Nguyệt Như Hỏa cư sĩ triệu hoán đi ra thánh quy vũ hồn mai rùa, có được bộ phận như lỗ đen tính chất, ngay cả quang đều sẽ bị vặn vẹo, thôn phệ. Mà lại, thánh quy vũ hồn không phải tử vật, nó có thể tiếp nhận mang thai ngưng thị hiệu quả, tiến vào mang thai trạng thái. Nhưng mang thai đối với thánh quy vũ hồn đến nói cũng không phải là chuyện xấu. Khi tiến vào mang thai trạng thái về sau, thánh quy vũ hồn có thể kích hoạt thứ hai công năng, mang thai đẻ trứng. Những này sản xuất ra trứng rùa, mỗi một mai đều là một cái công kích thần thông, uy lực không thể coi thường. Chiêu này thánh thú võ hồn chính là Nguyệt Như Hỏa cư sĩ tại xâm nhập hiểu rõ thần thông của đối phương về sau, tính nhắm vào sáng tạo phá chiêu pháp. Không chỉ có thể thôn phệ công kích của đối phương, càng có thể lợi dụng công kích của đối phương thuộc tính, phản chế đối phương. Oanh! Béo cầu đại lão trong mắt quang mang xuất tại thánh thú võ hồn phía trên. Nhưng là, theo dữ liệu mang thai hiệu quả cũng không có sinh ra. Ngược lại là thánh quy vũ hồn mai rùa cùng thân thể, bị trực tiếp xé rách, to lớn bạo tạc thôn phệ thánh quy vũ hồn cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ. Béo cầu đại lão cũng sẽ không tống thư hàng cường giả giám định thuật, nó thi triển không phải mang thai ngưng thị, mà là được từ tam nhãn thiếu niên tam đại bản thiết kế chi hành tinh cấp siêu uy lực pháp khí công kích. Khai thiên nhãn. Nó nguyên hình là chứa ở to bằng hành tinh đạo khí bên trên to lớn con mắt pháp khí công kích, mà tại béo cầu đại lão trên thân, thì hóa thành một loại đồng thuật. Tại béo cầu đại lão hóa thành hình người thời điểm, cái này khai thiên nhãn phạm vi công kích biến nhỏ hẹp, nhưng uy lực lại độ cao tập trung. Đáng nhắc tới chính là, cái này khai thiên nhãn là đạo khí bản thiết kế. Béo cầu đại lão cái này một pháo xuống dưới, liền đem đối phương trường sinh giả phòng ngự toàn bộ phá vỡ. Sau đó khai thiên nhãn bạo tạc uy lực, càng đem đối phương trực tiếp thôn phệ, hóa thành cháy hừng hực hỏa đoàn. Đây là cái gì công kích? Quan chiến các đại lão đều bị giật nảy mình. Bởi vì tất cả mọi người có thể cảm giác ra, bá tống vừa rồi một chiêu này đồng thuật bên trong ẩn chứa pháp tắc, là siêu việt kiếp tiên, siêu việt trường sinh giả cấp bậc. Cái này, chẳng lẽ chính là bá tống huyền thánh dẫm tại thiên đạo tiêu tán lúc, một lần cuối cùng huyền thánh, chứng đạo thu hoạch. Bá tống. Vào thời khắc ấy, tiếp xúc đến siêu việt trường sinh giả quy tắc. Từng tin tưởng không được bao lâu, bá tống huyền thánh ngoại trừ mang thai ngưng thị bên ngoài còn có một chiêu cường lực công kích đồng thuật tin tức, liền sẽ tại chư thiên vạn giới đại lão vòng tròn bên trong truyền bá ra. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, tương lai, chư thiên vạn giới cường giả tại đối mặt bá tống huyền thánh thời điểm, đau đầu hơn. Về sau, mỗi khi bá tống huyền thánh mắt trái sáng lên lúc, chư thiên vạn giới cường giả muốn trong một ý nghĩ phán đoán đây rốt cuộc là mang thai ngưng thị vẫn là cường lực công kích đồng thuật. Đánh giá ra sai, hậu quả khó mà lường được. Đang khi nói chuyện, Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, rất tự nhiên tại tống thư hàng trên đầu vừa đi vừa về vuốt ve tại móng vuốt nhỏ sờ đầu quá trình bên trong. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt rất tự nhiên mò tới sờ các chủ ngốc mao, vừa đi vừa về nghiền ép. Người vùng ra, chớ ai ta. Sở các chủ ngốc mao như roi hung hăng quất vào Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ bên trên. Bị quất một roi, Bạch Long tỉ tỉ mặc dù bị đau, nhưng lại long nhan cực kỳ vui mừng, ta sở tống thư hàng, quan ngươi chuyện gì? Thế là, Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ cùng sở các chủ ngốc mao tại tống thư hàng trên đỉnh đầu triển khai một trận kinh khủng trường sinh giả đại chiến. Tống thư hàng. Hắn cảm giác mình đỉnh đầu lành lạnh, không ngừng có tóc đen từ đầu thân chính rơi xuống, tiếp tục như vậy nữa. Hắn đem hóa thân địa trung hải. Lúc trước hướng tạo hóa pháp phương tiền bối học tập tăng phát thuật thật sự là nhân sinh lựa chọn chính xác nhất một trong. Đối diện, béo cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ chiến đấu lực trường trong không gian. Béo cầu đại lão một kích thành công về sau, cũng không có thừa thắng truy kích, ngược lại đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi. Khai thiên nhãn công kích bạo tạc khu vực, một cái vòng xoáy màu xanh lam hiển hiện, miễn cưỡng đem dư âm nổ mạnh thôn phệ. Khói lửa tán đi. To lớn bạo tạc cái hố bên trong, Nguyệt Như Hỏa cư sĩ một thân chật vật như vừa rồi béo cầu không cho hắn khôi phục thời gian, tiếp tục hướng phía hắn đến mấy phát khai thiên nhãn, hắn nói không chừng liền muốn sớm đánh ra di di rút lui. Đối diện, béo cầu đại lão biến thành tống thư hàng hai tay ôm ngực, tận hiện khí chất vương giả, khôi phục xong chưa? Nguyệt Như Hỏa cư sĩ chầm chầm vào béo cầu, nói, bá tống đạo hữu. Là muốn mượn cơ hội này. Chấn nhiếp đạo hữu khác sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được bá tống không có thừa thắng truy kích nguyên nhân chỉ sợ bá tống là muốn thông qua cùng hắn một trận chiến này, hướng chư thiên vạn giới đạo hữu bày ra nắm đấm cùng cơ bắp.
chỉ có tuyệt thế cường giả chân chính, mới có tư cách khiêu chiến ta. Béo cầu đại lão biến thành Tống Thư Hàng bá khí nói, sở dĩ, ta muốn để chư thiên vạn giới đều nhìn thấy sức chiến đấu của ta. Không có tự tin, cũng không cần lại gần lãng phí thời gian của ta. Nguyệt Như Hỏa cư sĩ cũng không nóng giận, khẽ mỉm cười nói, quả nhiên, bá Tống đạo hữu ngươi cũng nghĩ như vậy. Trên thực tế, hắn quyết định người chọn đầu tiên chiến bá Tống, kéo ra bất hủ cuộc chiến mở màn, đồng dạng là vì hướng chư thiên vạn giới đạo hữu biểu hiện tự thân lực lượng cùng cơ bắp. Vừa rồi một kích kia, hắn đánh giá ra sai, rơi vào hạ phong. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn cơ bắp không đủ. Sau đó, hắn đem phát huy ra bản thân lực lượng chân chính cùng thủ đoạn, vậy thì tới đi, bá Tống đạo hữu, làm nóng người kết thúc. Hoa! Từng đạo thánh thú võ hồn, xuất hiện tại Nguyệt Như Hỏa cư sĩ bên người, cũng dung nhập trong cơ thể hắn, trên thân thể của hắn hiển hiện màu xanh hồn hỏa. Hắn đạo là võ hồn chi đạo. Ở bên cạnh hắn hiển hiện mỗi một cái võ hồn, từng cái lai lịch phi phàm. Những thứ này võ hồn chí ít đều có được đỉnh tiêm kiếp tiên chiến lực, chân quý nhất năm cái thánh thú võ hồn, mỗi cái đều có được trường sinh giả uy năng, mà lại mỗi cái thánh thú võ hồn đều có các đặc thù năng lực thiên phú. Cùng hắn hợp thể về sau, một mình hắn thì tương đương với số tôn trường sinh giả. Hắn võ hồn chi đạo tại thuần phương diện chiến lực, trời sinh liền so phổ thông trường sinh giả đại đạo mạnh hơn rất nhiều. Có chút ý tứ, nhưng là, liền loại trình độ này trường sinh chi đạo, muốn đối phó ta bá Tống, còn xa xa chưa đủ. Béo cầu đại lão hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói. Không không không, loại này đáng sợ lục hợp nhất trường sinh giả chi đạo, đủ để đem ta Hoa Thức treo lên đánh. Tống Thư Hàng trong lòng tối túng. Lực trường trong không gian, béo cầu đại lão có chút ngẩng đầu. Sau lưng nó, có một cái đen kịt, tuyệt vọng, kinh khủng thông đạo mở ra. Từ nơi này thông đạo bên trong có đen kịt như đá dầu lực lượng hiện ra đến, quay chung quanh tại béo cầu đại lão bên cạnh thân. Tại béo cầu đại lão ý chí phía dưới, những thứ này cửu u tà năng dung nhập thân thể nó, sau lưng nó cụ hiện hóa ra một tòa kinh khủng chiến tranh thành lũy hình thái. Chiến tranh thành lũy bên trong có hàng ngàn hàng vạn hỏng pháo dọc theo đến, khóa chặt Nguyệt Như Hỏa cư sĩ. Cái này cửu u thông đạo cùng cửu u tà năng, âm thầm quan chiến đại lão nhóm sững sờ. Bá Tống Huyền Thánh, cư nhiên có thể điều khiển cửu u tà năng. Cửu u tà năng cùng hiện thế tu luyện giả linh lực, là hoàn toàn tương phản hai loại lực lượng. Hiện thế tu luyện giả nếu là tiếp xúc cửu u tà năng, tu luyện tà năng lời nói, liền sẽ sa đọa thành cửu u tà ma. Linh lực cùng cửu u tà năng không cách nào cùng tồn tại. Bá Tống Huyền Thánh nhiều lần tại Hiển Thánh giảng pháp thời điểm động tới linh lực, lại thêm Bá Tống Huyền Thánh phía sau kinh khủng kia công đức chi lực. Theo lý thuyết hắn cùng cửu u tà năng là hoàn toàn chỏi nhau mới đúng a. Đợi đã, Bá Tống Huyền Thánh cái thứ hai thánh hào là Bá Nho Huyền Ma. Có người đột nhiên nhớ tới cái này thánh hào. Bá Tống Huyền Thánh lần thứ hai hiển thánh giảng pháp, không chỉ có mang cho chư thiên vạn giới tình thương của mẹ từ bi, càng là đồng thời tại cửu u thế giới cùng hiện thế đồng bộ hiển thánh, tháo xuống Bá Nho Huyền Ma ma hào. Hẳn là Bá Tống Huyền Thánh đánh hạ linh lực, công đức chi lực cùng cửu u tà năng không cách nào cùng tồn tại nan đề. Hắn tức có thể chấp trưởng linh lực, lại có thể vận dụng cửu u tà năng. Càng là giải Bá Tống Huyền Thánh, liền càng là phát hiện hắn cao thâm mặt chắc. Từ trước mắt đến xem, Bá Tống tuyệt đối là một cái đủ để cùng Nho Gia thánh nhân, viễn cổ thiên đình thiên đế đánh đồng tồn tại. Lại nói, béo cầu đại lão phân thân còn có thể điều động cửu u tà năng. Hắn vẫn là cửu u chúa tể sao? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Bạch Tiền Bối lắc đầu, vấn đề này, cần đem béo cầu phân thân bắt tới nghiên cứu một chút về sau, mới có thể trở về đáp ngươi. Tri thức chính là lực lượng, béo cầu đại lão duỗi tay, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, vô số hỏa lực, vô số đen kịt trùng sáng, hướng phía Nguyệt Như Hỏa cư sĩ oanh tạc mà đi. Cửu u tà năng, đối diện, Nguyệt Như Hỏa cư sĩ không chút kinh hoàng. Phía sau hắn có một tôn thánh thú võ hồn hiển hiện, đó là một đầu quang mang kỳ lân. Kỳ lân hào quang có được khắc chế tà ác, xua tan hắc ám hiệu quả đây là khắc chế cửu u tà năng lực lượng. Song phương lực lượng lần thứ hai đối kháng chính diện. Tà năng hỏa lực cùng quang huy kỳ lân lực lượng gặp nhau. Trường sinh giả cấp bậc lực lượng va chạm, bạo tạc, lóng lánh, chôn vùi. Song phương đều tại hướng thế giới biểu hiện tự thân cường đại cơ bắp.
Sở dĩ, đây thật ra là một trận đặc thù khỏe đẹp cân đối tranh tài. Tại bạch tiền bối lực lượng che chở cho, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Thông Nương nhìn say sưa ngon lành. Tống Thư Hàng lại thay đổi dĩ vãng, lâm vào trầm mặc cũng không phải là đỉnh đầu hắn Bạch Long tỷ tỷ và Sở các chủ ngốc Mao Giao Phong nguyên nhân, mà là hắn cảm thấy trong cuộc chiến, một loại ẩn tàng biến hóa. Bạch tiền bối, béo cầu đại lão bên người có phải hay không có đồ vật gì đang biến hóa? Tống Thư Hàng nhìn về phía bên trên bạch tiền bối. Bạch tiền bối gật đầu nói, tại hắn dẫn dắt cửu u tà năng thời điểm, giữa thiên địa có một loại nào đó cơ chế bị xúc động. Cảm giác giống như là một loại đã sớm thiết lập tốt chương trình, tại béo cầu dẫn dắt cửu u tà năng lực lượng nhập thể thời điểm, bị kích hoạt tới. Trên bầu trời ngôi sao, có phải hay không biến càng sáng ngời một chút? Bên cạnh, tâm ma xích tiêu kiếm lên tiếng nói. Chúng ta cùng béo cầu đại lão ở giữa cự ly, có phải hay không tại kéo xa? Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói. Thế giới, phảng phất bắt đầu biến hóa. Mà biến hóa mấu chốt, chính là béo cầu đại lão mở ra cửu u thông đạo trong nháy mắt. Béo cầu đại lão liên thông cửu u thế giới hành động, tựa như là một cái tín hiệu, kích hoạt lên một loại nào đó đã sớm thiết lập tốt chương trình. Trên bầu trời ngôi sao, biến rõ ràng sáng tỏ. Phảng phất tại liên tục không ngừng đem tinh lực đưa xuống tới. Hỏa tinh thế giới tựa hồ tại biến lớn, tỉ như hiện tại, béo cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ ở giữa cùng đám người cự ly tại bất chi bất giác kéo dài. Hỏa tinh hắn rốt cục bắt đầu bành trướng. Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên nói. Bạch tiền bối duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc mặt đất, lắc đầu nói, tinh thể bản thân cũng không có bành trướng. Nhưng là không gian lại lấy một loại cổ quái phương thức mở rộng. Sau đó, bạch tiền bối dùng đại lượng chuyên nghiệp tu chân tri thức cùng không gian tri thức, giải thích lên hỏa tinh trong thế giới bộ không gian mở rộng nguyên lý. Non nửa buổi sau, Tống Thư Hàng nhỏ giọng nói, cái kia, bạch tiền bối. Liên quan tới vừa rồi nguyên lý, người có thể sử dụng ta có thể nghe hiểu phương thức đơn giản quy nạp một chút không? Bạch tiền bối. Tri thức chính là lực lượng A. Tâm ma xích tiêu kiếm thừa cơ nói, Thư Hàng. Ngươi coi học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên. Ngươi như không học tập, tương lai ngươi liền không cách nào dung nhập chúng ta chủ đề, ngay cả chúng ta tại nói cái gì ngươi cũng nghe không hiểu. Thông Nương, gút gạch dưới study, dây gạch dưới up. Bạch Long tỷ tỷ đang muốn thừa cơ cắm câu nói, kết quả bị Tô Thị A Thập Lục tay nhỏ phong bế miệng rồng. Ta cũng muốn học tập cho giỏi A, nhưng là thực lực của ta tấn thăng nhanh như vậy, ta cũng rất tuyệt vọng A. Tống Thư Hàng trầm giọng thở dài. Tâm ma xích tiêu kiếm, MMP. Đơn giản quy nạp, dùng ngươi có thể hiểu được phương thức tư duy để giải thích. Ngươi có thể sử dụng càn khôn không gian pháp khí nguyên lý. Hỏa tinh nội bộ không gian, liền giống bị tăng thêm càn khôn không gian pháp thuật, ở bề ngoài thể tích của nó lớn nhỏ không có biến hóa, nhưng nội bộ không gian tự thành càn khôn thế giới, không gian đang khuếch đại. Lúc này, bạch tiền bối chậm rãi nói. Vẫn là bạch tiền bối nhất dựa vào được, vừa nói như thế, ta liền có thể nhẹ nhõm lý giải. Tống Thư Hàng gật đầu nói không hảo hảo học tập liền không thể nào hiểu được huyền ảo tri thức. Coi ta trên người nhiều như vậy vật trang sức là giả. Bất quá, học tập vẫn là muốn nghiêm túc đi học. Bởi vì tri thức đã là hắn hiện tại duy nhất có thể tồn trữ tài phú. Tinh thần tài phú cũng là tài phú. Linh thạch cùng thiên tài địa bảo đều sẽ rời hắn mà đi, nhưng chỉ cần học tập. Ở trên tinh thần hắn vĩnh viễn lại là một cái phú hào. Trừ cái đó ra, hỏa tinh linh khí đang tăng trưởng, tăng tần suất rất nhanh. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói. Bởi vì đại lượng linh khí hiện lên, dẫn dắt ra hỏa tinh địa mạch ẩn tàng năng lượng. Những thứ này trong địa mạch năng lượng bắt đầu dung hợp, hóa thành linh mạch chiếu hình, như lại cho bọn chúng mấy trăm năm thời gian, liền có thể sinh ra chân chính linh mạch. Tại Tống Thư Hàng mấy người phụ cận thổ địa bên trong, đột nhiên có linh tinh nhánh mầm toát ra, nhanh chóng sinh trưởng. Đây cũng không phải là Nguyệt Như Hỏa cư sĩ đánh đàn lúc sinh trưởng hư ảo cỏ xanh, mà là chân thực có sinh mệnh thực vật. Những thứ này nhánh mầm dâng lên hiện ra sinh mệnh khí tức, hàng thật giá thật. Tại thiên địa linh khí thẩm thấu vào, những thứ này nhánh mầm sinh trưởng cực nhanh, có trong thời gian ngắn liền trưởng thành vì cự mộc. Có nhanh chóng nở hoa, kết quả, kết xuất hạt giống. Cơn gió thổi lên, mang đi tân sinh hạt giống, đưa chúng nó mang hướng phương xa, ở thế giới một vị trí khác rơi xuống, sinh trưởng. Linh lực chiều tịch tới.
Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi. Mấy tháng trước, hắn liền nghe Cửu Châu Nhất Hào quần các tiền bối trò chuyện lên qua, đón lấy tới làm sẽ có một cái tu luyện thịnh thế, linh lực triều tịch tiến đến, linh khí trong thiên địa sẽ thay đổi sung túc. Sở các chủ ngốc mau trả lời, linh lực triều tịch toàn diện tiến đến hẳn là còn muốn một chút thời gian. Hiện tại nhóm này đột nhiên giáng lâm linh lực rất kỳ quái, cảm giác càng giống là ấp ủ đã lâu núi lửa bộc phát. Tống Thư Hàng nhìn về phía như trước đang giao phong bên trong béo cầu đại lão, xem ra, là đã qua đời thiên đạo dự lưu thủ đoạn. Dù sao hỏa tinh thế giới cái này đợt biến hóa, tuyệt đối cùng béo cầu đại lão có quan hệ. Điểm ấy, một mực âm thầm đứng ngoài quan sát cái đám kia đại lão, cũng phải ra giống nhau kết luận. Hỏa tinh biến hóa, là bởi vì bá Tống Huyền Thánh. Lấy hắn làm trung tâm, đưa tới thế giới tình thế hỗn loạn. Bá Tống Huyền Thánh muốn làm gì? Hắn đột nhiên đem hỏa tinh cải biến động cơ là cái gì? Đạp ở thiên đạo sụp đổ điểm bên trên chứng đạo, chỉ sợ hắn biết rất nhiều chúng ta cũng không biết tình báo cùng manh mối. Đứng ngoài quan sát cái đám kia đại lão ý thức, bắt đầu âm thầm bắt đầu giao lưu. Nguyên bản bọn hắn cũng chỉ là yên lặng đứng ngoài quan sát, không phát ngôn. Nhưng thế cục biến hóa quá nhanh, những thứ này đem ý niệm đưa tới quan chiến đại lão nhóm, nhịn không được tạo thành một cái thảo luận tiểu tổ, tại không quấy rầy chiến cuộc điều kiện tiên quyết bắt đầu thảo luận. Thuận tiện nhắc lên, Bạch Long tỷ tỷ, Sở các chủ cùng Bạch Tiền bối ý thức, cũng xen lẫn vào cái này thảo luận tổ bên trong, yên lặng tiếp thu thảo luận tổ tin tức. Đó là cái chỉ có đại lão mới có thể tư cách tiến vào quần tổ, ngụy đại lão Tống Thư Hàng thần thức cường độ còn không đạt được tham dự nói chuyện phiếm cánh cửa. Bất quá Tống Thư Hàng cũng không có nhàn rỗi. Lúc này, hắn tu chân nói chuyện phiếm hảo hữu liệt biểu bên trong, có mấy cái người tại đồng thời liên hệ hắn. Hồ Bằng cầu hữu thiên đế, giọng nói Tống tiền bối, người có phải hay không lại tại gây sự đát. Giọng nói công năng, là lần này tu chân nói chuyện phiếm hệ thống thăng cấp sau nội chắc công năng, trước mắt chỉ hướng bộ phận tu chân nói chuyện phiếm thành viên mở ra. Thiên đế chính là nội chắc một thành viên. Tống Thư Hàng hơi sững sờ. Thiên đế hiện tại ở vào địa cầu, linh điệp đảo bên trên, nàng tại sao phải đột nhiên phát tin nhắn chất vấn hắn. Hơi suy nghĩ một chút về sau. Tống Thư Hàng trong lòng phun lên một loại dự cảm không tốt hẳn là, tại nội bộ bành trướng không chỉ là hỏa tinh. Liền địa cầu mẫu thân cũng tại nội bộ bành trướng. Tống Thư Hàng không gấp phục thiên đế, hắn mở ra mấy vị thành viên khác gửi tới tin tức. Vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ Bắc Hà tán nhân, Thư Hàng, hiện thế mặt trăng thế giới đột nhiên kịch liệt bành trướng, nội bộ diện tích không ngừng kéo dài, linh khí chảy ngược. Việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Mỹ ngư nhân ngư kiều kiều. A Tống, đáy biển Long Vương Điện đột nhiên dị sắc liên tục, người bên kia có tình báo manh mối sao? Sổ đen, Hoàng Sơn mụ mụ Hoàng Sơn tôn giả, Thư Hàng, hiện thế có chút biến hóa, thuận tiện nói chuyện phiếm sao? Sổ đen, Hoàng Sơn mụ mụ Hoàng Sơn tôn giả. Nguyên bản sổ đen là không có xưng hào, thống nhất đánh dấu vì sổ đen, lần này tu chân nói chuyện phiếm hệ thống đổi mới về sau, thân mật Long Lạc nữ sĩ vì Tống Thư Hàng mới tăng sổ đen xưng hào công năng. Không chỉ có là hỏa tinh, liền mặt trăng, hiện thế địa cầu, đáy biển, đều phát sinh biến hóa. Tống Thư Hàng cảm giác sọ não đau. Có thể tưởng tượng, hiện thế địa cầu hiện tại tuyệt đối loạn thành một bầy. Thở dài về sau, Tống Thư Hàng điểm mở thiên đế danh xưng, gửi đi giọng nói, chỉ sợ là thiên địa. Oanh! Nơi xa, béo cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ đột nhiên hung hăng va chạm, không gian phát sinh chấn động. Liền tại Bạch Tiền bối pháp khí bảo hộ bên trong Tống Thư Hàng mấy người, đều bị chấn lăn lộn, Tống Thư Hàng đầu thuận chấn động điên cuồng lắc lư. Hồ Bằng cầu hữu thiên đế, cái gì? Việc này cùng ta có quan hệ. Tại đại biến, Tống Thư Hàng ổn tốt đầu về sau, nói tiếp. Thiên đế. Hồ Bằng cầu hữu thiên đế, phất phất, Tống tiền bối, chúc mừng ngươi đã thành công đã mất đi ta đát giữa chúng ta, không còn là bạn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Vừa rồi trận kia không gian chấn uy lực tương đối mạnh, chấn hắn khó chịu, dẫn đến phản ứng đều trễ nửa nhịp. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không biết vì cái gì thiên đế đột nhiên tự cùng hắn không còn là bạn. Tâm tư của nữ nhân quả nhiên không cách nào suy nghĩ, cho dù là tuyệt đại cường giả thiên đế, ở phương diện này cũng không có ngoại lệ. Hồ Bằng cầu hữu thiên đế, lúc đầu trong khoảng thời gian này, ta còn tại suy nghĩ lúc nào, đem ta trong tay chiến lợi phẩm còn cho Tống tiền bối. Hiện tại, hết rồi. Tống tiền bối,
ngươi không chỉ có đã mất đi ta, càng phải vĩnh viễn mất đi trong tay của ta chiến lợi phẩm. Hồ Bằng cầu hữu thiên đế, đát. Tống Thư Hàng. Thiên đế nói chiến lợi phẩm, chỉ có một cái hắn sắt thép phân thân. Đợi đã, ta mới vừa nói sai rồi cái gì không? Tống Thư Hàng nhanh chóng trả lời. Nốt tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Mời tại sau 15 ngày thử lại gửi đi. Một cái hệ thống nhắc nhở tiếng tại trong đầu hắn vang lên. Tống Thư Hàng. Ngọa vọng thiên, đây cũng là cái gì ta không biết chức năng mới. Chức năng này hắn hoàn toàn không hiểu rõ, cũng không biết tu chân nói chuyện phiếm có loại năng lực này à. Một bên khác. Linh Điệp đảo bên trong. Thiên đế ngồi ở Linh Điệp tôn giả chỗ bế quan. Nàng một tay chống cằm, tay phải cực nhanh đem Linh Điệp đảo bên trên cần xử lý văn án xử lý thỏa đáng. Nàng nói thế nào cũng là thiên đế, đã từng một tay thành lập Viễn Cổ Thiên Đình. Bây giờ quản lý một cái nho nhỏ Linh Điệp đảo, tự nhiên không nói chơi. Linh Điệp Thánh Quân vẫn không có thanh tỉnh, nhưng mấy ngày nay tại thiên đế quản lý bên dưới, cả cái Linh Điệp đảo vẫn như cũ ngay ngắn rõ ràng vận chuyển, không có ra mảy may sai lầm. Nhưng là vừa rồi, Linh Điệp đảo phụ cận không gian bị quấy dày, thiên địa linh lực tăng vọt, đảo bên trên càng là không hiểu thấu xuất hiện một số cổ quái cây. Linh Điệp đảo điệp yêu cuống quýt tới hướng Linh Điệp Thánh Quân báo đạo việc này. Thiên đế thay thế Linh Điệp Thánh Quân trấn an trên đảo điệp yêu cùng còn lại thành viên, cũng cố ý đem Lưu Kiếm Nhất nhật trình cho an bài tràn đầy, nhượng hắn không có lười biếng thời gian, miễn cho hắn nhìn ra Vũ Nhu Tử dị thường. Thiên địa đại biến, tăng thêm thiên đạo sụp đổ, với ta mà nói cũng không phải chuyện gì xấu. Thiên đế nói khẽ. Mặt khác, nàng vừa rồi thừa cơ đem tống tiền bối che giấu 15 ngày. 15 ngày thời gian, đầy đủ nàng đem thần bí đảo một lần nữa thu hồi, trong lúc đó cũng không cần lo lắng Tống Thư Hàng viễn trình quấy nhiễu. Xử lý xong Linh Điệp đảo bên trên đột phát sự kiện về sau, thiên đế đứng dậy tiến vào bế quan chỗ nội thất. Ở nơi đó, Linh Điệp Thánh Quân vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê. Bất quá, thương thế của hắn đã hoàn toàn điều chỉnh xong. Thậm chí tại thiên đế các loại bổ dưỡng thánh dược bên dưới, Linh Điệp Thánh Quân mơ hồ còn mập một vòng. Lần này Linh Điệp Thánh Quân có thể nói là nhân họa đắc phúc, lần này sau khi tỉnh lại, cảnh giới của hắn hẳn là sẽ nhảy một đoạn. Dưới tình huống bình thường, Linh Điệp Thánh Quân đã sớm hẳn là tỉnh lại. Bất quá, tại thiên đế cố ý khống chế bên dưới, hắn tiến vào một loại chìm độ bế quan lĩnh ngộ trạng thái, đang hấp thu dược lực đồng thời thuận tiện bế cái quan. Thiên đế sau đó phải nhằm vào thần bí đảo hành động. Ở trong quá trình này, Linh Điệp Thánh Quân duy trì trạng thái hôn mê, sẽ càng lợi cho nàng hành động. Vạn sự sẵn sàng, thiên đế đem Linh Điệp tôn giả bên trên mấy cái trong lư hương dược vật đổi đi, duỗi lưng một cái, tâm tình khoái trá. Hiện thế, hỏa tinh. Lại nói, Vũ Nhu Tử, thiên địa đại biến cái từ này, nghe sẽ có cái gì chỗ cổ quái sao? Tống Thư Hàng nghi hoặc hỏi hắn, cảm giác gần nhất thiên đế phương thức tư duy tại dần dần vũ hóa, sở dĩ, có lẽ Vũ Nhu Tử có thể hiểu được thiên đế phương thức tư duy, cũng đem đẩy ngược đi ra. Không có vấn đề a. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Sở dĩ, quả nhiên không phải vấn đề của ta. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Sai là cái thế giới này. Thông Nương Quơ nắm tay nhỏ. Thế giới đã rất mệt mỏi, không cần để cho nàng cõng nồi. Tống Thư Hàng còn sót lại tóc đen hóa thành một chỉ linh xảo tay nhỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thông Nương. Không hiểu rõ, trước hết để một bên, sau này hãy nói. Tống Thư Hàng thứ ba thần nhãn bắt đầu chú ý chiến cuộc biến hóa. Béo Cầu đại lão cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ ở giữa chiến đấu, cảm giác không sai biệt lắm muốn đi vào khâu cuối cùng. Bình thường trường sinh giả ở giữa chiến đấu, một khi treo lên đến rất có thể sẽ là khoáng thế cuộc chiến. Đánh cái mấy năm thậm chí trên trăm năm cũng có thể. Nguyệt Như Hỏa cư sĩ rất mạnh, tại trường sinh giả bên trong cũng không tính kẻ yếu. Nếu như là bình thường thiên đạo cuộc chiến bên trong, Nguyệt Như Hỏa cư sĩ nói không chừng có thể đi ra rất xa. Nhưng Béo Cầu đại lão là cái trường hợp đặc biệt. Không sai biệt lắm, Béo Cầu đại lão lơ lửng ở trong hư không, sau lưng vô cùng to lớn chiến tranh thành lũy tạm thời tắt máy. Theo nó tính ra, lần này hướng chư thiên vạn giới hiện ra cơ bắp phân lượng đã đầy đủ. Hắn không thể vì biểu hiện tự thân thực lực, liền đem bản thân nội tình đều bàn giao ra ngoài. Nửa chặn nửa che mới có mị lực nhất. Đón lấy đem chiêu này ra, là ta trong trí nhớ ấn tượng phi thường khắc sâu một chiêu.
đã từng, có người dùng hắn đối phó qua ta. Nhưng cuối cùng, ta cười cuối cùng. Béo cầu đại lão hai tay ôm ngực, trầm giọng nói. Đối diện, Nguyệt Như Hỏa cư sĩ thần sắc ngưng trọng. Hôm nay, ta hay dùng một chiêu này, đến định người ta ở giữa thắng bại. Dứt lời, béo cầu đại lão duỗi tay trên người mình một chảo. Một đoàn thể lỏng kim loại bị bắt xuống tới. Hắn sau đó ném đi, thể lỏng kim loại tại trước mặt nó hóa thành một phiến ổn định cánh cửa không gian. Cánh cửa không gian như là tấm gương, mặt kính đen kịt một màu. Đối diện Nguyệt Như Hỏa cư sĩ lập tức cảm giác mình bị ẩn ẩn khóa chặt, hắn lập tức sử dụng không gian lực lượng, liên tục hoán đổi vị trí. Nhưng này loại tỏa định cảm giác, liền như là ròi trong xương, như bóng với hình. Chư thiên vạn giới trong bóng tối quan chiến đại lão bên trong, có mấy vị đột nhiên cảm giác toàn thân khó chịu bắt đầu bá tống huyền thánh loại này phương thức chiến đấu, lại lặng lẽ khơi gợi lên bọn hắn một số thống khổ hồi ức. Chẳng lẽ là loại kia phương thức chiến đấu? À, đánh một chút. Béo cầu đại lão đột nhiên nhiệt huyết sôi trào hét lớn một tiếng, hắn sau lưng chiến tranh thành lũy bên trong, vô số hỏa lực hướng phía cái kia tấm gương cổng không gian chút xuống. Đồng thời, béo cầu đại lão huyễn hóa ra ba đầu sáu tay. Quyền, trường, chỉ, chảo, khuỷu tay kích, đủ loại thần kỹ, hướng phía tấm gương cổng không gian không ngừng đánh tới. Cùng một thời gian, tại Nguyệt Như Hỏa cư sĩ bên người, có hơn 20 cái không gian thông đạo đột nhiên hiển hiện. Vô số hỏa lực, đáng sợ nắm đấm, trường kích, chỉ pháp, chảo công điên cuồng oanh ở trên người hắn. Loại này tinh diệu không gian vận dụng, liền ngay cả trường sinh giả cũng vô pháp tránh né, chỉ có thể bị động bị đánh. Quả nhiên là loại thủ đoạn này, âm thầm quan chiến mấy vị đại lão đau bụng bắt đầu. Bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại đã từng nho ra thánh nhân. Ngoại trừ mang thai ngưng thị bên ngoài, năm đó cũng không ít đại lão bị nho ra thánh nhân một bộ này cổng không gian cộng tổ hợp quyền đánh tới run rẩy. Hỏa lực oanh tạc cùng nhiệt huyết béo cầu liên kích, kéo dài hơn 10 phút đồng hồ, mới ngừng lại. Nguyệt Như Hỏa cư sĩ cuối cùng không thể chống đỡ, tiếc bại vào béo cầu đại lão đột nhiên xuất hiện nhiệt huyết phía dưới. Người thua, béo cầu đại lão lơ lửng trong hư không, thu hồi ba đầu sáu tay. Tiếp đó, hắn ngẩng đầu bá khí nói, ta là bá tống, ta tùy thời tiếp nhận hết thảy khiêu chiến. Tống Thư Hàng. Không, ta không phải, ta không nên nói lung tung a. Ta hiện tại vẫn chỉ là một cái tấn thăng bát phẩm thất bại thất phẩm tiểu tu sĩ, ta còn không muốn chết a. Lúc này Tống Thư Hàng tựa như là một đầu bị đẩy lên lang vương bảo tọa Husky, đối mặt một đám hai mắt xanh lét bạo lang, hắn không thể không ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra sói chu trong lòng lại sớm đã túng thành một đoàn. Bên trên bạch tiền bối xem hết một màn này về sau, một tay che chán, nhẹ nhàng xoa mi tâm của mình như thế bá khí, nhiệt huyết béo cầu, quả nhiên làm hắn được không thích ứng. Bất quá, nhưng cũng ngoài ý muốn thú vị. Tốt đốt, Vũ Nhu Tử hai mắt sáng lên. Béo cầu đại lão vừa rồi một chiêu này liên kích, khiến cho nàng cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Tống tiền bối, thừa dịp béo cầu đại lão vẫn là người tiểu hào, chúng ta lúc nào đem một chiêu này từ hắn cái kia lừa qua tới đi. Vũ Nhu Tử đề nghị. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, người liền không gian năng lực đều không nắm giữ đâu, làm sao học. Cũng đúng, Vũ Nhu Tử tiếc nuối nói. Không gian năng lực a, thật là khiến nàng hâm mộ thiên phú. Lúc nào nàng cũng có thể giống bạch tiền bối như thế xuất sắc, tại thất phẩm thời điểm đã tỉnh lại không gian thiên phú. Bất quá, Vũ Nhu Tử cái này mạch suy nghĩ có thể được. Tô Thị A Thập Lục bưng lấy Tống Thư Hàng đầu nói, thừa dịp béo cầu đại lão ký ức còn không khôi phục giai đoạn, chúng ta có thể từ trên người hắn học thêm chút hữu dụng kỹ xảo cùng tri thức, tương lai nói không chừng có thể dùng tới. Không quá thời hạn ở giữa phải cẩn thận, không muốn kích thích đến hắn, miễn cho hắn đột nhiên khôi phục ký ức. Có đạo lý, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, đột nhiên nhãn tình sáng lên, béo cầu đại lão thân là cửu u chúa tể, hắn nhất định góp nhặt đại lượng tài phú. Nói không chừng, chúng ta có thể thử nghiệm thử một chút phương diện này, nhìn xem hắn còn có hay không liên quan tới tài phú phương diện ký ức. Chúng ta tốt tiếp nhận u cầu đại lão di sản. Nói lên tài phú lúc, Tống Thư Hàng cả người đều trở nên hưng phấn, đây là khắc kim nhất kích di chứng. Mỗi lần sử dụng hết khắc kim nhất kích sau tu sĩ, đối tài phú khát vọng sẽ tăng lên đến không cách nào tự điều khiển trình độ, trở thành tài phú thủ binh. Ý kiến hay, Thông Nương cũng kích động lên. Bên cạnh,
Bạch tiền bối Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng. Béo cầu lưu lại tài phú. Cái kia sớm đã là vật trong túi của hắn. Bất quá, bạch tiền bối cũng không chuẩn bị đâm thủng Tống Thư Hàng mộng đẹp. Dù sao, người sống cần phải có lý tưởng cùng mộng tưởng, người nếu như đã mất đi mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Liền xem như Tống Thư Hàng, cũng có làm một cái không thực tế mộng đẹp quyền lực. Dù sao hiện tại Cửu U chỉ có hắn một cái chúa tể, nếu như Tống Thư Hàng bọn người thành đoàn đi Cửu U thế giới tìm kiếm béo cầu di sản, có hắn bảo bọc, cũng sẽ không có lớn nguy hiểm. Nếu như đến lúc đó tâm tình của hắn tốt, cũng có thể lưu cái chín châu mất sợi lông tài vật, cho Tống Thư Hàng cái giải thưởng an ủi. Mặt khác, bạch tiền bối nhìn qua trong cuộc chiến, bá khí béo cầu, nhếch miệng lên hắn cảm giác mình có thể lại thuận nước đẩy thuyền một đợt. Gia tăng bên dưới béo cầu là bá Tống cái này có độ tin cậy. Trong cuộc chiến, thắng lợi béo cầu đại lão, cũng không có đối Nguyệt Như Hỏa cư sĩ hạ tử thủ. Có lẽ, là bởi vì trước đó Nguyệt Như Hỏa cư sĩ tiếng đàn đả động hắn. Cầm xuống thủ thắng, vì chư thiên vạn giới tu sĩ vạch trần thiên đạo bất hủ cuộc chiến mở màn về sau, béo cầu đại lão bá khí đứng ở trong hư không, duy trì lấy bá Tống huyền thánh khoan dung. Tại hắn bên hông, đen kịt thận bên trên tán phát ra nhàn nhạt bá Tống khí tức. Nhưng là bạch tiền bối cho rằng chỉ là dạng này, còn xa xa không đủ. Bạch tiền bối duỗi nhẹ tay nhẹ vẩy một cái nho nhỏ ngân bài rơi vào béo cầu đại lão trong tay. Béo cầu đại lão hơi sững sờ, nắm cái này mai ngân bài. Đây là vật gì, hắn có chút một cảm ứng, sau đó liền từ trên đó cảm ứng được bản thể khí tức. Là bản thể cho nó bảo vật. Thế là, béo cầu đại lão cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai ngân bài thu hồi. Mà liền tại hắn đem ngân bài thu hồi sát na, chư thiên vạn giới bên trong âm thầm quan chiến đại lão nhóm, từ béo cầu đại lão trên thân thấy được 5 cái thánh hào. Bá Tống, bá Nho, bá Long, bá Ma cùng mới nhất thánh hào bá Diệt. 5 cái thánh hào toàn bộ có được thiên hạ không ai không biết ngài tính chất, liền như là hiện tại bá khí nghiêm nghị béo cầu đại lão, có loại trấn áp một thế cảm giác áp bách. Giấu ở chỗ tối bạch tiền bối mỉm cười, thâm tàng công cùng danh. Cái này đồ chơi nhỏ, là hiện thế bạch phát minh ra tới đồ chơi nhỏ, tên là một kiện đổi thánh hào tiểu đạo cụ. Lúc trước hiện thế bạch tiền bối ngụy trang thành Tống Thư Hàng lúc, liền sử dụng qua cái này tiểu đạo cụ. Bạch tiền bối gần nhất cùng bạch tiền bối ở giữa, có vô cùng mật thiết liên hệ. Hắn từ hiện thế bạch nơi đó đạt được cái này đồ chơi nhỏ chế tạo phương pháp về sau, đưa nó cùng Tống Thư Hàng trên người cái kia áp chế thánh hào tiểu đạo cụ liên hệ tới. Kể từ đó, Tống Thư Hàng bản thể bên này áp chế thánh hào, sẽ có thể qua cái này tiểu đạo cụ, chiếu đến béo cầu trên thân. Hoàn mỹ! Bạch tiền bối càng ngày càng chờ mong tiếp xuống phát triển. Nếu như béo cầu đối tự thân ký ức một mực không cách nào khôi phục lời nói, hắn liền sẽ một mực thay thế Tống Thư Hàng chinh chiến, treo lên đánh chư thiên vạn giới người không phục. Nhưng bây giờ béo cầu thân là cửu u chúa tể phân thân, nhất định là không cách nào kế thừa thiên đạo. Kể từ đó, đến cuối cùng lời nói, thiên đạo quy tắc muốn thế nào chọn lựa đời tiếp theo thiên đạo. Bạch tiền bối, ngươi vừa rồi làm cái gì? Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Vì cái gì béo cầu đại lão trên người đột nhiên hiển hiện hắn 5 cái thánh hào? Đừng nói xấu ta cái gì cũng không làm. Bạch tiền bối một mặt thành khẩn nói. Tống Thư Hàng, mà đối diện, tiếp thu được bản thể đưa tới tiểu đạo cụ về sau, béo cầu lớn thụ ủng hộ. Điều này đại biểu lấy nó bản thể đang ủng hộ hành động của nó. Trận này thiên đạo bất hủ tranh đoạt chiến bên trong, bất kỳ cái gì muốn khiêu chiến bản thể người, đều muốn trước bước qua thân thể của nó. Béo cầu đại lão hơi suy nghĩ một chút về sau, bá khí tuyên bố, 7 ngày. Ta biết các ngươi đang nhìn ta, sở dĩ, ta cho các ngươi 7 ngày thời gian. Đón lấy đến 7 ngày, ta sẽ lưu tại nơi này, ở chỗ này chờ các ngươi tới khiêu chiến ta. Đã muốn chiến. Liền chiến cái xinh đẹp số liệu đi ra. Béo cầu đại lão chuẩn bị tại cái này 7 ngày, lại đào thải rơi một bộ phận người cạnh tranh. 7 ngày, bạch tiền bối, chúng ta muốn tiếp tục lưu tại nơi này quan chiến sao? Tống Thư Hàng nhỏ giọng hỏi. Thôi được rồi, đón lấy đến chúng ta dùng viễn trình quan chiến phương thức, tiếp tục chú ý hỏa tinh bên này chiến cuộc đi. Bạch tiền bối lắc đầu. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng muốn trước trở lại địa cầu một chuyến. Theo Hoàng Sơn tiền bối, thiên đế bọn hắn nhắn lại, hy
hiện tại địa cầu lục địa, hải dương, còn có mặt trăng đều xuất hiện biến hóa. Hắn chuẩn bị đi trở về ngó ngó hiện thế tình hình. Tại đột nhiên xuất hiện biến hóa to lớn bên dưới, hiện thế chỉ sợ đã loạn thành nhất đoàn A. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống hiện thế, chỉnh thể phong cách vẽ đều đưa thay đổi. Nghĩ tới đây lúc, Tống Thư Hàng lôi ra tu chân nói chuyện phiếm liệt biểu bên trong Hoàng Sơn mụ mụ, Hoàng Sơn tiền bối, địa cầu hiện tại cụ thể có thay đổi gì sao? Hừm, hoàn cảnh thay đổi tốt hơn rất nhiều, xanh hóa diện tích tăng lên không ít. Hoàng Sơn tiền bối sau một lúc lâu, bình tĩnh trả lời một câu. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, chỗ vị thế giới biến hóa nhưng thật ra là một cái bảo trì hoàn cảnh cố sự. Tống Thư Hàng lặng lẽ tại hỏa tinh chỗ sâu chôn xuống một thanh thánh ấn đao gỗ vì tọa độ, sau đó hắn thông qua hạch tâm thế giới trung chuyển, mang theo Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối hình chiếu, trở về hiện thế địa cầu. Béo cầu đại lão người mang ngũ đại bá ấn, hai tay ôm ngực, lưu tại hỏa tinh. Hắn liền như là một vị tuyệt thế bá vương, ở chỗ này chờ đợi dũng sĩ đến đây khiêu chiến. Thiên đạo tranh đoạt chiến mở màn chiến bên trong bại trận Nguyệt Như Hỏa cư sĩ. Lúc này xếp bằng ở nguyên địa, yên lặng khôi phục thương thế. Hắn cũng không có vội vã rời đi, mà là lựa chọn lưu tại. Tiếp đó, bá Tống Huyền Thánh tại hỏa tinh nghênh chiến chư thiên vạn giới người khiêu chiến sự tích, hắn nguyện vì người chứng kiến. Tại chứng kiến quá trình bên trong, thuận tiện chờ lấy hắn kẻ thất bại cùng hắn ngồi hàng hàng. Thất bại loại tư vị này, không thể một cái người yên lặng nhấm nháp, cần phải có người chia sẻ. Chỉ muốn chia sẻ thất bại nhiều người. Liền có thể hòa tan thất bại bi thương. Cùng bi ai người cùng buồn, là loại mỹ đức khóc, đều cho ta khóc. Không lâu sau đó, bá Tống Huyền Thánh cầm xuống bất hủ cuộc chiến thủ thắng tin tức, tại chư thiên vạn giới từng cái vị diện thế giới bên trong nhanh chóng truyền bá ra. Tống Thư Hàng hảo hữu liệt biểu sổ đen hai bên trong côn vương, yên lặng ẩn núp tại bên trong biển sâu, biểu lộ nghiêm túc. Hắn cũng là hỏa tinh cuộc chiến quan chiến đại lão bên trong một viên. Từ khi vài ngày trước hắn đuổi theo Bạch Cốt Tiên Cơ mưu đoạt Bạch Hoàng Kinh lúc, chẳng biết tại sao bị bá Tống Huyền Thánh gia nhập sổ đen hai về sau, hắn vẫn âm thầm chú ý bá Tống Huyền Thánh. Lần này, hắn toàn bộ hành trình xem hết bá Tống Huyền Thánh cùng Nguyệt Như Hỏa cư sĩ cơ bắp tú, tại đau bụng cùng toàn thân run rẩy bên trong, nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh dùng nho ra thánh nhân thủ đoạn, đem Nguyệt Như Hỏa cư sĩ đánh tan. Quá mạnh! Bá Tống Huyền Thánh tại hỏa tinh bên trên bày ra thực lực. Căn bản không giống như là một cái vừa chứng được trường sinh chi đạo mới trường sinh giả tuyệt đối là tại kiềm chế cảnh giới, cũng tính tốt thời gian chứng đạo trường sinh. Nắm giữ lấy mang thai ngưng thị, lại tinh thông nho ra thánh nhân chi thức chính là lực lượng không gian ẩu đả. Còn có trên người hắn cái kia vật trang sức tiên tử. Rõ ràng là nho ra thánh nhân thương yêu vị kia nữ đệ tử. Côn Vương yên lặng bắt đầu phân tích lấy bá Tống Huyền Thánh tư liệu. Chư thiên vạn giới. Rất nhiều người đều đang suy đoán bá Tống Huyền Thánh lai lịch. Hiện tại, Côn Vương cảm giác mình đã suy đoán ra chân tướng. Nho gia thánh nhân chuyển thế, gia hỏa này tuyệt đối là nho gia thánh nhân sống ra đời thứ hai. Côn Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải nho gia thánh nhân chuyển thế, làm sao lại như thế chi sâu? Ta phải đi nho gia âm thầm tìm hiểu bên dưới tin tức. Côn Vương thầm nghĩ trong lòng. Nếu như bá Tống Huyền Thánh thật sự là nho gia thánh nhân chuyển thế, cái kia nho gia nội bộ nhất định sẽ có tình báo. Còn nếu là đã chứng minh bá Tống Huyền Thánh chính là nho gia thánh nhân chuyển thế. Vậy lần này tranh đoạt bất hủ cuộc chiến, liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn không có hứng thú lại đụng nghiêm mặt đi lên, bị nho gia thánh nhân treo lên đánh lần thứ hai. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Côn Vương lẻ lưỡi, phun ra một bộ kiếp tiên bất diệt kim thân. Côn Vương trong bụng, tự thành một giới, là hắn tồn trữ bảo vật địa phương. Nói cách khác, Côn Vương là thuộc về loại kia bị giết, liền sẽ làm rơi đồ đại lão, phi thường soái khí. Côn Vương phun ra, là một bộ nho gia kiếp tiên thân thể chính là nho gia 13 kiếp tiên bên trong một tôn. Mà lại, cỗ này kiếp tiên bất diệt kim thân cực kỳ đặc thù. Mặc dù đã không có thần hồn, nhưng cỗ này bất diệt kim thân cũng chưa chết đi, tràn đầy sinh cơ. Có thể nói là tu chân giới kiếp tiên cấp người thực vật. Côn Vương đem cổ thân thể này tế ra, âm thầm thi pháp, đem bản thân một sợi ý thần ký thác tại cỗ này bất diệt kim thân bên trong, ẩn núp tại kim thân chỗ sâu, không bị bất luận kẻ nào phát giác. Một lát sau,
cỗ này nho ra 13 kiếp tiên kim thân từ từ mở mắt. Đi thôi, Côn Vương kêu. Đi nho ra tìm một chút nội bộ tin tức, bá Tống Huyền Thánh đến cùng có phải hay không nho ra thánh nhân chuyển thế. Cỗ này 13 kiếp tiên kim thân khẽ gật đầu, hắn eo phụ kiếm trúc, há mồm phun ra một chuỗi bong bóng. Cánh cửa không gian mở ra. Kiếp tiên kim thân đứng dậy tiêu sái bước vào cánh cửa không gian, biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là cái người thực vật, nhưng soái cùng tiêu sái đã dung nhập vào nho ra kiếp tiên thực chất bên trong, mọi cử động tràn đầy tiêu sái chi ý. Côn Vương một lần nữa nhắm mắt lại, đem ý thức chiếu đến hỏa tinh bên trên, đứng ngoài quan sát bá Tống Huyền Thánh đón lấy đến 7 ngày phải đối mặt khiêu chiến. Cánh cửa không gian bên trong. 13 kiếp tiên thân thể chậm rãi tiến lên, mục đích là Côn Vương đã sớm thiết lập tốt hiện thế nho ra vị trí. Nhưng đi tới, đột nhiên, không gian thông đạo nửa đường phân nhánh. Côn Vương một sợi ý thần. Vì cái gì không gian thông đạo lại đột nhiên phân nhánh? Mà lại, tại phân nhánh cái không gian kia đầu đường, phảng phất có một vật, đang hấp dẫn cỗ này kiếp tiên kim thân. Không phải là bảo vật gì sắp xuất thế, mà lại, là cùng nho ra có liên quan bảo vật. Hơi suy nghĩ một chút về sau, Côn Vương liền làm quyết định 13 kiếp tiên kim thân, cất bước đi xiên đường. Nếu thật là bảo vật xuất thế, vậy cái này bảo vật nhất định là cùng hắn hữu duyên, nói không chừng là có thể đền bù Bạch Hoàng Kinh tiếc nuối chí bảo. Lui một bước tới nói, liền xem như xảy ra ngoài ý muốn, cũng không quan trọng. Dù sao chỉ là một bộ nho ra kiếp tiên kim thân, cũng không phải là cái gì quý giá đồ vật. Nếu như cỗ này kiếp tiên kim thân không phải nho ra 13 kiếp tiên lời nói, đối Côn Vương tới nói thậm chí căn bản không có cất giữ giá trị. Không gian thông đạo biến mất. Kiếp tiên kim thân bước vào hiện thế. Rầm 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 cách đó không xa, truyền đến chiến đấu tiếng vang. Có người. Côn Vương một sợi ý thức hướng về phía trước nhìn lại, rất nhanh hắn liền nhìn thấy, tại cách đó không xa vị trí, có một vị thân mang nho áo tiên tử đang cùng một tôn cường đại cửu u tà ma lâm vào khổ chiến. A, đây không phải bá Tống Huyền Thánh vật trang sức tiên tử sao? Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Côn Vương trước tiên nhận ra vị này tiên tử thân phận. Đối diện trong chiến đấu tạo hóa tiên tử, cũng đã nhận ra xâm nhập chiến cuộc thân ảnh. Tạo hóa tiên tử vài ngày trước từ Tống Thư Hàng cái kia đạt được nho điển chỗ ẩn thân tin tức về sau, liền một mình đến đây thu hồi nho điển, mà cỗ này cường đại cửu u tà ma chính là nho điển trông coi thú. Tiên tử ý thức đảo qua cái kia đột nhiên xâm nhập thân ảnh. Sau một khắc, nàng thân hình cứng đờ, là Uyên tử sư huynh. Đối diện, Côn Vương một sợi ý thức nhanh chóng suy tư. Đến chỗ này về sau, hắn cảm ứng rõ ràng ra, nơi này có bảo vật sắp xuất thế. Mà lại là cùng nho ra có liên quan chí bảo. Mà bá Tống Huyền Thánh vật trang sức tiên tử, rõ ràng là muốn tới lấy cái này đem sắp xuất thế bảo vật. Diệu quá thay, Côn Vương trong lòng tuôn ra to lớn vui vẻ. Nho ra bảo vật, bá Tống Huyền Thánh muốn lấy được bảo vật. Lập tức, liền muốn biến thành nó bảo vật. Từ nho ra cùng bá Tống Huyền Thánh trong tay đoạt lại bảo vật, gấp đôi vui vẻ, kích thích. Nhân quả báo ứng, đây chính là nhân quả A. Bá Tống Huyền Thánh ngăn cản hắn từ Bạch Cốt Tiên Cơ cái kia lấy Bạch Hoàng Kinh, hiện tại, hắn liền muốn từ bá Tống Huyền Thánh trong tay cướp đi nho ra chí bảo. Ha 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 ha, kiếp tiên kim thân quất ra bên hông kiếm trúc, nhanh chân hướng về phía trước. Trước đem bá Tống vật trang sức tiên tử cầm xuống, Côn Vương thầm nghĩ trong lòng. Kiếm trúc cao cao vung lên, sau đó, chém về phía cái kia cửu u tà ma. Cho dù là người thực vật, cỗ thân thể này cũng tại kháng cự hướng tạo hóa tiên tử huy kiếm. Một kiếm này, nhanh chóng như lôi đình, lực lớn thế chìm dù sao cũng là Côn Vương chuẩn bị dùng để ám tập tạo hóa tiên tử, đưa nàng cầm xuống một kích. Nếu đem một kích này bên trong năng lượng ẩn chứa phóng thích ra, đủ để hủy diệt một thành. Hiện tại, cái này đủ để hủy diệt một thành kiếm kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào cửu u tà ma trên người. Đáng thương cửu u tà ma chính cắm đầu cùng tạo hóa tiên tử đấu pháp. Đối sau lưng lặng yên xuất hiện kiếp tiên kim thân không có chút nào phòng bị. Sở dĩ, hắn rắn chắc ăn một kích đâm lưng. Kiếm cùng tà ma tiếp xúc, như ngọn núi cao lớn cửu u tà ma lưng eo bên trên, liền bị chém ra sâu đủ thấy xương thương thế. Đen kịt ma huyết như lũ quét tuôn ra, lại có nội tạng nương theo lấy máu tươi tuôn ra, chảy đầy đất. Tống thể 72 chữ hào thảm, to thêm. Mà lại, một kiếm này kiếm thế còn không có đình chỉ.
trên kiếm trúc ẩn chứa kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem cửu u tà ma chém ngang lưng. Két két, to lớn cửu u tà ma phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm, ầm vang ngã xuống đất. Thân thể cao lớn bắt đầu bốc cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, cái gì đều không lưu lại. Chỉ có không khí bên trong tràn ngập ma khí, quanh quẩn cửu u tà ma oán giống, chứng kiến lấy hắn đã từng tồn tại dấu vết. Côn Vương, thật vất vả tập trung lực lượng một kích, cứ như vậy lãng phí. Mà lại, hiện tại hắn bại lộ tại tạo hóa tiên tử trước mặt, đã mất đi đánh lén cơ hội tốt. Càng quan trọng hơn là, cỗ thân thể này căn bản là không có cách hướng tạo hóa tiên tử xuất thủ. Coi như Côn Vương một sợi ý thức cưỡng ép thúc đẩy, cỗ này kiếp tiên kim thân nhiều nhất tượng trưng nâng một chút trong tay kiếm trúc, liền không có động tác. Đã không có cách nào đem bá tống vật trang sức tiên tử cầm xuống. Vậy liền tập trung tinh lực, đem sắp xuất thế nho ra trí bảo cho đoạt lại. Côn Vương tỉnh táo lại, thầm nghĩ trong lòng. Cầm xuống vật trang sức tiên tử không phải nhiệm vụ chính tuyến, chỉ là một cái nhân tiện chi nhánh, hoàn thành hay không cũng không đáng kể. Chỉ muốn đem nội dung chính tuyến hoàn thành, hắn liền có thể thu hoạch được tràn đầy vui vẻ. Nghĩ tới đây, Côn Vương làm nguyên tử kim thân dừng lại, lấy bất động ứng đối tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử quay người chằm chằm vào kiếp tiên kim thân, nàng trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, kêu, Tống A Đần Đần. Côn Vương, ý gì, trong lời này ẩn chứa tin tức gì? Côn Vương suy nghĩ sâu xa bắt đầu, thử nghiệm phân tích câu nói này nội hàm. A ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu, tiếp tục nói. Ở trước mặt nàng nho ra kiếp tiên uyên tử vẫn như cũ không nhúc nhích. Hắn hai mắt không có tiêu cự, giống đã mất đi hào quang cá ướp muối. Thân thể của hắn có chút cứng ngắc, động tác không quá trôi chảy, tựa hồ thật lâu không có hoạt động qua. Bất quá, trên người hắn cái chủng loại kia sinh mệnh khí tức, không có sai. Tống ngây ngốc, ngốc xương cốt, tạo hóa tiên tử tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, nàng đứng ở nguyên tử kiếp tiên kim thân trước mặt, thân thể không ngừng quay qua quay lại đung đưa, trong miệng phát ra một chuỗi ý nghĩa không rõ từ ngữ. Cho ta nói chuyện cẩn thận a, Côn Vương cảm giác sọ não đau. Nó trường sinh giả cấp trực giác nói cho nó biết, tạo hóa tiên tử hẳn là muốn hướng hắn truyền lại một số tin tức trọng yếu rất có thể là liên quan tới sắp xuất thế nho ra trí bảo tin tức. Nhưng là, nàng cái này một chuỗi tống ngây ngốc, tống ngốc ngốc căn bản không biết là ý nghĩa gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Lúc này, hắn cảm giác mình khả năng cần một cái cấp bậc vì cộng vô cực quan phiên dịch. Tạo hóa tiên tử như là cỏ non, vui vẻ tại uyên tử kim thân phía trước đung đưa. Trong miệng như trước đang không ngừng mà phát ra các loại cổ quái lời kịch. Cái này một giảng, trọn vẹn chính là hơn nửa giờ. Côn Vương ý thức khống chế uyên tử kim thân, từ đầu tới đuôi duy trì trầm tĩnh. Đi theo ta, tinh thần đại hải, tâm hướng phương xa đời đời. Mộng vẫn còn, quang niên chi ngoại, kiêu ngạo từ trước tới giờ không hứa ngôn bại. Sốt cục, tạo hóa tiên tử cùng uyên tử sư huynh ở giữa ôn chuyện kết thúc. Tiếp theo. Thật vất vả từ trong miệng nàng phát ra một câu Côn Vương có thể nghe hiểu lời kịch. Tạo hóa tiên tử một tay nắm nguyên tử sư huynh cổ tay, một cái tay khác giơ lên cao cao, chỉ hướng vũ trụ tinh không. Hẳn là để cho ta cùng với nàng đi thôi. Côn Vương suy đoán nói hắn tựa hồ có thể mơ hồ nghe hiểu một số tạo hóa tiên tử phát âm ý nghĩa. Cứ như vậy, tạo hóa tiên tử mang theo cường lực tay chân Côn Vương bài nho ra kiếp tiên kim thân, hướng phía nho điển chỗ ẩn thân tiến lên. Trên đường đi khó khăn trùng điệp. Chỗ này nho điển chỗ ẩn thân, hiển nhiên là năm đó cửu u béo cầu đại lão tự tay thiết trí. Tàng bảo địa ở vào hiện thế cùng cửu u thế giới một chỗ khoảng cách bên trong, trên đường đi có thật nhiều cửu u tà ma trông coi. Giống nho điển loại này bảo vật chân quý, trên đó ẩn chứa nho gia thánh nhân đạo, cho dù là cửu u béo cầu cũng sẽ không tùy tiện đi phá hủy hắn. Bởi vì nói không chừng bảo vật này, sẽ trở thành hắn thoát thân hoặc là bù đắp thiên đạo thời cơ. Sở dĩ, hắn chỉ là đem nho điển phong ấn, giấu kín bắt đầu. Tốt vào lúc này, cửu u chúa tể cầu đã biến mất. Đã mất đi béo cầu đại lão cửu u bản thể trèo trống, chỗ này nho điển giấu kín chỗ phong ấn cùng nguy cơ hệ số giảm xuống hơn phân nửa. Lại thêm có Côn Vương cái này đưa tới cửa cường lực tay chân, tạo hóa tiên tử một đường hát vang tiến mạnh, thuận lợi xông qua trùng điệp cửa ải, phá vỡ tầng tầng phong ấn. Sốt cục. Nàng và Côn Vương bài nguyên tử kim thân đến điểm cuối cùng. Đây là một cái như là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần hình tròn gian phòng. Gian phòng trung ương, có
có một cái tế đàn, trên đó có một cây hình tròn phong ấn trụ. Thân trụ trong suốt, bên trong rót đầy lấy chất lỏng màu xanh lam nhạt. Tại cây cột nội bộ, có một bản tản ra nhàn nhạt quang huy thư tịch, tại chất lỏng màu xanh lam bên trong chìm nổi. Y như dĩ vãng béo cầu đại lão phong ấn phong cách. Mặt khác, căn này phong ấn trụ thuật thức, cùng trước đó không lâu béo cầu đại lão thiết kế bạch tiền bối, đem hắn phong ấn trụ không có sai biệt. Béo cầu đại lão am hiểu phong ấn, nó phong ấn thuật thủ đoạn thậm chí còn tại bạch tiền bối phía trên. Tại nó cường lực phong ấn lại liền xem như bạch tiền bối, cũng sẽ bị phong ấn 5.000 năm lâu. Côn Vương nhìn qua bản này thư tịch, hai mắt sáng lên. Dù cho cách phong ấn trụ, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng ra bản này thư tịch cường đại. Đây tuyệt đối là một kiện có thể so với Bạch Hoàng Kinh Chí Bảo. Rất có thể là Nho Gia Thánh Nhân khi còn sống đã dùng qua bảo vật. Quyển sách này, từ hôm nay trở đi, sửa họ Côn Á. Côn Vương nội tâm vui sướng đến cực điểm. Hắn khống chế Uyên Tử Kim Thân, nhanh chân hướng về phía trước, bắt đầu tinh tế nghiên cứu cái này phong ấn. Tạo Hóa Tiên Tử đi theo bên cạnh hắn, đồng dạng ngồi xổm xuống nghiên cứu. Gần nửa ngày sau, Côn Vương tuyệt vọng ngẩng đầu. Cái này phong ấn là vị nào đại lão chỉnh, cho không cho người ta đường sống. Căn bản nhìn không ra là cái nào hệ thống tu luyện phong ấn, không phải đạo, không phải Phật, không phải ma, không phải vu, không phải yêu. Liền phảng phất không phải thế giới này hệ thống tu luyện. Đã không cách nào đem phong ấn trụ phá vỡ, như vậy dứt khoát đem chọn cái phong ấn trụ mang đi, lại tinh tế nghiên cứu. Côn Vương thầm nghĩ trong lòng. Hắn lui ra phía sau một bước, quất ra kiếm trúc, chém về phía phong ấn trụ dưới đáy cùng đỉnh, trực tiếp đưa nó cả cái từ gian phòng bên trong đào lên. Quá trình rất thuận lợi, phong ấn trụ được thành công khai quật ra. Ha 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 ha, Côn Vương phát ra khoái hoạt tiếng cười, nâng lên phong ấn trụ. Sau đó, hắn quay người, đem phong ấn trụ giao ở Tạo Hóa Tiên Tử trong tay. Côn Vương, Nhật Bằng, cái này Uyên Tử lúc còn sống nhất định là cái muội khống. Côn Vương đơn giản liền dầu gan cá đều muốn cấp ép đi ra. Không thể đối bá tống vật trang sức tiên tử xuất thủ thì cũng thôi đi, thật vất vả móc ra phong ấn trụ lại còn muốn tự tay giao cho vật trang sức tiên tử. Khoái hoạt chỉ lập tức từ 100 xuống đến số âm. Đã nói xong gấp đôi thu thuế, kết quả là lại là công dã tràng. Khó chịu, lá gan đau nhức, dầu gan cá. Tạo Hóa Tiên Tử vui vẻ từ Uyên Tử sư huynh trong tay tiếp nhận phong ấn nho điển phong ấn trụ, vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống thân trụ. Cái này phong ấn rất cường đại, là cửu u chúa tể cấp bậc, liền xem như trường sinh giả xuất thủ cũng rất khó giải khai. Bất quá không quan hệ, có Tống Thư Hàng tại, cái này phong ấn có thể sử dụng yêu đến cảm hóa, giải khai. Nàng ôm phong ấn trụ, vui vẻ vòng vo vài vòng, tựa như đạt được yêu thích đồ chơi tiểu nữ hài. Cũng chỉ có đang quen thuộc sư huynh trước mặt, nàng mới có thể biểu hiện ra khả ái như thế một mặt. Tạo Hóa Tiên Tử càng vui vẻ, đối diện Côn Vương thì càng khó thụ. Chỉ có xuất động bản thể, Côn Vương một sợi ý tứ thầm nghĩ trong lòng. Cỗ này nho ra kiếp tiên kim thân hoàn toàn dựa vào không được, muốn đoạt được căn này phong ấn trụ, chỉ có thể để bản thể tự mình tới chờ bản thể tới về sau, vừa vặn có thể thuận thế đem bá tống vật trang sức tiên tử cũng cầm xuống, nói không chừng có thể trở thành tương lai cùng bá tống giao phong át chủ bài. Đang lúc Côn Vương suy tư thời khắc, trong hư không đột nhiên có một cái thế giới chi môn mở ra. Không phải cổng không gian, mà là một cái tiểu thế giới cửa ra vào. Cổng không gian đại biểu cho cửu phẩm kiếp tiên cấp thực lực, mà tiểu thế giới xuất khẩu đại biểu cho một cái có được tiểu thế giới thổ hào. Ngay sau đó, có bốn bóng người từ nơi này tiểu thế giới bên trong nối đuôi nhau mà ra. Hai nam hai nữ. Một vị tiên tử mái tóc đen dài, dáng người cao gầy, hai chân trắng nõn thon dài. Một vị tiên tử đến tai tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vây quanh bạch long khăn quàng cổ. Một vị tu sĩ tóc dài đến lưng, mắt như tinh thần, nghiêng nước nghiêng thành chi tư. Bởi vì cái này ba bóng người khí chất quá mức xuất sắc. Dẫn đến đạo thứ tư thân ảnh, vô ý thức liền sẽ bị người xem nhẹ đi qua. Côn Vương thật vất vả đem thị giác từ vị kia tuấn mỹ tu sĩ trên người dịch chuyển khỏi, nhìn về phía vị cuối cùng. Cái này một vị nhìn qua thường thường không có gì lạ, trên mặt mang theo một cái tinh xảo mặt nạ, trên người tựa hồ còn có kiểm chế khí tức pháp khí, khiến cho người vô pháp xem thấu tu vi của hắn. Nhưng là, Côn Vương nhưng có thể một chút nhận ra thân phận của đối phương bá tống,
đừng tưởng rằng mang trương mặt nạ ta cũng không nhận ra ngươi. Đợi đã, bá tống tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải lưu tại hỏa tinh trên chờ đợi lấy người khác tới khiêu chiến hắn sao? Côn Vương sững sờ. Hắn thông qua ý nghĩ của bản thể cảm ứng, còn có thể nhìn thấy hỏa tinh bên trên động tĩnh. Lúc này hỏa tinh bên trên, vị kia người mang mũ liên bá thánh hảo bá đạo tống, chính chiến ý dâng cao, chờ người đến chém hắn. Hỏa tinh bên trên bá tống không phải là tên giả mạo, thực sự bày ở cái kia. Nhưng trước mắt ta cái này, cũng không giống là hàng giả. Chẳng lẽ, trước mắt đây là bá tống phân thân? Nếu như chỉ là phân thân lời nói, có lẽ, ta bản thể còn có thể tới, cướp đi phong ấn trụ. Nghĩ tới đây, Côn Vương bắt đầu bí mật quan sát trước mắt bá tống, xem xét phối trí. Côn Vương lầu một ý thức, âm thầm đem tống thư hàng từ đầu tới đuôi quét một lần. Đầu tiên là đầu trang bị. Ngốc mao, căn này ngốc mao, là trường sinh giả. Côn Vương chấn kinh rồi, hắn có thể cảm ứng rõ ràng ra bá tống trên đầu cây kia mọc lông là một cái độc lập cá thể, mà lại trên đó lộ ra trường sinh giả khí tức. Căn này ngốc mao, là một tôn độc lập trường sinh giả. Sau đó bá tống trên bờ vai, ngồi một gốc hành mầm tinh, cái này hành tẩu hành mầm chỉ là phổ thông sủng vật tiểu yêu. Nhưng là, nàng bên hông buộc lấy chuôi này thu nhỏ bảo đao lại kém chút sáng mù Côn Vương con mắt. Đây là cái gì cấp bậc bảo đao? Cái này đao tuyệt đối vượt qua trường sinh giả thần binh cấp bậc. Cái này, không phải là trong truyền thuyết đạo khí A, Côn Vương lá gan đều đang run rẩy. Cái này đao, càng xem càng giống là trong truyền thuyết thiên đạo tạo vật đạo khí. Bá Tống đã phú hữu đến loại trình độ này. Đạo khí loại này thần binh, cứ nhiên phối cho một đầu sủng vật tiểu yêu sử dụng. Điên rồi sao, đây chính là liền trường sinh giả đều sẽ khát vọng đạo khí A. Ánh mắt tiếp tục hướng xuống, tại bá Tống eo ý treo một đao, một bia. Lúc này, một đao kia một bia, tựa hồ đang tại giao lưu, toàn bộ là có được cao đẳng khí linh pháp khí. Cái này đao, tốt sinh cổ quái, cái này, đây là tâm ma. Côn Vương trừng to mắt. Nhật, đây không phải đao, là tâm ma, mà lại, là cửu phẩm kiếp tiên. Không đúng, là tầng thứ cao hơn tâm ma. Đây chẳng lẽ là bá Tống đem tâm ma của mình cho rút lấy đi ra, luyện hóa thành một thanh đao. Đem tâm ma luyện hóa thành thần binh, loại chuyện này làm sao làm được. Còn có tấm bia đá này, mặt ngoài nhìn qua chỉ là kiếp tiên đỉnh phong cấp pháp khí, nhưng trên đó ẩn chứa hơi thở hết sức khủng bố. Này khí tức, cho chiến đấu hình trường sinh giả còn kinh khủng hơn. Tấm bia đá này, tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Côn Vương trực giác nói cho nó biết, tấm bia đá này nói không chừng mới là bá tống trên người kinh khủng nhất thần binh. Cuối cùng, là bá tống trên chân trang bị. Nổi tiếng chư thiên vạn giới bá tống, chân mang lại là hai cái khác biệt bảng hiệu giày mà lại, nhìn qua đều là phổ thông giày thể thao. Tại sao có hai cái khác biệt bảng hiệu giày? Ở trong đó khẳng định có chỗ đặc thù. Côn Vương cẩn thận từng ly từng tí nhìn trộm bá tống chân trái giày thể thao. Sau một khắc, hắn phát hiện cái này giày thể thao cứ nhiên tản ra thất thải thần khí bảo quang. Không chỉ có như thế, tại giày bên trong còn ẩn giấu đi làm thế giới sụp đổ khí tức, còn có yếu ớt thiên đạo hương vị. Cái này giày chính là Tống Thư Hàng bị thiên đạo di thuế cầu cường hóa trái lại giày thể thao. Giày này bên trong lưu lại giọt nhỏ thiên đạo di thuế cầu đã bị Bạch Tiền Bối lấy đi, sau đó chuyển tay lại đưa nó trả lại cho Tống Thư Hàng. Mà Tống Thư Hàng tại độ kiếp bên trong, đem nửa người dưới của chính mình chém. Tân sinh đi ra nửa thân không xỏ giày, liền tiện tay đem cái này giày chiến một lần nữa móc ra, xuyên qua đi lên. Xem hết bá tống một thân phối trí về sau, Côn Vương lá gan đều mềm nhũn. Thật, từ đầu vũ trang đến chân. Liền xem như phân thân, bá tống cũng là hoàn toàn kín kẽ nam nhân. Mà lại, những thứ này vẫn chỉ là bá tống bày ở ngoài sáng vũ trang phối trí. Âm thầm có trời mới biết còn cất giấu bảo bối gì. Lại thêm bá tống cũng không phải là một cái người. Côn Vương âm thầm đảo qua bên trên hai vị tiên tử cùng vị kia tuấn mỹ tu sĩ. Nhật Bằng, trường sinh giả cấp khăn quàng cổ. Vị kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn tiên tử trên cổ, vây quanh bạch long khăn quàng cổ là hàng thật giá thật trường sinh giả. Long tộc lúc nào xuất hiện một vị màu trắng trường sinh giả. Sau đó là vị kia hai chân thon dài tiên tử, vị này trên người mặc dù không có dễ thấy trang bị pháp khí, nhưng là khí tức trên người nàng phi thường cổ quái, hư hư thật thật, luôn cảm giác sau lưng nàng còn trực tiếp liên tiếp cái nào đó nhân vật đáng sợ.
một vòng nhìn xem đến, ngược lại là bắt mắt nhất tuấn mỹ tu sĩ, bình thường nhất. Trên người hắn khí tức gần như tại không, tiếu dung mê người, cho người ta một loại cảm giác rất thân thiết, khiến cho người không nhịn được nghĩ tới gần hắn. Côn Vương vừa nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên vị này tuấn mỹ tu sĩ khí tức trên thân kịch liệt hoán đổi. Từ thân thiết trong nháy mắt hoán đổi thành khủng bố đến cực điểm, tà ác đến cực điểm. Hắn phảng phất như là thế gian hết thảy ác hóa thân. Nếu không phải Côn Vương không có chân, đã sớm run chân. Vật họp theo loài. Quái vật chỉ sẽ cùng quái vật làm bằng hữu. Côn Vương trong nháy mắt bóp tắt đem chân thân triệu hoán qua tới suy nghĩ. Lúc này, nếu đem chân thân triệu hoán tới, nói không chừng liền phải lành lạnh. Trước mắt bá tống bốn người này tổ hợp xa hoa đội hình, tăng thêm cái kia một đám trường sinh giả vật trang sức, ai tới đều là chết. Côn Vương vững vàng đem bản thân một sợi ý thức giấu tại nho ra kiếp tiên kim thân chỗ sâu, không dám chút nào tiết lộ, sợ bị phát giác. Nếu như bị bá tống phát giác dị dạng, mất đi cỗ này nho ra kiếp tiên kim thân cũng không thể sợ, sợ chính là bên cạnh vị kia tuấn mỹ tu sĩ nói không chừng có thể trực tiếp bằng cái kia một sợi ý thức tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn bản thể cho bắt tới. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bên cạnh, tạo hóa tiên tử vui vẻ đi vào Tống Thư Hàng trước mặt, đưa lên phòng ấn trụ. Khổ cực, tiên tử. Tống Thư Hàng từ trong tay nàng tiếp nhận bảo trụ, nhẹ nhàng gõ gõ, cái này tạo hình còn có cái này phong ấn thuật thức, quả nhiên là béo cầu đại lão tác phẩm. Ổn. Ẩn núp Côn Vương ý thức, yên lặng thở dài. Cái này phụ lòng bảo vật, rõ ràng nói xong rồi muốn sửa họ Côn, kết quả hắn hiện tại vụng trộm sửa họ Bá. Gấp đôi vui vẻ biến thành gấp đôi đâm tâm. Khó chịu. Tạo hóa tiên tử đem phong ấn trụ giao cho Tống Thư Hàng về sau, hát nói, Tống A ngốc ba chát hắc. Lấy tiên tử ngón giọng, liền xem như không lời kịch, chỉ là tú cuống họng đều là âm thanh thiên nhiên. Tống Thư Hàng một bên nghe, một bên gật đầu nói, thì ra là thế. Tiếp đó, hắn quay người hướng đại gia giới thiệu nói, tạo hóa tiên tử nói, bên người nàng vị này là sư huynh của nàng nho ra 13 kiếp tiên bên trong Uyên Tử. Uyên Tử sư huynh năm đó ở nho ra đại kiếp bên trong bị trọng thương, bây giờ thần trí mơ hồ. Tựa như đại gia bây giờ thấy được một dạng, mặc dù sẽ hoạt động, nhưng chỉ là dựa vào bản năng tại hành động. Côn Vương xứng sở cái này đều có thể nghe hiểu. Hắn muốn thần cấp quan phiên dịch vậy mà tại nơi này. Nho ra Uyên Tử, năm đó thế nhưng là chư thiên vạn giới nổi tiếng đại nho, nhưng đáng tiếc. Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói. Năm đó, nho ra liên tiếp ra 13 vị tuổi trẻ kiếp tiên sự tích, chấn kinh thiên hạ. Thánh nhân dạy bảo học sinh năng lực, bị chư thiên vạn giới sở thừa nhận. Uyên Tử là 13 kiếp tiên bên trong nhất có khí chất một viên, nhất cử nhất động của hắn, đều lộ ra thoải mái chi ý. Tại thời kỳ viễn cổ, loại này anh tuấn thoải mái còn tại rất nhiều thế giới nhấc lên qua một trận trào lưu. Nếu như năm đó nho ra không có đại kiếp lời nói, hiện tại 13 kiếp tiên chỉ sợ đã là 13 vị trường sinh giả đi. Sở các chủ ngốc mau nói. Nho ra đại kiếp trước, 13 kiếp tiên bên trong thì có nhiều hơn phân nửa thành viên, đã ngưng tụ tự thân đạo hình thức ban đầu. Cự ly bước ra chính mình đạo, trở thành trường sinh giả cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian. Đáng tiếc, bọn hắn vẫn là quá sớm. Nếu như năm đó bốc đồng đệ thất thiên đạo thoái vị trễ bên trên mấy trăm năm lời nói, lần trước bất hủ cuộc chiến, nói không chừng chính là nho gia thánh nhân mang theo 6 vị trở lên trường sinh giả treo lên đánh thiên hạ, ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng. Tông Á Lạp Tác tạo hóa tiên tử đưa tay chỉ Uyên Tử, kêu. Tốt, không có vấn đề. Tống Thư Hàng gật đầu nói, vừa vặn ta có nho gia tọa độ, có thể trực tiếp tiến về nho gia. Đem Uyên Tử tiền bối đưa về. Tạo hóa tiên tử hy vọng Tống Thư Hàng có thể đem Uyên Tử sư huynh đưa về đến nho gia. Hiện tại nho gia có 4 vị phục sinh 13 kiếp tiên. Bọn hắn nương tựa theo thánh nhân lưu lại phục sinh trận pháp khôi phục, thu được ngắn ngủi tại hiện thế năng lực hành động. Thừa dịp bọn hắn còn không có lần nữa tiêu tán trước đó, có lẽ có thể giúp Uyên Tử. Hừm, ân, tạo hóa tiên tử vui vẻ nói. Sau đó nàng vừa chỉ phong ấn trụ cùng trong đó nho điển. Thỏa, nho điển phong ấn liền giao cho ta đến giải quyết đi. Nói thật, căn này phong ấn trụ ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu. Tống Thư Hàng trả lời. Chỉ muốn cho phong ấn trụ soát hơn vài chục vạn phát dưỡng đao thuật,
căn này phong ấn trụ nói không chừng có thể trở thành hắn mới át chủ bài, tựa như lần trước dùng phong ấn trụ đem thiên đạo di thuế cầu phong ấn một dạng, chờ căn này mới phong ấn trụ hảo cảm soát đầy về sau, lại có thể hố một đợt địch quân đại lão. Giải quyết phong ấn, cái này cường đại phong ấn, bá tống có thể giải mở. Hắn tại phong ấn thuật bên trên tạo nghệ cũng cường đại như vậy sao? Ẩn núp côn vương âm thầm nghe trộm, càng là giải bá tống, thì càng cảm giác hắn đáng sợ. Căn này phong ấn trụ so với ta bản thể cây kia nhỏ yếu hơn rất nhiều, giải quyết hẳn là tương đối dễ dàng. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng, đêm nay bớt thời gian ta soát cái suốt đêm đối tạo hóa tiên tử, đến lúc đó nho điển ngươi muốn xử lý như thế nào? Muốn đem hắn mang về nho ra sao? Bản này nho điển, Tống thư hàng chuẩn bị giao cho tạo hóa tiên tử. Lúc trước cùng béo cầu đại lão, tam nhãn tiền bối lập đổ ước lúc, nghe được nho điển tình báo về sau. Tạo hóa tiên tử liền không ngừng hiện lên bức thiết nôn nóng nho điển đối nàng tựa hồ phi thường trọng yếu. Tống A ngốc, tạo hóa tiên tử đột nhiên thả người nhảy lên, nhào vào phong ấn trụ bên trên, dùng sức lắc đầu. Nàng ý tứ là nho điển tạm thời không thể trả lại cho nho ra. Rất trọng yếu sao? Tống thư hàng hỏi. Trọng, yếu, tạo hóa tiên tử mở miệng nói, nàng hướng tống thư hàng duỗi ra 5 ngón tay, nghĩ nghĩ sau lại đổi thành 4 cái. Người cái này con dẹp muốn bóp lên thật là có điểm cấn tay. Tống thư hàng. Tốt a, ta hiểu được. Tóm lại, cái kia đến lúc đó nho điển trước lưu tại hạch tâm thế giới. Chờ ngươi cho rằng thời cơ chín muồi thời điểm, lại thông chi nho ra đi. Tống thư hàng trả lời. Tạo hóa tiên tử đối bộ phận thánh nhân di vật rất để ý, thậm chí không muốn để chúng nó trở về nho ra. Tỷ như lần trước tống thư hàng chuẩn bị đem thánh nhân chi nhãn còn cho nho ra lúc. Tạo hóa tiên tử cũng tại kháng cự. Hẳn là, thánh nhân đại lão còn có phục sinh khả năng. Tống thư hàng trong lòng hơi động. Tạo hóa tiên tử muốn đem con mắt cùng nho điển giữ ở bên người, có phải hay không là bởi vì những vật này là thánh nhân phục sinh trọng yếu đạo cụ. A, đạt được tống thư hàng khẳng định hồi phục về sau, tạo hóa tiên tử từ phòng ấn trụ bên trên nhảy xuống. Nàng duỗi tay vỗ vỗ tống thư hàng, nói, ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a. Tống thư hàng, rõ ràng một mực là ngươi cùng công đức xà mỹ nhân một mực nhất ta lời kịch được không? Đón lấy đến chúng ta đi nho ra sao? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi. Nếu như muốn đi nho ra lời nói, hắn liền phải tại hạch tâm thế giới trạch đoạn thời gian nho ra chỗ kia chính khí trị quá cao, cùng hắn tâm ma thuộc tính tương khắc. Da đen vũ nhu tử có thể giấu ở tống thư hàng cái bóng bên trong, hắn lại không cái thiên phú này năng lực. Hừm, mục đích nho ra. Tống thư hàng duỗi tay bắn ra, hạch tâm thế giới mở ra. Vũ nhu tử lôi kéo A thập lục, thuần thục bước vào trong đó. Tạo hóa tiên tử lôi kéo Uyên tử sư huynh theo sát đuổi theo. Bạch tiền bối lại dừng lại tại nguyên chỗ, các ngươi đi trước, ta lưu tại nơi này nghiên cứu một chút béo cầu cái này phong ấn tế đàn, nếu như có chuyện liền gọi ta. Đúng, nho điển nếu như giải phong, cũng kêu gọi hạ ta. Béo cầu đại lão lưu lại cái này phong ấn thế giới. Tựa hồ đưa tới bạch tiền bối hứng thú. Được rồi, bạch tiền bối. Vậy chờ ta mở ra phong ấn sau lại kêu gọi ngươi. Tống thư hàng điểm đầu trả lời. Hạch tâm thế giới cửa vào quan bế, cũng tại nho ra bạch vân thư viện bên ngoài mở ra xuất khẩu. Chờ đến tống thư hàng một đoàn người sau khi rời đi, bạch tiền bối tiến lên, đi vào phong ấn bên rìa tế đàn. Hắn duỗi tay tại trên tế đàn nhẹ nhàng gõ gõ, sau đó bắt lấy phong ấn tế đàn. Dùng sức nhếch lên bị côn vương đào móc qua tế đàn, cả cái bị vén lên, lộ ra dưới đáy to lớn dưới mặt đất không gian cùng phức tạp máy móc kết cấu. Tại cái kia nhìn qua rất cao cấp máy móc kết cấu chỗ sâu, đắm chìm lấy một cái dương kim loại. Thoạt nhìn như là béo cầu thủ bút, bất quá, bộ phận này hẳn là thiên đạo cầu kiệt tác đi. Bạch tiền bối xoa cằm nói. Béo cầu ở chỗ này thiết hạ phong ấn cùng tế đàn, đem nho điển trấn áp nơi này. Về sau. Thiên đạo cầu lại vụng trộm tại dưới tế đàn phương đào ra cự đại không gian, lưu lại phức tạp máy móc pháp khí cùng cái này dương kim loại. Đáng nhắc tới chính là, cái này dương kim loại vật liệu, là một loại thể lỏng kim loại. Không sai, chính là cửu u béo cầu thân thể. Cho nên ngọn nguồn bộ phận này kết cấu, khẳng định là thiên đạo cầu gạt béo cầu âm thầm cổ đào. Len lén cắt chém bản thân cửu u chúa tể, thiên đạo không một cái thứ tốt. Bạch tiền bối thoa nói. Bạch tiền bối bắt đầu thuần thục phá giải cái mới nhìn qua này rất khoa huyễn máy móc thiết bị.
hắn lặng lẽ phá giải béo cầu vật phẩm, máy móc đã không phải là lần thứ nhất, kinh nghiệm già dặn mặc dù trước mắt thứ này xuất từ thiên đạo cầu chi thủ, nhưng thiên đạo cầu cùng béo cầu tại máy móc chế tác phương diện mạch suy nghĩ có cùng nguồn gốc, trên tổng thể cũng không ảnh hưởng bạch tiền bối dỡ bỏ máy móc lúc trôi chảy cảm giác. Coi như dỡ bỏ quá trình bên trong ngẫu nhiên gặp gỡ coi trọng xem không hiểu khâu, cũng không thắng được bạch tiền bối. Tại không cách nào xác định tình huống dưới, hắn có thể dựa vào cảm giác đi dỡ bỏ vật phẩm. Tại dỡ bỏ phương diện, bạch tiền bối có được tông sư cấp trực giác, hắn chưa từng có hủy đi xấu một kiện vật phẩm. Tiếc nuối duy nhất là lắp lại vật phẩm phương diện thiên phú giá trị không có điểm đầy. Nhưng chẳng ai hoàn mỹ, là người chắc chắn sẽ có điểm bệnh vặt. Huống hồ hắn là cửu u chúa tể phụ trách chặt không chịu trách nhiệm trị liệu, quản giết không quản chôn rất phù hợp thân phận của hắn. Ngắn ngủi 5-6 phút sau, bạch tiền bối liền đã thành công hủy đi đến cái kia thể lỏng kim loại hộp bên cạnh. Không khác, chăm hay không bằng tay quen. Tại bạch tiền bối sau lưng, các loại dỡ xuống linh kiện, bộ kiện giải xuống một chỗ. Tinh tinh tướng quân cùng mọc ra mỹ nhân mặt thụ thụ được triệu hoán ra, yên lặng đem những này linh kiện dọn đi, mang về đến Tà Liên thế giới, cung cấp bạch tiền bối sau khi về nhà nghiên cứu sử dụng. Cuối cùng đã tới khiến người mong đợi mở dương khâu, bạch tiền bối xoa xoa đôi bàn tay. Ta chủ, trong này có phải hay không là thiên đạo chuẩn bị ở sau? Cần ta đem bản thể kéo qua, khóa chặt phiến khu vực này sao? Mặt trời nhỏ T233 hào thanh âm vang lên. Từ khi đổi lại mọc ra mắt tinh cầu đại lão dự bị trái tim về sau, nó đã trải qua không cần lại thời gian dài ngủ say tích xúc năng lượng, trước mắt đảm nhiệm bạch tiền bối quản gia nhân vật. Cùng tam nhãn tiền bối trong mắt quản gia khác biệt, mặt trời nhỏ T233 hào liền có thể dựa vào lại trung thành, mọi thứ khắp nơi vì chủ nhân suy nghĩ, là quản gia giới chính diện mẫu mực. Mà lại, mặt trời nhỏ nó chưa từng đâm chủ nhân trái tim. Không cần khẩn trương, liền xem như chuẩn bị ở sau, tại thiên đạo bản thể đã trải qua sụp đổ hiện tại, cũng không làm gì được ta. Bạch tiền bối trả lời. Thiên đạo không ra, u cầu lại chỉ còn lại một cái tiểu hào phân thân, hiện tại bạch tiền bối thân là duy nhất chấp trưởng cửu u chúa tể, chư thiên vạn giới ai có thể làm gì hắn. Bạch tiền bối đi vào cái kia thể lỏng dương kim loại bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ cái dương. Trên cái dương tạo nên một trận gợn sóng. Một thể, mỹ nhân mặt thụ thụ lên tiếng nói, toàn bộ cái dương không nhìn thấy khe hở, coi như nghĩ phá giải cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vậy thì do chúng ta cho nó mở khe. Bạch tiền bối mỉm cười, hắn đưa tay đeo lên một đôi thật mỏng găng tay, lại từ một cái chuyên môn pháp khí không gian bên trong lấy ra hai thanh lợi kiếm. Một thanh là tản ra khiến tất cả cửu u sinh vật khó chịu thánh quang chi nhận, khác một thanh là không thể so thánh quang chi nhận kém bao nhiêu nho ra hệ thần binh. Bạch tiền bối tay cầm thần binh, hai kiếm hung hăng đâm vào thể lỏng dương kim loại. Đã mất đi thiên đạo chi lực che chở về sau, cái này thể lỏng dương kim loại kiên cố đẳng cấp cũng không so béo cầu đại lão bản thể cứng cỏi bao nhiêu. Mà bạch tiền bối cùng béo cầu đại lão ở giữa dây dưa ngàn ngàn vạn vạn năm, chiến đấu qua vô số lần. Liên quan tới béo cầu thân thể muốn làm sao cắt chém, hiện tại bạch tiền bối có quyền lên tiếng nhất. Tại bạch tiền bối kinh nghiệm phong phú cùng thực lực cường đại duy trì dưới, hai thanh thánh kiếm quả thực là tại thể lỏng dương kim loại bên trên mở cái đóng. Quả nhiên, dùng thánh kiếm cùng nho kiếm tới đối phó béo cầu, hiệu quả sẽ càng không. Sai, nói đến một nửa lúc, bạch tiền bối đột nhiên có chút thất lạc. Cửu u thế giới u cầu bản thể đã trải qua không có, hắn khổ tâm nghiên cứu ra được đối phó béo cầu thủ đoạn, lại có hiệu suất cũng không có tác dụng gì. Bạch tiền bối đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn đưa tay đem thánh kiếm cùng nho kiếm thu hồi, sau đó dùng sức xốc lên cái này thể lỏng dương kim loại. Nắp vali mở ra sát na, liền có một trận chói tai nho ra chính khí càn quét mà tới. Mỹ nhân mặt cây cùng tinh tinh tướng quân không khỏi lui về sau một khoảng cách, trên mặt khó chịu. Nho ra thánh nhân chính khí. Bạch tiền bối suy đoán nói. Cái này tiết lộ ra ngoài chính khí cùng tống thư hàng trên người nho ra thánh nhân chi nhãn khí tức rất tương tự. Không phải là thánh nhân linh kiện. 3. Cái dương bị triệt để mở ra, lộ ra bên trong một cái hình người lỗ khảm nhìn bộ dáng hẳn là vừa vặn có thể chứa một cái 1.1 mét khoảng chừng đồng tử. Nhưng là, trong dương bộ trống rỗng, cái gì cũng không có. Tinh tinh tướng quân lại gần liếc một cái, không. Chẳng lẽ là bị cái dương này hòa tan? Không có bị hòa tan,
Bạch tiền bối đưa tay tại lỗ khảm bên trong nhẹ nhàng sờ lên, là bên trong nguyên bản chứa đồ vật rời đi. Cái này thể lỏng dương kim loại bên trong, nguyên bản chứa một cái hình người đồng tử, bất quá cái này đồng tử hẳn là tại thật lâu trước, liền rời đi nơi đây. Từ trước mắt manh mối đến xem, hẳn là đã trôi qua thiên đạo cầu, đã từng âm thầm mượn bị béo cầu phong ấn nho điển ngưng tụ nho ra thánh nhân lực lượng. Cũng đem nho điển lực lượng dẫn dắt tới lòng đất không gian, đạo vào đến cái này bên trên thể lỏng dương kim loại bên trong. Bạch tiền bối suy đoán nói. Sau đó, cũng không biết dùng phương pháp gì, lợi dụng nho điển lực lượng, chế tạo như thế một cái hình người đồng tử. Mặt trời nhỏ T233 hào tiếp lấy suy đoán nói. Không sai, nói không chừng ở trong quá trình này, còn sử dụng bộ phận thánh nhân linh kiện. Bạch tiền bối gật đầu nói. Người nhân tạo, mỹ nhân mặt thụ yêu nhãn tình sáng lên, nói. Người cầu tạo, bạch tiền bối chỉnh sửa mỹ nhân mặt thụ yêu thuyết pháp. Thiên đạo cầu chế tạo như thế cái người nhân tạo, người cầu tạo muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm thành mình chuyển thế vật chứa? Tinh tinh tướng quân nghi ngờ nói. Nói không chừng, nó là nghĩ chế tạo ra một cái nho ra thánh nhân ra. Bạch tiền bối dùng béo cầu phương thức tư duy, tiến hành suy tính. Thiên đạo cầu tại trận chiến cuối cùng bên trong bị nho ra thánh nhân dùng thiên phú cướp đi một khối tồn tại, cho nên, khả năng nó là nghĩ lại bồi dưỡng một cái nho ra thánh nhân ra, giải quyết vấn đề này. Vậy cái này người cầu tạo là ai? Nếu như hắn rất sớm đã rời đi nơi này, đến hiện thế. Cái kia nói không chừng nó hiện tại, đã trải qua hóa thân thành tu chân giới nhân vật nào đó. Mặt trời nhỏ T233 hào phỏng đoán nói. Chư thiên vạn giới đại lão bên trong, có phù hợp điều kiện này người sao? Mỹ nhân mặt thụ thụ hỏi. Không nhất định là đại nhân vật, nói không chừng còn không có tu luyện tới cảnh giới cao như vậy. Bạch tiền bối nói. Nhân tạo nho ra thánh nhân, chư thiên vạn giới bên trong phù hợp đại lão. Tinh tinh tướng quân xoa cằm suy tư một lát sau, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, bá Tống Hào. Suy nghĩ kỹ một chút, bá Tống Hào có phải là rất phù hợp cái này thiết lập? Bá Tống Hào là hàng thật giá thật nhân loại, mặt trời nhỏ T số 233 trả lời. Tống Thư Hàng là thân sinh, không phải nhặt được. Điểm ấy rất nhiều người đều xác nhận qua. Nếu như không phải bá Tống Hào, vậy sẽ không phải bá Tống Hào cái nào đó tổ tiên. Mỹ nhân mặt thụ thụ suy đoán nói. Sẽ không, bạch tiền bối nói, người cầu tạo, chỉ sợ không có khả năng sinh đẻ. Không có khả năng sinh đẻ, cùng bá Tống Hào đồng dạng tuyệt dục sao? Tinh tinh tướng quân và mỹ nhân mặt thụ yêu trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên như thế cái suy nghĩ từ khi Tống Thư Hàng lần thứ 5 hiển thánh về sau, bọn chúng chỉ muốn nghe đến tuyệt dục, sinh dục loại hình từ ngữ, lập tức liền sẽ nghĩ đến tuyệt dục bá Tống Hào. Còn tốt hiện tại chuột hamster hào tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới ngốc lấy, nếu như hắn tại chỗ, trong đầu hiển hiện suy nghĩ nhất định sẽ càng phù hợp cửu U tà ma thân phận nó cửu U tà ma huyết thống là bạch tiền bối chúng sủng vật bên trong thuần chính nhất. Nếu như không phải bá Tống Hào hoặc bá Tống Hào tổ tiên lời nói, cái kia tạm thời liền muốn không ra phù hợp cầu nhân tạo điều kiện hậu tuyển thí sinh. Tinh tinh tướng quân tiếc nuối nói. Hắn nhưng thật ra vô cùng chờ mong bá Tống Hào là cầu nhân tạo cái này thần triển khai, bởi vì nghe cũng cảm giác rất có ý tứ. Nếu như cầu nhân tạo là thiên đạo cầu lợi dụng nho điển lực lượng chế tạo ra cầu tạo thánh nhân, như vậy, hắn bây giờ khả năng nhất tồn tại địa điểm. Hẳn là nho ra a. Lúc này, mặt trời nhỏ T233 hào phỏng đoán nói. Mặc dù không biết cái này cầu tạo thánh nhân tính cách, nhưng nếu là lợi dụng nho ra thánh nhân năng lực sáng tạo ra tồn tại, cái kia phù hợp nhất hắn tu luyện địa điểm, hẳn là nho gia. Nói không chừng hiện tại cái này cầu nhân tạo chính là nho gia bên trong một vị nào đó đệ tử thiên tài, hoặc là một vị nào đó nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lấy thiên phú của nó, tại nho gia ra mặt khẳng định không khó. Tinh tinh tướng quân nhãn tình sáng lên. Bá Tống Hào bọn hắn đã tiến về nho gia đi. Hiện tại thiên đạo sụp đổ, cầu nhân tạo không có thiên đạo hạn chế, nói không chừng có thể cùng bá Tống Hào bọn hắn gặp nhau. Mỹ nhân mặt thụ yêu dọc theo cái suy đoán này, một đường suy luận. Mà nếu như hắn cùng bá Tống Hào bọn hắn gặp nhau lời nói không chừng sẽ dòm ngó bá Tống Hào thánh nhân con mắt cùng nho điển. Tinh tinh tướng quân não động lớn mở. Mỹ nhân mặt thụ yêu, sau đó, ở một cái phong cao nguyệt hắc ban đêm, thần bí cầu nhân tạo, lặng lẽ sờ lên bá Tống Hào gian phòng, đẩy ra cái kia phiến tịch mịch cửa phòng. Mà lại, nói không chừng tại phong cao nguyệt đêm tối trước đó.
cầu nhân tạo sẽ còn nương tựa theo bản thân nho ra đệ tử thân phận, âm thầm cho bá tống hào hạ dược, nhượng hắn đêm đó không cách nào chống cự. Tinh tinh tướng quân nói bổ sung. Hắn và mỹ nhân thụ yêu dăm ba câu ở giữa, suy luận ra một cái cầu nhân tạo cùng bá tống hào ở giữa ân oán tình cừu tiểu kịch trường. Nội dung cốt truyện biến đổi bất ngờ, tình cảm phong phú. Kỳ thật bá tống hào đã rất mệt mỏi, nhượng hắn nghỉ ngơi thật tốt xuống đi. Mặt trời nhỏ T233 hào ôn nhu nói. Bạch tiền bối. Ngoài ra ta chủ, muốn thông chi bá tống hào liên quan tới cầu nhân tạo sự sao? Mặt trời nhỏ T233 hào hỏi. Không cần, không có tôi luyện liền không có trưởng thành, dù sao có ta chuẩn bị cho bọn họ phục sinh trận. Bạch tiền bối khoát tay áo. Tinh tinh tướng quân nghe vậy, ngẩng đầu vọng thiên, bi thương nói, ta ngược lại cảm giác bá tống hào trưởng thành đã rất nhanh. Hắn bắt đầu thấy bá tống hào lúc, bá tống hào vẫn chỉ là cái vừa tiếp xúc tu chân không lâu tiểu manh tân, liền ngự kiếm phi hành cũng không biết. Mà khi đó, hắn là cường hoành bát phẩm cường giả, thú tu giới trinh tây đại tướng. Kết quả một năm cũng chưa tới, hiện tại bá tống hào đã 5 lần hiển thánh, tính toán cảnh giới cũng đã là hàng thật giá thật huyền thánh. Có lẽ tiếp qua không được bao lâu, bá tống hào liền muốn đưa nó vượt qua. Nhưng là, thời gian không nhiều lắm. Bạch tiền bối nói khẽ. Chẳng ai ngờ rằng thiên đạo cầu băng nhanh như vậy, mà Tống Thư Hàng vẫn còn dừng lại tại thất phẩm cảnh giới. Nếu như thiên đạo cầu có thể lại nhiều kiên trì hơn một năm tốt. Khi đó, Tống Thư Hàng nói không chừng đã trùng kích đến cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, bước ra chính mình đạo. Có được tranh đoạt bất hủ tư cách. Từ lần trước thiên đạo Bạch lưu lại tình báo đến xem, tiếp xuống lần thứ 9 bất hủ chi tranh là trọng yếu nhất. Mà phá cục mấu chốt. Là hai vị khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo bất hủ. Còn muốn làm sao thao tác, thiên đạo Bạch cũng không có đầu mối. Nếu quả như thật có hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng, Bạch tiền bối hy vọng Tống Thư Hàng có thể chiếm cứ bên trong một cái vị trí. Tương lai cửu U hàng xóm mới là U Tống lời nói, sẽ khá có ý tứ. Đi thôi, trước đem cái này dương kim loại mang về Tà Liên thế giới, kéo về nơi ở của ta nghiên cứu một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm ra đầu mối mới, để xác định cầu nhân tạo thân phận. Bạch tiền bối duỗi tay đem thể lỏng dương kim loại thu hồi. Chờ nghiên cứu sau khi hoàn thành, hắn chuẩn bị đem cái này thể lỏng dương kim loại chế tạo thành một cái cầu, dùng để tế điện mất đi béo cầu. Một bên khác, Tống Thư Hàng mang theo đám người, độn hướng nho ra thế giới. Kỳ quái, bá Tống tại sao phải dùng tiểu thế giới đến tiến hành không gian khiêu dược? Không trực tiếp dùng không gian quyền hành. À, tiểu thế giới này, là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, côn vương cái kia sợi ý thức hơi động một chút. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cái này tiểu thế giới một góc của băng sơn, nhưng có thể nhìn thấy rất nhiều viễn cổ thiên đình kiến trúc thân ảnh. Thân là cổ lão trường sinh giả, côn vương đối viễn cổ thiên đình có chỗ nghiên cứu. Tại hắn bản thể trong bụng không gian bên trong, còn cất giữ lấy mấy khối cỡ nhỏ thiên đình mảnh vỡ. Mà bá tống bên trong thế giới nhỏ này mảnh vỡ, phi thường hoàn chỉnh, đều là khối lớn thiên đình khu vực bản khối. Còn có, tiểu thế giới này chỗ sâu, tựa hồ còn ẩn giấu đi một cái càng thần bí, càng kinh khủng thế giới. Từ cái kia ẩn tàng tiểu thế giới bên trong, ngẫu nhiên toát ra tới một sợi yếu ớt khí tức, đều làm hắn phi thường bất an. So với lúc trước đối mặt nho ra thánh nhân lúc, áp lực còn muốn lớn hơn. Côn vương chỉ có càng thêm thu liễm ý thức của mình, tránh cho bại lộ. Ở tại bá tống bên trong thế giới nhỏ này, hắn có loại độ dây như năm cảm giác. Tốt tại Tống Thư Hàng cũng chỉ là dùng hạch tâm thế giới làm cái trung chuyển, cũng không dừng lại bao lâu thời gian, liền chuyển rời đến Nho Gia Bạch Vân Thư Viện. Nói thật, mỗi lần đến Nho Gia Bạch Vân Thư Viện, ta chân nhỏ cơ bắp đều sẽ rút gân. Tống Thư Hàng bi thống nói, nơi này là hắn chết thống khổ nhất địa phương. Nói đến, Tống tiền bối ngươi lần này giảng pháp ta còn không thu nhìn, vừa vặn tiếp sóng thông chi đến rồi. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói. Ngừng, tuyệt đối đừng xem, Tống Thư Hàng vội vàng kêu lên, cuối cùng lần này giảng pháp, phi thường thống khổ. Thế nhưng là, ta đã điểm, Vũ Nhu Tử trả lời. Tống Thư Hàng, hắn lại vội vàng xoay đầu lại, đối Tô Thị A Thập Lục nói, Thập Lục, ngươi đừng điểm. Ta cũng điểm. Tô Thị A Thập Lục thẹn thùng cúi đầu. Tống Thư Hàng. Hắn lại nhìn phía trên bờ vai Thông Nương. Ha ha, ta đã có kinh nghiệm, phàm là ngươi giảng pháp, ta đều sẽ chờ người khác sau khi xem xong,
lại nhìn tiếp sóng, ta mới sẽ không tùy tiện đi. Thông Nương Dương Dương đắc ý nói, điểm, a tay trượt. Tống Thư Hàng. Đang khi nói chuyện, từ nho ra Bạch Vân Thư Viện bên trong, có hai cái phi thường xinh đẹp đá quý bay tới. Đó là lưu ly tạo thành đá quý, lập lòe tỏa sáng, có mắt hạt châu lớn nhỏ. A, thật xinh đẹp đá quý, Vũ Nhu Tử nói. Ưa thích lời nói, có thể tìm Tống Thư Hàng yêu cầu. Sở các chủ ngốc mau nói. Vũ Nhu Tử, đó là của ta con mắt, Tống Thư Hàng đắc ý nói. Đang khi nói chuyện, đôi kia lưu ly tạo thành đá quý con mắt bay đến trước mặt mọi người, có bốn đạo tuấn Mỹ nho sinh thân ảnh từ trong ánh mắt chui ra, ngạc nhiên nhìn về phía Nguyên Tử. A, nguyên lai vẫn là tiêu chuẩn phòng đôi. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm nói, Thư Hàng, người cái này không tử tế. Đã có bốn vị đạo hữu, người chí ít cũng phải một cái người chuẩn bị một cái giường lớn phòng sao. Tống Thư Hàng, người móc bốn con mắt đi ra thử một chút. Phải biết cái này hai con mắt trái phi thường đặc thù, là hắn bị thiên phạt oanh đến chỉ còn cái đầu về sau, dùng huyền ảo thánh viên long lực thần công tổng cương thiên sinh trưởng nhục thân lúc. Bị tạo hóa tiên tử móc xuống tới, khi dự bị con mắt. Cái này hai con mắt trái bên trong, tràn đầy cường đại trùng sinh chi lực cùng sinh mệnh khí tức, cùng dưới trạng thái bình thường Tống Thư Hàng con mắt hoàn toàn khác biệt. Muốn móc ra đồng dạng con mắt, trừ phi tái dẫn hạ thiên phạt, đem Tống Thư Hàng oanh sát đến thất thân, toàn bộ quá trình tuần hoàn một lần, mới có thể móc ra đồng dạng đặc thù công năng lưu ly con mắt. Quá trình này, thiếu đi bất kỳ một cái nào khâu khả năng đều sẽ phạm sai lầm. Hai người tiêu chuẩn ở giữa kỳ thật cũng rất tốt. Xích Tiêu Kiếm đạo hữu không cần cho chúng ta lo lắng. Trên thực tế, có thể dựa vào bá Tống đạo hữu con mắt để chúng ta tổn thế thời gian kéo dài đến hôm nay, chúng ta đã trải qua rất thỏa mãn. Bốn vị nho gia kiếp tiên bên trong vị kia ôn tồn lễ độ kiếp tiên mỉm cười trả lời, hoan nghênh đi vào nho gia, mời tiến đến nói chuyện đi. Nho gia loại địa phương này, ta làm sao có thể đi vào? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm dùng tối cường ngạnh ngữ khí, giảng tối túng. Đang khi nói chuyện, đột nhiên từ Tống Thư Hàng sau lưng có một con công đức tay nhỏ nhô ra, bắt lấy Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, đưa nó kéo hướng một chiếc kén lớn bên trong. A, a, chờ chút đừng như vậy, tiên tử, Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm kêu lên. Sau một khắc, nó bị đẩy vào đến công đức xà mỹ nhân kén lớn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó đám người mơ hồ nghe được một tiếng nuốt thanh âm, cùng Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tuyệt vọng thở dài. Chẳng ai ngờ rằng, công đức xà mỹ nhân ở vào kết kén tiến hóa trạng thái lúc, lại còn có thể nhô ra tay đến, tiện thể lấy biểu diễn hạ nuốt kiếm. Tống Thư Hàng, Nguyên Tử sư đệ, lúc này, khác ba vị nho gia kiếp tiên vây quanh ở Nguyên Tử cùng tạo hóa tiên tử bên người, một mặt mừng rỡ vỗ Nguyên Tử thân thể. Nguyên Tử ý thức chỗ sâu côn vương, chỉ có càng thêm thu liếm, không dám tiết lộ tí nào vết tích. Y rồi tác tây nhiều bên cạnh. Tạo hóa tiên tử một mặt vui vẻ, đối ba vị sư huynh kêu. Nguyên Tử xuất hiện, bốn vị sư huynh mượn Tống Thư Hàng trong mắt sống sót cho tới hôm nay, những sự tình này đều làm tạo hóa tiên tử cảm thấy vui vẻ. Con mọt sách kiếp tiên, tươi mát tuấn giật kiếp tiên, tinh thần phấn chấn kiếp tiên một mặt mộng bức. Cần phiên dịch sao? Tống Thư Hàng quay người hỏi. Thông Nương vội vàng nói bổ sung, trả tiền cái chủng loại kia. Chớ xen mồm. Ta làm sao có thể thu phí phiên dịch? Tống Thư Hàng vội vàng che lại Thông Nương miệng nhỏ. Phiên dịch thu phí, hẳn là. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên mỉm cười, hắn lật tay lấy ra một viên lóe sáng cửu phẩm linh thạch, nhét vào Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng, vì cái gì có loại ta cùng Thông Nương đang hát song hoàng cảm giác? Tiền bối, Thông Nương là đang nói đùa. Tống Thư Hàng trở tay kiên định đem viên này cửu phẩm linh thạch lấp trở về, ta cũng không thiếu. Linh, thạch, nếu như Tống Thư Hàng có được Pinocchio cái mũi, lúc này trước mặt ôn tồn lễ độ kiếp tiên tuyệt đối đã bị đâm thành thấu tâm lạnh. Câu này nói láo, Tống Thư Hàng là dùng mình toàn thân ý chí, mới đưa nó từ trong miệng gạt ra. Vung xong láo sau hắn liền cảm giác đâm tâm. Hắn hung ác lên, muốn mình đâm chính mình. Bá Tống đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta đều biết ngươi thiếu linh thạch. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên khẽ mỉm cười nói. Tống Thư Hàng, xem ra liên quan tới người nghèo, toàn bộ nho gia đều biết. Nho gia hiện tại đây là trăm phương ngàn kế nghĩ nhét linh thạch cho ngươi. Đỉnh đầu sở các chủ ngốc mau rõ ràng trả lời. Nàng ở vào ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê vị trí,
nhìn ra Nho ra đây là nghĩ hết biện pháp muốn cho Tống Thư Hàng nhét linh thạch. Tiếp xuống, nếu có cơ hội hoặc lấy cớ, Nho ra các đại lão khẳng định sẽ còn tìm cơ hội không ngừng cho Tống Thư Hàng đưa linh thạch. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ha ha, Ôn Tồn Lễ Độ Kiếp Tiên cười khan nói, hắn không phải diễn kỹ phái, tùy tiện liền bị vị này ngốc mao tiên tử xem thấu. Ngưng cười, hắn cưỡng ép đem cửu phẩm linh thạch nhét vào Tống Thư Hàng trong tay nói, thu cất đi, bá Tống đạo hữu. Không cần lại đẩy về nó, nếu không ngươi đẩy ta nhét, chúng ta hôm nay cả ngày đều phải tốn tại Bạch Vân Thư Viện cổng, đừng nghĩ tiến vào. Mặt khác, sư muội vừa rồi tại nói cái gì? Làm phiền bá Tống đạo hữu cho chúng ta phiên dịch một hai. Ôn Tồn Lễ Độ Kiếp Tiên nói bổ sung. Tạo hóa tiên tử mới vừa rồi là tại hướng các ngươi giới thiệu nguyên tử trạng thái. Nàng mới vừa nói nguyên tử lần trước tại Nho gia đại kiếp bên trong bị trọng thương, hiện tại là dựa vào bản năng đang hành động loại người thực vật trạng thái. Bất quá nguyên tử vẫn tồn tại một chút bản năng, biết trợ giúp nàng chiến đấu, biết đem phong ấn Nho điển giao cho nàng. Cho nên, nàng đem nguyên tử đưa đến Nho gia đến, hy vọng mấy vị sư huynh có thể trợ giúp nguyên tử, nhìn xem có thể hay không làm hắn thần hồn khôi phục. Tống Thư Hàng phiên dịch giải thích nói. Tạo hóa tiên tử, sư muội đạo hiệu mới sao? Ôn Tồn Lễ Độ Kiếp Tiên đối tạo hóa tiên tử cười nói. Vừa rồi sư muội mấy cái kia từ bên trong, bao hàm như thế lớn đoạn tin tức sao? Còn mọt sách kiếp tiên một mặt mộng bức. Vì cái gì bá Tống đạo hữu có thể nghe hiểu? Tinh thần phấn chấn kiếp tiên dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Tống Thư Hàng bá Tống Huyền Thánh cùng bọn hắn sư muội ở giữa, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người vậy mà có thể có được bực này ăn ý. Sư huynh ngốc 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 tạo hóa tiên tử lại nói. Câu này chúng ta có thể nghe hiểu. Tươi mát tuấn giật kiếp tiên cười khổ nói, hắn đưa thay sờ sờ tạo hóa tiên tử, cái này cùng ngốc không quan hệ, ngươi liền không thể bình thường nói chuyện sao. Cái kia, tiên tử vừa rồi có ý tứ là nho điển trên tay nàng, nhưng là nho điển còn tại trong phong ấn, cần thời gian rất dài đến giải phong. Mà lại, giải phong về sau, nho điển cũng sẽ không lập tức giao về đến nho ra. Nàng còn có trọng yếu tác dụng. Tống Thư Hàng phiên dịch nói. Tươi mát tuấn giật kiếp tiên. Cái gì? Vừa rồi cái kia một chuỗi ngốc 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 bên trong, có nhiều như vậy ý tứ. Nho điển sự tình, giao cho sư muội chính người đến xử lý, chúng ta sẽ không can thiệp. Lúc này, Ôn Tồn Lễ Độ Kiếp Tiên mỉm cười, đối Tống Thư Hàng nói, mặt khác, bá Tống đạo hữu. Nếu như ngươi chừng nào thì chuẩn bị đem nho điển giao cho nho ra thời điểm. Chúng ta nhất định sẽ tận lực chuẩn bị càng nhiều linh thạch, cam đoan sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi, xin yên tâm. Cũng không cần lo lắng nho ra linh thạch vấn đề, từ khi mở ra kim liên thế giới về sau, nho ra đối linh thạch nhu cầu lượng giảm mạnh. Hiện tại chúng ta kiếm linh thạch tốc độ, viễn siêu tại linh thạch tiêu hao. Nho ra có tiền, phi thường có tiền, hơn nữa còn sẽ càng ngày càng có tiền. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười, muốn cười, nhưng đột nhiên lại ghen tị đến muốn khóc. Đi thôi, bá Tống đạo hữu, chúng ta đừng ở đứng ở cửa, mời đến. Ôn Tồn Lễ Độ Kiếp Tiên cười vì Tống Thư Hàng bọn người chỉ đường. Tống Thư Hàng quay người, dắt Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử, bước vào Nho Gia Bạch Vân Thư Viện. Vị trí A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử lúc này ngay tại xem hắn Huyền Thánh giảng pháp trực tiếp. Qua không được bao lâu về sau, đoán chừng các nàng liền muốn lâm vào vòng lặp vô hạn bên trong, hắn được lôi kéo các nàng, để phòng ngoài ý muốn. Bạch Vân Thư Viện chỗ lối vào, có một tầng kết giới. Tống Thư Hàng thân thể tại xâm nhập kết giới nháy mắt, đột nhiên trong đầu vang lên virus dự cảnh có người tại viễn trình quái hắn. Mà lại là tại hắn mang theo che giấu thiên cơ mặt nạ tình huống dưới quái hắn. Nói cách khác, đối phương lai lịch không nhỏ. Ha ha, lúc này đến phiên ta sổ đen hai ra sân. Tống Thư Hàng nói khẽ. Sau lưng, Nguyên Tử ý thức chỗ sâu Côn Vương. Côn Vương đang nghe Tống Thư Hàng trong miệng nhấc lên sổ đen hai thời điểm, liền sinh lòng cảnh giác. Bởi vì nó liền ở chỗ này cái gọi là sổ đen hai bên trong. Càng quan trọng hơn là, trước đó cùng nó đồng dạng ở chỗ này cái sổ đen hai bên trong thiên tri tử, đã trải qua lành lạnh. Bá Tống muốn làm cái gì? Vì cái gì tại bước vào Nho gia phạm vi thời điểm, hắn đột nhiên muốn xách một câu sổ đen hai. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ta tiềm phục tại nguyên tử ý thức chỗ sâu? Hắn hướng dẫn lấy ta tiến vào Nho gia, vì muốn đối phó ta hay sao? Đây hết thảy, chẳng lẽ đều là bá Tống âm mưu?
Trong nháy mắt, Côn Vương trong đầu liền nổi lên 100 vạn cái khả năng. Không được, quá bị động. Ta hẳn là muốn chủ động một chút. Côn Vương thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc Côn Vương trong lòng ngàn vạn đầu mối tề động thời điểm. Đột nhiên, bản thể của hắn tiếp thu được một đầu đến từ bá Tống Huyền Thánh nói chuyện riêng. Này Côn Vương tiền bối, chào buổi tối nha. Vậy mà là ngữ khí phi thường thân thiết chào hỏi. Côn Vương có thể khẳng định, bá Tống câu này chào hỏi tuyệt đối không có lòng tốt. Nếu không phải ta một sợi ý thức sâu sau lưng ngươi, biết ngươi muốn lừa ta, nếu không thật đúng là khả năng bị ngươi cái này thân thiết ngữ khí cho lừa gạt qua. Côn Vương thầm nghĩ trong lòng. Như vậy, phải trả lời bá Tống sao? Nó biết bá Tống đây là muốn hố hắn, nhưng nó đoán không ra bá Tống muốn làm sao hố nó. Loại cảm giác này phi thường nhất cả trứng, tựa như là bị trói bên trên con mắt treo lên trở thành phi đao trò chơi bia ngắm, biết tiếp xuống sẽ có phi đao muốn đâm về mình, nhưng lại không biết phi đao sẽ từ cái kia phương hướng phóng tới, lại sẽ bắn hướng thân thể của mình vị trí nào. Ngay tại Côn Vương do dự muốn hay không hồi phục Tống Thư Hàng lúc, Tống Thư Hàng cái kia thân thiết hồi phục lần nữa giáng lâm, Côn Vương tiền bối, ngươi không cần phải gấp gáp hồi phục ta. Ta chính là cùng ngươi chào hỏi một tiếng, không có chuyện gì khác, gặp lại. Chỉ cần nói chuyện riêng tiếp thông, cái này nồi liền bỏ rơi. Còn Côn Vương tiền bối về không hồi phục hắn, đã trải qua không trọng yếu. Côn Vương. Đồng thời, nho ra Bạch Vân Thư Viện trong kết giới. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, giải quyết, lông dê không thể bắt lấy một con hao. Cho nên, lần sau có thể đổi về Hà Chỉ tiền bối. Sau lưng, Uyên Tử ý thức chỗ sâu Côn Vương. Làm xong, kết thúc. Cứ như vậy cùng hắn chào hỏi một tiếng, cũng không đợi hắn hồi phục, liền kết thúc. Đây là cái gì thao tác? Côn Vương hoàn toàn không cách nào lý giải bá Tống đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ chính là nhàn rỗi nhàm chán nhất cả trứng, viễn trình lưu nó một chút. Không có khả năng, bá Tống Huyền Thánh không phải người nhàm chán như vậy. Côn Vương ngay lập tức đẩy ngã chính mình suy đoán, bá Tống Huyền Thánh là cái đi một bước tính ba bước nam nhân. Từ lần thứ năm nhân tiền hiển thánh đó có thể thấy được, hắn mỗi một bước đều tại tính toán bên trong bao quát dẫm tại thiên đạo sụp đổ tiết điểm bên trên chứng đạo trường sinh, cũng tiếp xúc trí cao giảng pháp quy tắc. Cái này nam nhân đáng sợ, sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình. Nhất định là tại nói chuyện riêng chào hỏi trong lúc đó, âm thầm đối với hắn bản thể động cái gì tay chân. Lại nghĩ tới đã trải qua lành lạnh sổ đen hai thiên chi tử, Côn Vương nội tâm nhấc lên 12 phần cảnh giác. Đồng thời, bản thể của hắn tại mình quanh thân nháy mắt bày ra trên 100 loại các thức phòng ngự thủ đoạn. Nó hành động này, không thể nghi ngờ là anh minh lựa chọn. Ngay tại Côn Vương bố trí xong phòng ngự sau một giây sau, một cái tựa là hủy diệt ý chí khóa chặt nó ẩn núp biển sâu. Cái ý này chí, tự mang thiên uy, tựa như thiên đạo giáng lâm. Nhưng cùng thiên đạo khác biệt, cái ý này chí chết nặng nề, đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt, tràn đầy mặt trái khí tức. Cái này đáng sợ ý chí, khóa chặt biển sâu Côn Vương. Sau đó, một đạo kinh khủng tinh thần xung kích vượt qua vô số cái vị diện, giáng lâm trên người Côn Vương. Tìm tới ngươi, bá Tống. Cái này tinh thần xung kích bên trong, còn ẩn chứa một cái không có chút nào tình cảm, băng lãnh máy móc thanh âm. Côn Vương. Bá Tống, ta. Ta không phải, chớ nói nhảm a, ngươi nhận lầm người. Mặt khác. Nó nháy mắt đoán ra bá Tống đột nhiên nói chuyện riêng nó nguyên nhân tuyệt đối là vừa rồi cái kia đột nhiên xuất hiện nói chuyện riêng, rời đi cái này đáng sợ ý chí khóa chặt. Nguyên bản cái ý này chí hẳn là muốn khóa chặt bá Tống, nhưng bởi vì bá Tống nói chuyện riêng mà chuyển rời đến trên người nó. Bá Tống lừa ta. Nhưng lúc này, Côn Vương đã tới không kịp đi phun bá Tống nước bọt. Nó quanh thân trên 100 loại phòng ngự thủ đoạn, tại cái kia đạo tinh thần xung kích hạ không ngừng mà sụp đổ. Cuối cùng, cái kia đạo bị 100 tầng phòng ngự suy yếu đến cực hạn tinh thần xung kích, oanh trên người Côn Vương, chấn Côn Vương sọ não phát chướng, cay nóng. Côn Vương, vượt vị diện tinh thần xung kích, còn có thể nháy mắt xử lý nó 100 tầng phòng ngự, cuối cùng còn có thể chấn động đến nó sọ não chướng. Cái này đặc mã là quái vật gì? Côn Vương hơi suy nghĩ một chút về sau, cực nhanh mở ra không gian chi môn, rời xa hiện thế. Địa cầu. Trực tiếp chuyển rời đến sát vách nó đại bản doanh vân giới bên trong. Bá Tống, Côn Vương nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm tu chân nói chuyện phiếm liệt biểu bên trong bá Tống danh tự.
muốn hay không về cái tin tức phun hắn. Nhưng là, vạn nhất tin tức trở về, lại bị vừa rồi quái vật kia quấn lên làm sao bây giờ? Xóa bỏ hảo hữu, ta muốn đem bá tống từ hảo hữu liệt biểu bên trong xóa bỏ. Côn Vương thử nghiệm hướng tu chân nói chuyện phiếm công năng gửi đi thỉnh cầu. Đinh Trí Tuệ nhân tạo phục vụ khách hàng cấn tay tiểu tùng thử phục vụ cho ngươi. Cấn tay tiểu tùng thử, đinh xóa bỏ bá tống thất bại. Trước mắt xóa bỏ hảo hữu công năng chưa thượng tuyến, kính thỉnh chờ mong tiếp xuống thăng cấp cải tiến phiên bản. Côn Vương, MMP. Nào có tăng thêm hảo hữu xóa bỏ không được đạo lý, cái đồ chơi này đánh giá hệ thống ở đâu? Nó tuyệt đối phải đánh lên mấy cái xoa bình mới được. Cái kia che đậy bá tống tin tức, cự tuyệt tiếp thu hắn nói chuyện riêng. Một lát sau, Côn Vương lần nữa gửi đi yêu cầu của mình. Cấn tay tiểu tùng thử, đinh che đậy hảo hữu nói chuyện riêng công năng trước mắt vẫn ở tại nội trắc bên trong. Ngài không phải nội trắc người sử dụng, tạm thời không có khai thông này hạng công năng. Kính thỉnh chờ mong tiếp xuống thăng cấp bản. Xin hỏi còn có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Côn Vương. Sau một lúc lâu. Vậy ta nạp tiền, Côn Vương tỉnh táo tiến hành nếm thử. Cấn tay tiểu tùng thử, đinh nạp tiền hệ thống trước mắt chưa khai phát, ngài đề nghị đã bị tiếp thu, chúng ta sẽ tải hạ cái phiên bản bên trong nếm thử gia nhập nạp tiền hệ thống, kính thỉnh chờ mong. Côn Vương, Nhật. Vô sỉ. Cho bá tống đánh cái xoa bình. Côn Vương vừa nói, vừa bắt đầu nghịch hướng nghiên cứu cái này tu chân nói chuyện phiếm. Cái này tu chân nói chuyện phiếm hệ thống có vùng nổi nguy hiểm, tiếp tục để nó trên người mình treo, chẳng khác nào muốn liên tục không ngừng thay bá tống tiếp nồi. Cho nên, Côn Vương muốn nghịch hướng đẩy ngược cái này tu chân nói chuyện phiếm pháp thuật nguyên lý, đưa nó từ trên người chính mình tháo dỡ. Hoặc là đưa nó nghiên cứu triệt để, dùng để phản chế bá tống. Cấn tay tiểu tùng thử, đinh, xoa bình thành công. Bá tống hào xoa bình. Quyền hạn, trước mắt ta có được cái gì quyền hạn? Côn Vương hỏi, xác định quyền hạn của mình, lại thông qua quyền hạn từng bước một thăm dò cái này tu chân nói chuyện phiếm công năng nền tảng, cuối cùng bắt giữ nó lỗ thủng. Chờ nó bắt được lỗ thủng thời điểm, chính là phản chế bá tống ngày. Ngay tại Côn Vương chuẩn bị dốc lòng nghiên cứu một chút tu chân nói chuyện phiếm phần mềm, tốt đưa nó từ trên người chính mình bóp đi hoặc là bắt lỗ thủng phản chế bá tống thời điểm, nhưng không có chú ý tới có một đạo bóng tối lặng lẽ hướng hắn tới gần. Bị Tống Thư Hàng vung qua tới nồi cũng không phải không dính nồi, cũng không có dễ dàng như vậy liền dứt bỏ. Dù cho Côn Vương trước tiên sử dụng không gian vị diện chuyển di, từ hiện thế địa cầu chuyển rời đến vân giới, nhưng nó vẫn không có thoát khỏi cái kia nồi khóa chặt. Cái kia bóng tối lặng lẽ tới gần Côn Vương, lén lút. Mà Côn Vương cứ nhiên hoàn toàn không có cảm ứng được đối phương tới gần. Phải biết, Côn Vương thế nhưng là hàng thật giá thật trường sinh giả. Có thể bị Tống Thư Hàng quan thượng đại lão, được xưng là Côn Vương tiền bối tồn tại. Coi như nó trường sinh chi đạo, không phải am hiểu chiến đấu loại hình, nhưng mỗi một cái bước ra trường sinh chi đạo tồn tại, đều là tư chất ngút trời, tuyệt đối chẳng yếu đi đâu. Siêu, cái kia đạo âm ảnh tại ở gần khoảng cách nhất định về sau, đột nhiên bạo khởi. Thân hình của nó hóa thành đầy trời màn nước, bao phủ hướng to lớn Côn Vương. Cái kia đầy trời màn nước bên trong. Không gian bị phong tỏa, linh lực bị rút ra. Thẳng đến màn nước giáng lâm trong nháy mắt, Côn Vương mới phản ứng được. Hắn không nghĩ tới, bản thân vậy mà lại bị người trộm sờ đến bên người khoảng cách gần như thế. Thiên bằng độn pháp, trong lúc nguy cấp, Côn Vương phi tốc chuyển đổi hình thái, hóa côn vi bằng thi triển độn pháp, hiểm hiểm né qua một kích này đánh lén. Sau lưng, cái kia màn nước bao phủ xuống. Trực tiếp đem Côn Vương trước đó ngây ngô vị trí cả cái thôn phệ, mặt đất đều bị thôn phệ ra một cái hố sâu. Côn Vương lần thứ nhất gặp gỡ khẩu vị so với chính mình còn tốt quái vật. Bá Tống, tìm tới ngươi, cái kia màn nước quái vật phát ra thanh âm quái dị. Mù sao, ta chỗ nào giống Bá Tống rồi, Côn Vương cả giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi trở nên béo, ta cũng không nhận ra ngươi. Bá Tống, màn nước quái vật lạnh lùng nói. Côn Vương. Béo. Chớ cho rằng ta sợ ngươi. Côn Vương xoay người lại, không còn trốn chạy. Trường sinh giả ở giữa, mặc dù có phân chia mạnh yếu. Nhưng trừ phi mạnh đến giống Nho Gia Thánh Nhân như thế, so bình thường trường sinh giả cao hơn ra nửa cái cảnh giới. Nếu không, trường sinh giả ở giữa ai cũng không đến mức sợ ai. Lại một trận đỉnh phong cấp bậc trường sinh giả chiến đấu, mở màn.
thiên đạo sụp đổ về sau, tất cả kiếp tiên, trường sinh giả không còn tị húy, có thể yên tâm lớn mật ra tay toàn lực. Đây cũng là thế giới đem đại loạn tiết tấu. Một bên khác, Nho gia, Bạch Vân Thư Viện, tại vị kia ôn tồn lễ độ kiếp tiên dẫn dắt đi, Tống Thư Hàng một đoàn người được lĩnh đến Nho gia Kim Liên thế giới bên trong. Lại nói, ta còn một mực không biết vị tiền bối đạo hiệu. Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến việc này, lên tiếng nói. Bốn vị Nho gia kiếp tiên lần trước phục sinh về sau, lại lấy được Tống Thư Hàng phòng đôi con mắt, liền cáo biệt rời đi. Từ đầu tới đuôi, Tống Thư Hàng đều không hỏi qua tên của bọn hắn. Cho tới bây giờ, 13 kiếp tiên Tống Thư Hàng đều là nhận mặt. Một vị ôn tồn lễ độ, một vị khí chất tinh thần phấn chấn, một vị con mọt sách bộ dáng, một vị tươi mát tuấn giật. Lại thêm thật lâu trước mượn Tống Thư Hàng linh quỷ không trả lưu ly thư sinh, cùng sau lưng duy nhất biết đạo hiệu tiêu sái thư sinh Nguyên Tử. Trừ cái đó ra, mơ hồ hẳn là còn có cái không tu bên cạnh phó thư sinh. Nho ra 13 kiếp tiên, Tống Thư Hàng đã gặp một nửa. Bá Tống đạo hữu, các ngươi vẫn là ngang hàng luận giao. Tiền bối hai chữ, chúng ta tuyệt đối không dám nhận. Vị kia tươi mát tuấn giật kiếp tiên liên tục khoát tay nói. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sau lưng, Nguyên Tử ý thức chỗ sâu Côn Vương nghe vậy, trong lòng hơi động. Nho ra kiếp tiên đối Bá Tống phản ứng cổ quái như vậy, cái này ngược lại càng thêm ấn chứng suy đoán của nó. Bá Tống huyền thánh, cực có thể là thánh nhân chuyển thế. Nếu không, Nho ra mấy vị kiếp tiên dựa vào cái gì đối với hắn như thế đặc thù. Mặt khác, từ khi tiến vào Nho ra Kim Liên thế giới về sau, Côn Vương cái này một sợi ý thức cùng bản thể ở giữa liên hệ liền cắt ra. Lúc này rớt mạng hắn chỉ có thể tay làm hàm nhai. Hắn thậm chí còn không biết mình bản thể bị một đầu màn nước quái quấn lên sự. Bá Tống đạo hữu trực tiếp gọi chúng ta đạo hiệu liền có thể. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên chỉ bản thân nói, ta là. Hai ngốc ngốc, bên cạnh tạo hóa tiên tử kêu. Ôn tồn lễ độ kiếp tiên. Nguyên lai là ôn tử đạo hữu. Tống Thư Hàng gật đầu nói, người cũng như tên, ôn tử sư huynh ôn nhã hữu lễ, là Tống Thư Hàng trong giấc mộng tư thái. Lúc này, bên cạnh, vị kia tuấn thoát tục kiếp tiên ho nhẹ một tiếng nói, khục, ta là. Ba ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử đoạt đáp. Tươi mát tuấn giật kiếp tiên. Nguyên lai là nhan tử đạo hữu. Tống Thư Hàng phiên dịch đạo, đối vị này tươi mát tuấn giật kiếp tiên, hắn khắc sâu ấn tượng lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc, chính là vị này tươi mát tuấn giật kiếp tiên, đang nghe Sở Các Chủ ngốc mao lên tiếng về sau, kinh hô ngốc mao thành tinh, sau đó liền bị Sở Các Chủ ngốc mao đâm thành xuyến xuyến. Không nghĩ tới vị này lại là ba ngốc ngốc, quả nhiên, mang ba đều không phải là hạng người phàm tục. Ta là bảy ngốc ngốc. Con mọt sách kiếp tiên một mặt tuyệt vọng, tự giới thiệu mình. Sau khi nói xong, hắn liền một mặt bình tĩnh xử tại cái kia, chờ lấy Tống Thư Hàng bản thân lĩnh ngộ đạo hiệu của hắn, báo ra tên của hắn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Con mọt sách kiếp tiên một mặt chờ đợi nhìn qua Tống Thư Hàng, tấm kia khuôn mặt tuấn tú phảng phất biết nói chuyện đến a, tin nhanh ra tên của ta a. Tạo hóa tiên tử quay đầu ngắm nhìn Tống Thư Hàng, sau đó kêu, hừm, bảy ngốc ngốc. Nguyên lai là chỉ tử đạo hữu. Tống Thư Hàng lộ ra sán lạn tiếu dung. Sách ngốc tử chỉ tử kiếp tiên trầm mặc chốc lát nói, đồng dạng là bảy ngốc ngốc cái từ này, vì cái gì ta nói ngươi liền nghe không hiểu. Sư muội nói ngươi liền có thể nghe hiểu, nguyên lý là cái gì? Tống Thư Hàng, ta cũng không biết a, dù sao tạo hóa tiên tử mới mở miệng, là hắn có thể ngầm hiểu. Có thể là ta cùng chỉ tử sư huynh ở giữa ăn ý không đủ. Tống Thư Hàng thử nghiệm trả lời. Con mọt sách kiếp tiên hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, vậy chúng ta giữa lẫn nhau nghĩ biện pháp gia tăng điểm ăn ý. Vẫn là, từ bỏ, Tống Thư Hàng xin miễn nói. Hắn cùng chỉ tử sư huynh ở giữa thụ thụ bất thân. Cuối cùng là ta, vị kia tinh thần phấn chấn kiếp tiên cười nói, hắn sau khi nói xong liền đợi đến sư muội vì hắn giới thiệu. 11 ngốc ngốc, tạo hóa tiên tử giới thiệu nói. Ngọc tử đạo hữu, ta nhớ kỹ. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Ôn tử, nhàn tử, chỉ tử, ngọc tử, còn có uyên tử. Nho ra kiếp tiên ở giữa đạo hiệu, tựa hồ cũng là một cái quy cách sản phẩm. Viễn cổ ngôn ngữ một số phương pháp sử dụng, cùng hiện tại hơi có khác biệt. Kỳ thật nho ra cái này mấy tôn kiếp tiên đạo hiệu, người có thể phản lấy niệm. Bất quá, dù sao ý tứ không sai biệt lắm. Lúc này,
Sở các chủ ngốc mau âm thầm nhắc nhở. Phản lấy niệm, Tử Ôn, Tử Nhan, Tử Trì, Tử Ngọc còn có Tử Huyên. Ai, cái này bức cách lập tức liền đề cao a. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Đồng dạng đạo hiệu, có đôi khi đem trình tự đổi một chút, cứ nhiên ngoài ý muốn mang cảm giác. Vậy hắn thánh hào trình tự phản một chút, Tống Bá có thể hay không cũng rất êm tai. Ách, thôi được rồi, Tống Thư Hàng lắc đầu. Mặt khác, tại cùng Nho Gia Kiếp Tiên trao đổi đồng thời, Tống Thư Hàng nhất tâm nhị dụng, bộ phận ý thức kết nối Long Lạc nữ sĩ, hướng nàng tư vấn nói, Long Lạc nữ sĩ, liên quan tới vừa rồi viễn chỉnh quái toán ta ra hỏa, có thể đẩy ngược ra tin tức của nó sao? 1. Bá Tống Hào, xin gọi ta béo cầu nữ sĩ. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở, 2. Tin tức đã xác định, so sánh lịch sử ghi chép, công kích từ xa người số liệu vì thiên đạo di thuế cầu. Thiên đạo di thuế cầu, hắn không phải đã bị ta cùng Bạch Tiền Bối phong ấn sao? Tống Thư Hàng sững sờ. Hắn nhưng là tự tay dùng phong ấn trụ, đem phần lớn thiên đạo di thuế cầu cho phong ấn, hiện tại còn lưu tại Bạch Tiền Bối hang ổ bên trong. Chẳng lẽ, thiên đạo di thuế cầu chạy ra ngoài? Thiên đạo di thuế cầu nếu là chạy ra phong ấn, cũng không phải nói đùa. Sơ ý một chút không chỉ có Tống Thư Hàng muốn thịt nát xương tan. Ngay cả thế giới đều sẽ bị hủy diệt, tiến vào tận thế. Được hướng Bạch Tiền Bối xác nhận bên dưới, nhìn xem phong ấn trụ bên trong thiên đạo di thuế cầu có phải là chạy ra ngoài. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Thế nào, đột nhiên khẩn trương như vậy. Lúc này, bên hông bia đá đạo hữu nghi hoặc truyền âm hỏi. Trừ bia đá đạo hữu bên ngoài, đỉnh đầu Sở các chủ ngốc mau, trên bờ vai Thông Nương, bên người Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử, cùng Bạch Long tỷ tỷ cùng trước mắt mấy vị nho gia kiếp tiên, tất cả đều nhìn qua hắn. Coi như Tống Thư Hàng hiện tại mang theo mặt nạ, che đậy tấm kia biết nói chuyện khuôn mặt nhỏ. Nhưng hắn ngôn ngữ tay chân không cam lòng yếu thế, tấp nập hướng bên trên người truyền lại Tống Thư Hàng nội tâm tin tức. Cả người hắn đều là cái gì động mưa đạn nguyên, giấu không được bí mật. Bá Tống đạo hữu gặp gỡ cái gì khó xử sao? Cần chúng ta hỗ trợ không? Nhị ngốc ngốc ôn tồn lễ độ kiếp tiên tử ôn chi kỷ dò hỏi. Nếu có chúng ta cùng nho ra có thể giúp một tay địa phương, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Tam ngốc ngốc Tử Nhan vỗ ngực nói. Còn không xác định có phải là đại sự. Tống Thư Hàng đạo, hắn đơn giản đem liên quan tới có người viễn chỉnh quái toán hắn cùng hoài nghi quái toán hắn đối tượng là thiên đạo di thuế cầu sự tình, cùng chúng đạo hữu miêu tả một lần. Thất ngốc ngốc Tử Trễ kinh ngạc nhìn qua Tống Thư Hàng, thiên đạo di thuế. Bá Tống đạo hữu vậy mà tiếp xúc qua loại này tồn tại. Cũng liền tiếp xúc vài lần, thật vất vả theo nó trong tay chạy trốn. Về sau tại cửu U Bạch Tiền Bối trợ giúp hạ mới phản đối nó một đợt. Tống Thư Hàng nhớ tới thiên đạo di thuế cầu, còn lòng còn sợ hãi cộng đau lòng hắn tại thiên đạo di thuế cầu trên thân dùng một lần khắc kim nhất kích, nhớ tới di thuế cầu hắn liền đau lòng đến lắm điều không ra lời nói tới. Lại còn phản đối thiên đạo di thuế cầu. Mấy vị nho gia kiếp tiên bị Tống Thư Hàng vô hình giả một mặt phàm là cùng thiên đạo nhấc lên bên cạnh đồ vật, liền không có đơn giản. Bá Tống có thể nói là tu chân giới tóc húi cua ca, chư thiên vạn giới liền không có hắn không dám đối đối tượng. Tại thời khắc này, bốn vị nho gia kiếp tiên trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi Bá Tống có phải hay không mình lão sư chuyển thế. Hiện tại, toàn bộ nho gia đều là như thế truyền, mà lại 99.9% nho gia đệ tử, đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Dựa vào, thiên đạo di thuế cầu, nguyên tử ý thức chỗ sâu Côn Vương tại thời khắc này, ủy khuất đến muốn chửi má nó. Bá Tống gia hỏa này quả thực vô sỉ, vậy mà đem thiên đạo di thuế cầu cái này bồn hỏa thủy hướng bản thể của nó cái kia dẫn. Cũng may bản thể của nó phản ứng rất nhanh, trực tiếp từ hiện thế. Địa cầu trở về đến vân giới. Về sau nhất định phải phòng bị Bá Tống. Tuyệt đối không thể cho hắn thừa dịp cơ hội. Mà lại, liên quan tới thiên đạo di thuế cầu tin tức, hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng truyền lại cho bản thể đi. Miễn cho bản thể tình báo không đủ, ăn thiệt thòi. Bia đá đạo hữu, đúng rồi, Thư Hàng đạo hữu. Nếu như lần này viễn trình quái toán ngươi, thật sự là thiên đạo di thuế cầu, vậy chúng ta được lập tức liên hệ Bạch U. Mặc ta chủ đi, hỏi một chút có phải là thiên đạo di thuế cầu thật thoát khốn. Từ khi Bạch Tiền Bối đưa nó chế tác thành Tống Thư Hàng mộ bia về sau, nó vẫn một mực nhớ kỹ mình trên bia mộ chữ, thời khắc nhắc nhở mình không cần giống như Bá Tống tùy tiện tìm đường chết. Dù sao dưới tình huống bình thường,
sinh mệnh chỉ có một lần, không thể tùy tiện lời chết. Trễ, lúc này, bia đá đạo hữu trên thân phát ra bạch tiền bối thanh âm lãnh khốc. Sau một khắc, bia đá thân thể bắt đầu xoắn ốc lấy hướng kim liên thế giới đỉnh chóp đánh tới. Kim liên thế giới là cái độc lập không gian, dưới tình huống bình thường ngay cả cửu u chúa tể lực lượng đều sẽ bị che đậy. Nhưng bạch tiền bối bản thể, ở vào cùng kim liên thế giới đối ứng tả liên thế giới bên trong. Lại thêm Tống Thư Hàng cũng tại kim liên thế giới bên trong, có hắn hạch tâm tiểu thế giới làm môi giới, bạch tiền bối có thể thông qua hạch tâm thế giới ảnh hưởng đến ở vào kim liên thế giới bên trong bia đá. Bạch chủ tha mạng bia đá đạo hữu dây túng kỳ thật xoắn ốc thăng thiên đối với nó đến nói không đau không ngứa. Nhưng bạch thế nhưng là cửu u chúa tể, chọc giận hắn là phi thường không lý trí lựa chọn. Lúc này, nhận túng cộng nhận lầm là nhất lý trí hành động. A à, chờ chút, bạch tiền bối, ta là vô tội người đi đường Tống A. Tống Thư Hàng bi thương nói. Rõ ràng là bia đá đạo hữu sai, nhưng bởi vì bia đá đạo hữu thắt ở bên hông hắn nguyên nhân, ngay cả hắn cũng bị tiện thể lấy xoắn ốc đưa lên bầu trời. Bị nhân tiện vô tội người qua đường đáng thương nhất. Bởi vì là bạch tiền bối tự mình xuất thủ, Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu chuyển động tốc độ như gió táp tấn mãnh mà lại tư thế cũng cùng bình thường xoắn ốc thăng thiên khác biệt. Lần này, một người một bia tạo thành trong chóng che tê chữ xoay tròn. Tống Thư Hàng là nằm ngang cái kia một gạch. Bên hông bia đá đạo hữu bị chuyển ra nguyên hình lớn nhỏ, đỉnh lấy Tống Thư Hàng phần eo, điên cuồng xoay tròn. Thế sự đều có nhân quả, người trước kia đối với người khác làm qua sự tình, tương lai cũng sẽ có người đối ngươi làm chuyện giống vậy. Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, Bạch Long Tỷ Tỷ, cùng nho ra kiếp tiên nhóm, toàn bộ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng thăng thiên. Ta phải bay cao hơn cuồng phong đồng dạng vũ đạo tránh thoát ôm ấp tạo hóa tiên tử buông ra cuống họng hát lên, vì thăng thiên Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu phối hợp cảm nhân BGM. Sống động tiếng trời phối hợp Tống Thư Hàng cùng bia đá đạo hữu xoay tròn tư thế, phi thường mang cảm giác. Quả nhiên, tấm bia đá này không tầm thường. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, nó chỉ là cửu phẩm kiếp tiên đỉnh tiêm pháp khí, nhưng nó ẩn tàng lực lượng mới là đáng sợ nhất. Côn Vương cái kia một sợi ý thức, khẳng định chính mình suy đoán. Két, két, két. Cùng một thời gian, trong hư không vang lên thanh âm kỳ quái. Có điểm giống chụp ảnh âm thanh hiệu, cũng có chút giống điện thoại screenshot lúc thanh âm. Cũng không biết bạch tiền bối đang tiến hành cái gì thao tác. Phía dưới, tạo hóa tiên tử một khúc hát thôi, bạch tiền bối rốt cục bỏ qua bia đá, để nó cùng Tống Thư Hàng từ không trung xoay tròn lấy hạ xuống. Sau khi hạ xuống Tống Thư Hàng bắp chân như nhũn ra, bạch tiền bối, lần sau nếu như ngươi muốn đối bia đá đạo hữu động thủ lúc, có thể nhắc nhở trước ta một tiếng, ta tốt đưa nó tế. Lời còn chưa nói hết, bia đá đạo hữu liền cấp tốc đánh gãy, bá Tống đạo hữu, người ta sinh tử không rời. Ngươi mà chết, ta vì bia. Vô luận xảy ra tình huống gì, ta cũng sẽ không rời đi ngươi. Tống Thư Hàng. Ta trong hang ổ thiên đạo di thuế cầu không có phát sinh biến hóa, còn bị phong ấn. Phong ấn phương diện cũng không có cái gì dị thường. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm trực tiếp tại Tống Thư Hàng não hải vang lên. Béo cầu di thuế không có dị thường. Tống Thư Hàng cau mày suy tư, đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, công kích kia ta, có phải hay không là cái khác thiên đạo di thuế? Béo cầu đã là đệ bát nhậm thiên đạo, tại nó trước đó còn có nhiều như vậy thiên đạo, khẳng định cũng có thiên đạo di thuế lưu lại. Có lẽ trong đó sẽ có thiên đạo di thuế bạch, thiên đạo di thuế mắt, thiên đạo di thuế long chi loại. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Bia đá đạo hữu. Một giây sau, mới vừa rồi còn nói với Tống Thư Hàng sinh tử không rời, người mà chết, ta làm bia đá đạo hữu, cực nhanh giải khai mình cùng Tống Thư Hàng bên hông dây thừng. Nhất bính tam khiêu rời đi Tống Thư Hàng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tạo hóa tiên tử trong tay, hóa thành ăn dưa người qua đường bia, không muốn bị cuốn vào Tống Thư Hàng tai kiếp. Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bất quá, bạch tiền bối đối thiên đạo di thuế bạch cái này từ nhưng không có phản ứng, hắn tựa hồ có thể tiếp nhận thiên đạo di thuế bạch cái từ này có thể là bởi vì cái này từ miêu tả không phải hắn, cho nên bạch không quan trọng. Thấy Tống Thư Hàng không có bị đưa lên trời. Bia đá đạo hữu ít nhiều có chút tiếc nuối. Cửu u chúa tể tâm tư quá phức tạp nhiều biến, căn bản là không có cách phỏng đoán A. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm lần nữa tại Tống Thư Hàng trong đầu vang lên, đừng suy nghĩ nhiều. Công kích người vẫn là thiên đạo di thuế cầu.
Tống Thư Hàng. Thiên đạo di thuế cầu không phải còn bị phong ấn sao? Béo cầu trạng thái tương đối đặc thù, hắn di thuế tại thiên đạo còn không có sụp đổ lúc liền đã sinh ra, cũng bị chúng ta phong ấn. Mà tại thiên đạo cầu triệt để sụp đổ về sau, giữa thiên địa lại lần nữa ra đời mới thiên đạo di thuế cầu, bốn phía trượt đát. Người có thể hiểu như vậy, trước đó di thuế cầu là thiên đạo cầu không chết triệt để, chỉ chết gần một nửa. Lần này là nó chết toàn về sau, lưu lại khác hơn phân nửa di thuế. Bạch tiền bối giải thích nói. Thiên đạo chấp trưởng chư thiên vạn giới, hoàn chỉnh di thuế đương nhiên sẽ không nhỏ như vậy. Thậm chí, tại mỗi một cái vị diện không muốn người biết nơi hẻo lánh, tùy thời đều có thể sinh ra mới thiên đạo di thuế. Ngay cả số lượng cũng có thể là không phải đơn vị một. Trừ phi chờ đến tân nhiệm thiên đạo chứng đạo, mới có thể quét qua chư thiên vạn giới, khiến thiên đạo di thuế một lần nữa ẩn núp. Không chết xong, chết một nửa, lưu một nửa. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, không hổ là thiên đạo, tao thao tác thật nhiều. Chết một nửa lưu một nửa, nói là Thư Hàng ngươi sao? Công đức kén lớn bên trong, phát ra tâm ma xích tiêu kiếm thanh âm đã bị bao tải kén bên trong, nó cũng sẽ không bỏ rơi mình tâm ma chức trách. Ta vậy cũng không gọi chết một nửa, ta là chết đến chỉ còn một cái đầu. Tống Thư Hàng trả lời. A chết chết chết, đang khi nói chuyện, thông nương tiếng kêu đột nhiên vang lên. Tống Thư Hàng. Thông nương lúc nào như thế nhập hí. Trên người hắn vật trang sức, cả đám đều sẽ hướng phía hí tinh phương hướng tiến hóa. Bị nghiền chết, không cần bị nghiền nát a. Thông nương kêu thảm nàng tại xem Tống Thư Hàng huyền thánh giảng pháp, trước đó giảng hảo hảo, đột nhiên giảng pháp họa phong biến đổi, tràng cảnh chuyển đến nho ra kim liên không gian. Ngay sau đó, nàng thay vào Tống Thư Hàng nhân vật liền bị sắt thép ngón tay triển nát. Loại thống khổ này, so lợi hành ra khỏi vỏ, ngọn hành rơi xuống còn muốn đau nhức hơn 10 vạn lần. Nhất khiến thông nương tuyệt vọng là, đoạn trải qua này, nàng đã từng thể nghiệm qua a. Lúc trước, nàng ngay tại Tống Thư Hàng trong ngực, bị lần lượt cắt nát, lần lượt phục sinh. Mà lần này, nàng thay vào đến Tống Thư Hàng thể nghiệm thị giác, từ một cái góc độ khác tiếp nhận bị béo cầu đại lão triển chết thể nghiệm. Chuyện giống vậy vật, từ khác nhau góc độ đi xem lúc, chính là một loại tươi mới thể nghiệm. Bởi vì trải qua nguyên sự kiện, cho nên thông nương rõ ràng nhất, cái này bị nghiền chết thể nghiệm không chỉ một lần, mà là một cái vòng lặp vô hạn. Hành sinh, sao mà tàn nhẫn? Ta bên này cũng bắt đầu. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử hưng phấn nói, a, toàn bộ thân thể đều bị nghiền nát, lão thảm. Tống Thư Hàng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Vũ Nhu Tử, hắn cũng không có từ trên thân Vũ Nhu Tử nhìn thấy thống khổ bộ dáng. Lại nói, chủ nhân thống khổ tựa hồ có thể phân lưu cho linh quỷ. Vũ Nhu Tử có thể hay không đem chính nàng thống khổ chuyển di cho thiên đế. Trái lại bên trên Tô Thị A Thập Lục, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn lại, hiển nhiên tại nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức. Cho nên, ta trước đó gọi các ngươi không cần điểm vào xem trực tiếp a. Tống Thư Hàng thở dài, hắn đưa tay tế ra cái gì đều có thể bán đại lão cùng khoản cái chăn, đem thông nương, Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử quấn lấy. Để các nàng nằm xuống. A a a, quả nhiên sống lại, lúc ấy là ai thả phục sinh. Thông nương hai tay ôm ngọn hành, phát ra khàn cả giọng tiếng kêu. Sát phách, vừa hứng thú bừng bừng tới, chuẩn bị cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu chạm mặt hằng hỏa tiền bối, thân hình có chút cứng đờ. Nhịn một chút, thống khổ liền sẽ đi qua, Tống Thư Hàng chỉ có thể như thế an ủi. Hắn thống khổ sức miễn dịch không cách nào chế tác thành vaccine. Không thể cho Tô Thị A Thập Lục các nàng chế tạo thống khổ kháng thể. Nhìn xem A Thập Lục nhẫn nại thống khổ, nghe thông nương kêu thảm, hắn bất lực. Sở các chủ ngốc mau nói, đưa các nàng đưa đến hạch tâm thế giới đi thôi, hoạt tuyền có thể giảm bớt hạ các nàng trên tinh thần thống khổ. Tống Thư Hàng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, đúng a. Hoạt tuyền có thể trình độ nhất định làm dịu trên tinh thần thống khổ. Tống tiền bối, ta cũng không cần. Vũ Nhu Tử khoát tay áo nói. Ta không có chút nào cảm giác đau nhức. Chớ khinh thường, cái này sóng thống khổ thể nghiệm càng là hậu kỳ thì càng thống khổ. Tống Thư Hàng đưa tay bãi xuống, cưỡng ép đem Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử, thông nương đưa vào hạch tâm thế giới, an trí đến sở các chủ bản thể bên cạnh, bồi sở các chủ cùng một chỗ thổi bóng ngâm. Bạch Long tỷ tỷ thì lựa chọn lưu lại, nàng từ Tô Thị A Thập Lục cổ chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên cổ tạm thời. Nàng không muốn vào hạch tâm thế giới bồi sở các chủ bản thể giới lưu. So sánh dưới, nàng tình nguyện đối mặt sở các chủ ngốc mao.
Tại Nho Gia cái này rõ ràng là độc lập ngăn cách thế giới bên trong, bá tống còn có thể triển khai mình tiểu thế giới. Hắn tiểu thế giới cường đại như vậy, Uyên Tử trong ý thức Côn Vương, trong lòng hơi động, lại đem tình báo này ghi chép lại. Nếu như, nó nói là nếu như, tương lai nó muốn nhằm vào bá tống, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này đặc thù tiểu thế giới cho giam cầm. Nếu không, bá tống dựa vào tiểu thế giới này, có thể công có thể thủ có thể trốn, tính cơ động quá mạnh. Cho nên, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế. Tống Thư Hàng quan bế hạch tâm tiểu thế giới về sau, thở một hơi thật dài, mới thiên đạo di thuế cầu, đây chính là cái đau đầu người khác ra hỏa. Mới thiên đạo di thuế cầu sao, bia đá đạo hữu nói. Bạch Long tỷ tỷ, có nắm chắc không? Không có, bất quá có kinh nghiệm, có lẽ có thể cho nên kế làm lại. Tống Thư Hàng đưa tay dò xét ở hạch tâm thế giới, âm thầm sờ lên phong ấn nho điển béo cầu đại lão phong ấn trụ. Trong cõi u minh, phong ấn trụ cùng thiên đạo di thuế cầu ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại duyên phận. Lịch sử bản chất chính là đài máy lặp lại. Thiên đạo di thuế cầu, có lẽ nhất định bị phong ấn ở béo cầu đại lão cây cột bên trong. Bất quá, muốn đem thiên đạo di thuế cầu phong ấn, cần phải có người phối hợp mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Oanh! Trong lúc đang suy tư, Kim Liên thế giới ngoại truyện đến một trận chấn động kịch liệt. Ta cầu ngươi mở to hai mắt, không cần lại như thế mù. Ngươi muốn tìm bá tống trong này, tại cái này Nho Gia bên trong. Cho nên, đừng có lại đuổi theo ta. Một cái to lớn như tiếng sấm thanh âm, từ Nho Gia Bạch Vân Thư Viện bên ngoài một mực truyền lại đến Kim Liên thế giới bên trong. Đáng chết, không cần đuổi theo ta. Mới nói, bá tống ngay tại phía dưới. Ngươi muốn tìm bá tống, đâu có chuyện gì liên quan tới ta à. Lôi ô thanh âm phẫn nộ gào thét. Thanh âm này, đợi đã, ta bản thể đến rồi. Uyên Tử sâu trong thân thể Côn Vương thần thức nghe được thanh âm này về sau, tâm tính đều hỏng mất. Bản thể, người không được qua đây à. Bên này bá tống một thân thần trang, bên người có 5 vị phía trên trường sinh giả chiến lực, là tử vong đội hình, ai tới đều phải chết. À, là Côn Vương tiền bối. Tống Thư Hàng tinh tế nghe xong, liền nhận ra cái thanh âm này chủ nhân thân phận. Côn Vương tiền bối thanh âm rất đặc thù, phân biệt độ cực cao. Bất quá, Côn Vương chạy thế nào tới nơi này? Mà lại tựa hồ hắn đang bị người truy sát. Còn có, vừa rồi Côn Vương đang gọi lấy bá tống tại Nho Gia. Là thiên đạo di thuế cầu thuận viễn trình tính, tìm được Côn Vương tiền bối. Cũng một đường truy sát hắn, Tống Thư Hàng trong lòng một chút suy tính, liền có suy đoán. Côn Vương tiền bối, ta có ấn tượng, vị tiền bối này đã từng khiêu chiến qua lão sư. Lão sư cùng hắn đại chiến một ngày một đêm, cũng lấy hắn vì tài liệu giảng dạy, đem cuộc chiến đấu kia thông qua hình chiếu phương thức tiếp sóng đến Nho Gia, cho chúng ta biểu thị trường sinh giả ở giữa phương thức chiến đấu. Đồng thời, lão sư còn trên người nó thí nghiệm nhiều loại hoàn toàn mới pháp thuật. Đúng, Côn Vương tiền bối sự tích hiện tại còn nhớ tại chúng ta Nho Gia sách giáo khoa bên trong. Thất sư huynh chỉ tử suy tư nói. Ta không muốn mặt mũi a. Uyên Tử trong thân thể Côn Vương ý thức âm thầm trong đầu gào thét. Lúc đầu, lúc trước hắn cùng Nho Gia thánh nhân đại chiến một ngày một đêm, phần này thực lực đạt được chư thiên vạn giới thừa nhận. Dù sao, thời kỳ viễn cổ bất hủ cuộc chiến bên trong, có thể cùng Nho Gia thánh nhân đại chiến một ngày một đêm đối thủ, cũng không nhiều. Không nghĩ tới, lúc ấy Nho Gia thánh nhân lại là lấy hắn vì tài liệu giảng dạy. Một bên thực chiến một bên thừa cơ dạy bảo đệ tử. Mà lại, còn đem hắn ghi chép đến sách giáo khoa bên trong. Ngày, quay đầu nhất định phải nghĩ biện pháp, đem Nho Gia trên sách giáo khoa nội dung cho xóa đi. Có người đang đuổi giết Côn Vương. Côn Vương là uy tín lâu năm trường sinh giả, thực lực cường đại vô cùng. Ai cứ nhiên có thể đuổi theo hắn khắp thế giới tán loạn. Nhị sư huynh Ôn Tử nhíu mày. Mà lại, từ Côn Vương vừa rồi kêu to đến xem. Cái kia truy sát sự cường đại của nó tồn tại, chân chính mục tiêu nhưng thật ra là bá tống. Phân phó tất cả Nho Gia thành viên lui trở về Kim Liên thế giới. Tam sư huynh Nhan Tử tỉnh táo lại đạt chỉ lệnh. Đối phương là hướng về phía bá tống tới, vậy kế tiếp rất có thể sẽ có một trận ác chiến lúc này, Kim Liên thế giới hiệu quả liền đi ra. Có cái này Kim Liên thế giới tại, Nho Gia vô luận gặp gỡ cái gì tai nạn, đều đứng ở thế bất bại. Nếu như ta không đoán sai. Rất có thể là thiên đạo di thuế cầu. Tống Thư Hàng tỉnh táo phân tích nói. Đồng thời,
hắn duỗi tay từ hạch tâm thế giới bên trong đem chứa nho điển phong ấn trụ lấy ra. Trước mắt bao người, Tống Thư Hàng hai tay tại phong ấn trụ bên trên liên tục xoa động. Hắn tóc dài hóa thành 20 con bàn tay, đồng dạng tại phong ấn trụ bên trên cuồng trà. 22 con bàn tay mỗi một lần xoa động, đều sẽ nổi lên thất thải bảo quang. Phong ấn nho điển phong ấn trụ không ngừng chấn động. Tống Thư Hàng bàn tay mỗi lần xoa động, tựa hồ cũng có thể làm cho hắn đạt được cường hóa. Bản thể của ta, bị thiên đạo di thuế cầu đuổi kịp. Côn Vương một sợi ý thức tức giận. Mặt khác, bá Tống đây là muốn mở ra phong ấn. Không đúng, đây rõ ràng là tại cường hóa phong ấn hiệu quả. Hắn đoán không ra bá Tống rốt cuộc muốn làm gì. Không được, thời gian quá cấp bách, Tống Thư Hàng buông tay, buông ra phong ấn trụ. Muốn cùng phong ấn trụ ở giữa thành lập hảo hữu nghị, chỉ ít cần một ngày một đêm dưỡng đao thuật làm cơ sở. Thời gian quá ngắn lời nói, căn bản không đạt được hiệu quả. Muốn dùng phong ấn trụ đem thiên đạo di thuế cầu phong ấn ý nghĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Như vậy, chỉ có thử một chút nhân tạo thế giới không biết bạch một số 33 phong ấn thủ đoạn, cái này vốn là chuẩn bị dùng để phong ấn béo cầu đại lão tiểu hào phân thân thủ đoạn. Hiện tại xem ra, phải dùng đến một cái khác cầu trên thân. Mặc dù tình huống phi thường nguy cấp, nhưng Tống Thư Hàng cũng không có kinh hoàng. Hắn hạch tâm thế giới còn không túng, mà lại bạch tiền bối ý thức ngay tại bên cạnh, nặng nề cảm giác an toàn. Ngoại giới tình huống bây giờ như thế nào? Bạch Long tỉ tỉ ngẩng đầu, hỏi. Sau lưng, Hằng Hỏa tiền bối nhanh chân đến đây, trả lời, cái kia nghi là thiên đạo di thuế cầu tồn tại, còn tại truy cắn Côn Vương tiền bối. Tựa hồ nhận định Côn Vương chính là Thư Hàng, cái này cho chúng ta nho ra tranh thủ đến đầy đủ rút lui thời gian. Dứt lời, Hằng Hỏa chân quân duỗi giơ tay lên, đem tình huống ngoại giới hình chiếu đến Kim Liên thế giới bên trong. Tại nho ra phòng ngự kết giới đại trận bên ngoài, một cái đen kịt thể lỏng cầu đang tại truy sát Côn Vương. Thể lỏng kim loại cầu thủ đoạn công kích đơn giản thô bạo, hắn trực tiếp đem thân thể của mình hóa thành kinh khủng màn nước, không ngừng hướng phía Côn Vương chụp xuống, muốn đem Côn Vương cả cái thôn phệ. Côn Vương không ngừng né tránh, trên người nó không ngừng có đạo thuật chém ra, đánh phía thể lỏng kim loại cầu. Nhưng nó công kích toàn bộ bị thiên đạo di thuế cầu màn nước thôn phệ. Thậm chí, cái này thiên đạo di thuế cầu còn có thể đem bộ phận nuốt vào đạo thuật cường hóa thổ trở về. Trong lúc đó, Côn Vương thử nghiệm phá vỡ nho ra hộ tông đại trận. Nhưng nho ra hộ tông đại trận cường độ, vượt qua Côn Vương dự toán đại trận này, bị người cường hóa qua, có trường sinh giả cấp bậc lực lượng. Mà lại, âm thầm cường hóa hộ tông đại trận, là chính tông nho ra tu sĩ. Nho ra chẳng biết lúc nào, cứ nhiên lại ra một tôn trường sinh giả. Lại thêm 13 kiếp tiên bên trong 4 tôn phục sinh trở về sau, cũng một mực có xuất thủ chữa trị nho ra hộ tông đại trận. Tại song trọng cường hóa bên dưới, Côn Vương nhất thời nửa khắc không cách nào phá mở nho ra đại trận, không cách nào đem thiên đạo di thuế cầu dẫn tới nho ra tới. Côn Vương vừa tức vừa giận, trong lòng hận không thể đem bá Tống cho nuốt vào tiêu hóa, lại đem hắn lôi ra đến cho hoa bón phân. Một màn này muốn thu xuống tới. Đến lúc đó thừa dịp chúng ta 4 người tiêu tán trước, đem bên trong pháp tắc ảnh hưởng cho suy yếu, bổ sung chúng ta nho ra tài liệu giảng dạy cơ sở dữ liệu. Nhị sư huynh Ôn Tử Ôn Nhu nói, nho ra trải qua mấy lần đại kiếp, tài liệu giảng dạy kho tư liệu thiếu thốn rất lớn. Trong khoảng thời gian này, 4 người bọn họ một mực đang điên cuồng bổ sung cơ sở dữ liệu thừa dịp biến mất trước, bọn hắn muốn vì nho ra lưu lại càng đa bảo hơn quý tri thức tài phú truyền thừa. Hằng Hỏa tiền bối khẽ gật đầu, từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã tại thu. Đúng ta làm sao đều không nghĩ tới chỗ này. Tống Thư Hàng ám đạo. Hắn cũng là có đệ tử người, tương lai khẳng định cần dạy bảo các đệ tử các loại tri thức. Trước kia đối đại lão thời điểm hắn đều không có âm thầm thu khung cảnh chiến đấu, cái này lãng phí bao nhiêu tri thức tài liệu giảng dạy tư liệu. Tri thức cũng là tài phú. Oanh! Lúc này, thiên đạo di thuế cầu đột nhiên âm thầm phát lực. Tốc độ tăng lên mấy lần, hung hăng đụng trên người Côn Vương. Côn Vương thân thể khổng lồ bị đâm vào nho ra hộ tông đại trận bên trên, há mồm phun ra. Đại lượng bảo vật. Những bảo vật này chiếu xuống, lập lòe tỏa sáng. Những thứ này, đều là Côn Vương chân quý cất giữ, tồn trữ tại nó trong bụng không gian. Kết quả bị thiên đạo di thuế cầu va chạm, phun ra không ít. Ken két. Cùng lúc đó, nho ra hộ tông đại trận cũng chống đỡ không nổi.
vỡ vụn ra. Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu, đập xuống tại Nho gia nội bộ. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn chằm chằm hình chiếu hình tượng, tìm kiếm lấy cơ hội. Nếu là bắt đến thời cơ, hắn liền muốn thử một chút có thể hay không đem thiên đạo di thuế cầu phong ấn. Khi thấy Côn Vương nôn mửa ra một chỗ bảo vật quý giá lúc, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên cũng không phải là hắn thấy tiền sáng mắt, mà là hắn thấy được một cái đỗi thiên đạo di thuế cầu thời cơ. Cái này một chỗ bảo vật, chính là trường sinh giả Côn Vương cất giữ, cho dù cách màn hình đều có thể nhìn ra chân quý của bọn nó. Nếu như đưa chúng nó toàn bộ khắc rơi, nhất định có thể đem thiên đạo di thuế cầu đánh cho trọng thương. Trọng thương sau thiên đạo di thuế cầu, liền xem như thể lỏng kim loại bóp, cũng chạy không thoát bị hắn phong ấn kết cục. Đây là một cơ hội. Có thể hay không giải quyết thiên đạo di thuế cầu cơ hội tốt. Đúng rồi Bạch tiền bối, người đối thiên đạo di thuế cầu còn có hứng thú sao? Tống Thư Hàng trong đầu âm thầm liên hệ Bạch tiền bối. Không hứng thú, trong tay của ta đã trải qua có một bộ phận di thuế cầu có thể dùng đến thí nghiệm. Bạch tiền bối thanh âm tại Tống Thư Hàng trong đầu trả lời. Mà lại, chỉ cần bổ sung linh thạch, bị tiêu hao hết di thuế cầu còn có thể nặng dài, là có thể lặp đi lặp lại cắt chém vật thí nghiệm, không cần lo lắng tiêu hao hầu như không còn vấn đề. Hiện tại hắn đối nhau ra bên ngoài thiên đạo di thuế cầu không làm sao có hứng nổi. Cái kia bạch tiền bối, một hồi ta ra ngoài đối thiên đạo di thuế cầu thời điểm. Người có thể hay không viễn trình chiếu khán ta chút, phục sinh trận pháp quý giọt rất. Chúng ta có thể không lãng phí cũng đừng có tùy tiện lãng phí. Tống Thư Hàng lại nói. Bạch tiền bối. Bá Tống Hào trong lòng vẫn là rất có bước đếm được, biết ra ngoài đối thiên đạo di thuế cầu rất có thể sẽ treo. Nếu biết có thể sẽ chết, người còn ra ngoài làm gì? Bạch tiền bối nhắc nhở, người chỉ cần ở tại Nho gia Kim Liên thế giới, thiên đạo di thuế cầu cũng vô pháp phát giác các ngươi, Côn Vương cũng vô pháp tìm tới các ngươi. Tìm không thấy các ngươi. Bọn hắn tự nhiên chỉ có thể rời đi. Nhưng thiên đạo di thuế cầu trung quy là cái họa lớn, chỉ cần nó vẫn tồn tại tại thế, liền sẽ không ngừng mà viễn chỉnh quái toán ta, nắm lấy cơ hội đem ta bóp chết. Cho nên, thừa dịp hôm nay có Côn Vương tiền bối ở phía trước kháng quái, ta được thử một chút có thể hay không đem thiên đạo di thuế cầu đại lão phong ấn, tuyệt cái này hậu hoạn. Tống Thư Hàng tỉnh táo phân tích nói, mà lại, cái kia một chỗ bảo vật quý giá, bỏ lỡ cái thôn này. Liền không có cái tiệm này. Bạch tiền bối nghe vậy, đột nhiên trong lòng mềm nhũn Thư Hàng đã trải qua nghèo đến nước này a. Tốt a, ta sẽ viễn trình chiếu khán ngươi, đem để vào đến hạch tâm thế giới, ta bản thể cho ngươi ra chỉ cái trung cực phòng ngự. Bạch tiền bối lên tiếng nói. Chỉ cần đầu vẫn còn, tăng thêm có Nho gia thánh nhân chi huyết thu về thể nội trọng yếu bảo vật cùng khí quan, Tống Thư Hàng nhục thân tùy thời có thể trùng sinh. Tạ ơn Bạch tiền bối. Tống Thư Hàng mừng rỡ trong lòng. Sau một khắc, ngay trước mặt mọi người, Tống Thư Hàng đem đầu của mình hái xuống. Hạch tâm thế giới bên trong thông nương thấy cảnh này lúc, mặc dù thống khổ nhưng lại một trận mừng thầm ngươi cũng có hôm nay a, Tống Thư Hàng. Làm gì, quấn ở trên cổ hắn Bạch Long tỷ tỷ đã mất đi chèo trống, bất mãn nói. Ta đem đầu giao cho Bạch tiền bối, thêm cái cấp cuối phòng ngự. Tống Thư Hàng trả lời. Hắn đưa tay vẩy một cái. Đem đầu đưa vào đến hạch tâm thế giới. Bạch Long tỷ tỷ lập tức đoán được Tống Thư Hàng tâm tư, người muốn đi ra ngoài đổi thiên đạo di thuế cầu. Đương nhiên, Tống Thư Hàng chỗ rốn phát ra thanh âm. Lần trước hắn mất đi thân thể, giả mộc thân thể về sau, liền có lấy vú làm mắt mục, lấy rốn làm miệng bản lĩnh. Tại thông qua Thánh Viên Long Lực Thần Công Tổng Cương Thiên đem thân thể của mình sinh ra lần nữa về sau, năng lực này tựa hồ bảo lưu lại một bộ phận. Lấy vú làm mắt năng lực không kế thừa tới, nhưng lấy rốn phát ra tiếng năng lực lại đạt được giữ lại. Cơ hội khó được, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng hôm nay đem thiên đạo di thuế cầu đại lão cho an bài. Tống Thư Hàng tiếp tục nói. Hạch tâm thế giới bên trong, hamster hào ôm Tống Thư Hàng đầu, chuyển rời đến tà liên thế giới bên trong, đem hắn đầu đưa vào đến bạch tiền bối cái kia, ra chỉ trung cực phòng ngự. Thông nương. Lúc này ta muốn mượn cửu tu phượng hoàng đao dùng một lát. Tống Thư Hàng rốn phát ra tiếng nói. Đối mặt thiên đạo di thuế cầu đại lão, tuyệt đối không thể có mảy may thư giãn. Không, vấn đề, thông nương run rẩy trả lời. Cửu tu phượng hoàng đao trên thân phát ra một tiếng phượng minh âm thanh, nó từ thông nương bên hông bay ra, hóa thành bình thường lớn nhỏ, rơi vào đến Tống Thư Hàng trong tay.
Sở tiền bối, một hồi còn xin ngươi vì ngốc, tóc tràn ngập năng lượng, Tống Thư Hàng lại nói. Ừm, Sở các chủ nhẹ gật đầu. Ta đem Bạch Long tỷ tỷ cho ngươi mượn, Tô Thị A Thập Lục ngâm mình ở Sở các chủ bên cạnh, cắn răng nói. Tốt, Tống Thư Hàng cười nói. Bạch Long tỷ tỷ, Tống tiền bối, thả ta ra ngoài chứ sao, nói không chừng ta có thể giúp một tay. Vũ Nhu Tử ngâm mình ở Sở các chủ một bên khác, lên tiếng kêu lên. Bên ngoài là Thiên Đạo Di Thuế cầu đại chiến Côn Vương, Tống tiền bối hiện tại muốn cắm vào chiến cuộc. Dạng này vở kịch, nàng thật không muốn bỏ qua. Ta sẽ dẫn tâm ma Vũ Nhu Tử, người hảo hảo ở tại hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng dặn dò. Vũ Nhu Tử đem hé mở khuôn mặt nhỏ chìm ở hoạt tuyền bên trong, ủng ục ục. Quy tiền bối, người có muốn hay không theo ta ra ngoài, đổi một đợt đại lão. Bây giờ thiên đạo đã trải qua sụp đổ, người đã trải qua không cần che giấu mình thực lực a. Tống Thư Hàng lại nhìn Quy tiền bối nói. Lần sau đi, cảnh giới của ta là bị ta chủ phong ấn. Quy tiền bối lắc lắc chân trước. Hoàn toàn chính xác, là thời điểm tìm Bắc Phương Đại Đế giải khai trên người nó phong ấn. Soạt. Lúc này, hamster hào ôm Tống Thư Hàng đầu trở về. Lúc này Tống Thư Hàng mái tóc màu đen trải qua bạch tiền bối pháp thuật gia trì, bắt đầu tản ra ngân sắc quang mang. Liền ngay cả Sở các chủ ngốc mao, cũng nhiễm lên một tầng ngân sắc, hiển nhiên cũng đã nhận được bạch tiền bối gia trì. Đúng rồi, bá Tống Hào. Ta chủ để ta đem cái này tiên toa cũng trước cho ngươi mượn. Hamster Hào đem Tống Thư Hàng đầu đưa về đồng thời, còn đem cái kia bộ chư thiên vạn giới xuyên thứ phi toa đưa tới. Nếu như Tống Thư Hàng xảy ra ngoài ý muốn, chỉ còn lại cái đầu, lại còn không có chạy ra thiên đạo di thuế cầu độc thủ, liền có thể sử dụng chiếc này phi toa, mang theo đầu bỏ chạy. Tạ ơn Hamster Hào, Tống Thư Hàng cảm kích nói. Ta mới không cần ngươi cảm tạ. Hamster Hào xoáy khí bãi xuống mình màu đỏ chót áo choàng. Như vậy, ta đi. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu tự động bay lên, từ hạch tâm thế giới bên trong trở về. Bất quá, hắn cũng không có đem hạch tâm thế giới thông đạo quan bế, mà là lấy ra một thanh thánh ấn đao gỗ, đưa nó đưa cho hằng hỏa tiền bối. Kể từ đó, hạch tâm thế giới liền có thể tạm thời một mực duy trì lấy cái này lối ra. Đây cũng là Tống Thư Hàng vì chính mình lưu một cái chuẩn bị ở sau đường lui. Hình chiếu bên trong, Côn Vương cùng Thiên Đạo Di Thuế Cầu còn tại nho ra phạm vi bên trong chiến đấu. Hằng hỏa tiền bối, có hay không biện pháp thông qua Kim Liên Thế Giới, trực tiếp đem ta đưa đến đống kia bảo vật phụ cận? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Ta thử một chút, Hằng hỏa chân quân gật đầu nói. Tại Hằng hỏa chân quân thao tác bên dưới, Kim Liên Thế Giới tại đám kia bảo vật phạm vi mở ra một cái nắm đấm lớn cửa ra vào. Tống Thư Hàng hóa ra sương mù bất hủ chi thân, thu liếm khí tức, lặng yên chui ra. Ta, cấn tay Tống Thư Hàng, lại trở về Á. Tống Thư Hàng ở trong lòng yên lặng nói. Đồng thời, hắn sương mù chi thân khuếch tán ra đến, lặng lẽ đem đầy đất bảo vật toàn bộ tập trung lại mặc dù là Côn Vương nôn mửa ra bảo vật. Nhưng Tống Thư Hàng một đại nam nhân, há lại sẽ đi so đo điểm ấy. Đối mặt đầy đất bảo vật, hắn không có khả năng phạm cái gì bệnh sạch sẽ. Cái này một chỗ bảo vật, mỗi một kiện đều là cao quy cách chân phẩm, đáng giá trường sinh giả đại lão đi thu thập. Nhưng tiếp đó, bọn chúng lập tức liền muốn bị Tống Thư Hàng khắc đi ra. Má ơi, hảo tâm đau nhức. Đặc biệt là những bảo vật này, hiện tại đã rơi vào trong tay mình tình huống. Rơi vào trong tay mình về sau, những bảo vật này chính là mình. Cái này cùng khắc tiền của người khác hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nếu đem bọn chúng một hơi khắc đi ra ngoài, tuyệt đối là Tống Thư Hàng khắc kim sử thượng xa hoa nhất một lần. Những bảo vật này, giá trị rất cao a. Bạch Long tỷ tỷ thanh âm vang lên. Sở các chủ ngốc mao đồng ý nói, cái này Côn Vương nhãn lực tuy không tệ. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, cắn răng nói, khắc kim nhất khích. Hắn sương mù chi thân bên trong, ngưng tụ ra đôi bàn tay, thi triển thần kích bí thuật. Nếu như lại để cho Bạch Long tỷ tỷ và Sở các chủ nói tiếp lời nói, hắn nhất định sẽ nội tâm dao động, cuốn lên bảo vật chạy trốn, từ đó bỏ lỡ đối bạo thiên đạo di thuế cầu thời cơ tốt nhất. Nam nhân, nên đối với mình hung ác một điểm. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bị sương mù chi thân bao phủ bảo vật, nhao nhao hướng phía Tống Thư Hàng hai tay tụ lại. Kiện thứ nhất bảo vật là một chương màu bạc trang sách,
trên đó khắc rõ thần bí văn tự. Món bảo vật này nhẹ nhất, bay tới tốc độ cũng nhanh nhất. Nó tốc độ phi hành so cái khác bảo vật phải nhanh mấy bước, không kịp chờ đợi muốn đầu nhập tống thư hàng khắc kim nhất kích bên trong đi. Mắt thấy hắn sắp đầu nhập khắc kim nhất kích quang đoàn lúc, đột nhiên, tống thư hàng hai tay vỗ tay, cưỡng chế cắt ra khắc kim nhất kích nghi thức. Màu bạc trang sách, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời, có một đạo xem xét bí pháp tin tức, tràn vào đến tống thư hàng não hải ngay tại vừa rồi, ngân sắc trang sách sắp rơi vào khắc kim nhất kích quang đoàn lúc, trang sách lao tới tống thư hàng ngón tay, kích hoạt lên xem xét bí pháp. Bí bảo nhân quả sách tàn trang, nhân quả sách chính là ghi chép nhân quả pháp tắc huyền bí vô thượng thần điển, hắn mỗi một trang bên trên đều ghi chép khác biệt nhân quả lực lượng. Này trang ghi chép nghịch chuyển nhân quả chi tiêu hao nhân quả, trước có quả, sau trả nhân. Tay cầm trang sách, liền có thể nắm giữ nghịch chuyển nhân quả chi lực. Một cái cao lớn bên trên xem xét tin tức phù hiện ở đầu óc hắn. Tống Thư Hàng, đừng tưởng rằng ngươi thay cái nghịch chuyển nhân quả cùng tiêu hao nhân quả loại này cao đại thượng danh tự, ta liền nhìn không ra ngươi bản chất. Ngươi đây rõ ràng là thẻ tín dụng hình thức, trước dùng tiền, sau trả khoản. Tiêu hao tiêu phí, tiêu hao tương lai của mình. Nhưng là, ta thích. Giống Tống Thư Hàng loại này mỗi tháng tiền tiết kiệm đều kiên trì không đến cuối tháng tồn tại, thật sự phi thường cần loại này tiêu hao nhân quả chi lực. Mặc dù sẽ tiêu hao tương lai, nhưng có tiêu hao về sau, chí ít hắn có thể kiên trì sống đến tháng này cuối tháng. Không khắc kim rồi, Bạch Long tỷ tỷ nghi hoặc hỏi. Không khắc, khắc kim chỉ là nhất thời chi thoải mái, ta cần khắc chế. Tống Thư Hàng trở tay liền đem còn lại tất cả bảo vật chuyển rời đến bản thân hạch tâm thế giới. Giờ khắc này, Tống Thư Hàng trước nay chưa có phú hữu. Đây là hắn nhân sinh một cái đỉnh phong. Đồng thời, trong tay hắn nắm nhân quả sách nghịch chuyển nhân quả chi tiêu hao nhân quả tàn trang, có bảo vật này về sau, hắn có thể thử nghiệm sử dụng một cái khác thủ đoạn. Ta bảo vật, trên bầu trời, cùng thiên đạo di thuế cầu dây dưa côn vương giận dữ. Hắn bị thiên đạo di thuế cầu xô ra trong bụng bảo vật về sau, trong chiến đấu lúc. Hắn vẫn như cũ sẽ thỉnh thoảng đi chú ý bản thân rơi tại trên đất bảo vật côn tài phú ở nơi nào, côn tâm cũng ở nơi nào. Côn vương một mực đang tìm kiếm thời gian, muốn đem phun ra cái đám kia bảo vật nuốt trở về. Hắn trong bụng không gian sở tồn trữ bảo vật, mỗi một kiện đều là tâm huyết của nó, mỗi một kiện bên trên đều tràn đầy hồi ức. Mà bây giờ, nó bảo vật lại bị một đoàn khói đen bao phủ, trộm lấy. Cẩu tặc nhận lấy cái chết, côn vương quay người. Hướng phía Tống Thư Hàng vị trí đánh tới sau lưng nó, thể lỏng kim loại cầu theo sát mà lên. Một côn một cầu, như là hai khỏa trọng lượng cấp sao băng, lần lượt đập xuống. Đồng thời, cả hai phi thường có ăn ý đồng thời tung xuống không gian cấm cố thủ đoạn. Côn vương là vì phòng ngừa cái này đoàn sương mù thông qua không gian thủ đoạn thoát đi. Thiên đạo di thuế cầu là vì phòng ngừa côn vương đào tẩu. Đối mặt hai vị tuyệt thế đại lão va chạm. Tống Thư Hàng tâm tính rất an tường. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử. Đương một cái người liền chết còn không sợ lúc, tâm tính tự nhiên là an tường. Không gian có sóng chấn động, Tống Thư Hàng thử nghiệm âm thầm cấu kết hạch tâm thế giới. Quả nhiên, hạch tâm thế giới đã dây túng. Sở tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ, trợ giúp ta tranh thủ một chút thời gian. Hắn phi tốc nói. Không thể nào. Ta một sợi tóc làm sao cũng ngăn không được côn vương cùng thiên đạo di thuế cầu hợp kích. Sở các chủ ngốc mau nói. Tống Thư Hàng sương mù chi thân tản ra, hiện ra chân thân, không cần chính diện chống cự, mang theo thân thể của ta tẩu vị chạy trốn lập tức tốt, ta cần một chút thời gian ấp ủ tuyệt chiêu. Nếu như chỉ là thời gian ngắn tẩu vị chạy trối chết lời nói, ngược lại không có vấn đề. Sở các chủ ngốc mau nhanh chóng chuyển động bắt đầu, kéo lấy Tống Thư Hàng thân thể một cái thuấn di. Tránh đi côn vương va chạm phạm vi. Trên cổ Bạch Long tỷ tỷ thôi động pháp thuật, liên tiếp mấy chục loại phụ trợ, cường hóa ra tốc trận pháp rơi vào sở các chủ ngốc mao cùng Tống Thư Hàng trên người. Sau đó thân thể của nàng dung nhập vào Tống Thư Hàng thể nội, Tống Thư Hàng trên lưng hóa ra một đạo long cốt. Bạch Long tỷ tỷ tồn tại phương thức cùng loại công đức xà mỹ nhân, nàng tự nhiên cũng có thể giống như công đức xà mỹ nhân, nửa dung nhập Tống Thư Hàng trong thân thể. Nàng khống chế Tống Thư Hàng thân thể, toàn lực phối hợp sở các chủ ngốc mao. Hai tôn trường sinh giả tiên tử tề lực phối hợp, để Tống Thư Hàng thân thể phong tao tẩu vị, linh xảo tránh né. Trong thời gian ngắn,
Côn Vương cùng thể lỏng kim loại cầu cũng không làm gì được Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng tùy ý thân thể bị kéo lấy phi hành, hắn tay trái nắm trang sách, tay phải nắm cửu tu phượng hoàng đao. Nhân quả đao, hắn âm thầm thôi động cái này tuyệt thế một đao. Một đầu lại một đầu nhân quả chi tuyến xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng, từ trên người hắn kéo dài ra. Đồng thời, nhân quả sách tàn trang có chút nổi lên quang huy. Tiêu hao nhân quả. Trước đến quả, sau trả nhân. Nói cách khác, nếu như Tống Thư Hàng thao tác thuận lợi, tại nhân quả sách lực lượng dẫn đạo bên dưới, hắn có thể sớm mượn dùng các vị tiền bối lực lượng, sau đó lại trả nhân. Xong rồi. Một đao kia nhân quả đao ngưng tụ lúc, Tống Thư Hàng liền biết một đao kia thành công. Hắn lại một lần nữa thành công cùng nhiều vị đại lão kết nối. Đạo thứ nhất nhân quả tuyến, liên tiếp lấy bạch tiền bối. Đạo thứ hai nhân quả tuyến, liên tiếp lấy bạch tiền bối. Hai vị bạch tiền bối thành công kết nối, chính là một cái tốt mở đầu. Đại biểu cho may mắn chiếu cố. Cái thứ ba nhân quả tuyến, chỉ hướng Tống Thư Hàng cái chán thứ ba thần nhãn, sau đó một mực xuyên thấu đến tam nhãn thiếu niên cái kia đi. Cây thứ tư nhân quả tuyến, đâm vào Tống Thư Hàng thể nội, liên tiếp tại hắn linh quỷ trên người. Sau đó lại từ linh quỷ trên người dọc theo đi, trong hư không liền gạt hai cái cong, cuối cùng dẫn hướng một đầu chính quấn quanh ở cây cột bên trên nghỉ ngơi ban văn long trên người. Đường dây này là nhất khúc chiết, ngoặt cong nhiều nhất một đầu. Cây thứ năm nhân quả tuyến, liên tiếp đối tượng để Tống Thư Hàng phi thường kinh ngạc. Hắn đâm vào Tống Thư Hàng cái kia không phải thất thải phổ thông thận bên trên, sau đó kéo dài ra, liên tiếp đến chính tại hỏa tinh bên trên chuẩn bị khiêu chiến chư thiên vạn giới béo cầu đại lão tiểu hào trên người. Cây thứ sáu nhân quả tuyến, đâm vào Tống Thư Hàng đan điền bên trong, dính trụ hắc long thế giới long lạc nữ sĩ. Sáu cái nhân quả tuyến bên trong năm cái, liền đem Tống Thư Hàng nhận biết bốn vị UU chúa tể cùng hắc long thế giới thiên đạo một mẻ hốt gọn. Nhưng cái này còn chưa kết thúc. Cây thứ bảy nhân quả tuyến, đâm vào đến Tống Thư Hàng nho ra thánh nhân chi nhãn bên trong. Sau đó căn này nhân quả tuyến phân nhánh ra, liên tiếp đến nho ra nội bộ 5 vị 13 kiếp tiên, trong đó còn có một số phân nhánh đâm vào hư không, không có cuối cùng. Trong đó tương đối đặc thù chính là đâm vào uyên tử trên người cây kia nhân quả tuyến, hắn lại còn hai lần phân nhánh. Nho ra thánh nhân căn này nhân quả tuyến, là phân nhánh nhiều nhất một cây. Thứ 8 nguồn cơn quả tuyến, xuyên qua Tống Thư Hàng cái bóng bên trong da đen vũ nhu tử, tiếp bên trên vũ nhu tử. Cuối cùng liên tiếp đến ở tại Linh Điệp đảo Thiên Đế, thuận tiện lấy đem Thiên Đế bên cạnh Linh Điệp Thánh Quân xem như tặng phẩm cùng một chỗ dính trụ. Lần trước, Tống Thư Hàng tại Hắc Long thế giới một đao đối bạo Hà Chỉ Tiền Bối lúc, đều chỉ dính 7 đầu nhân quả tuyến. Mà lúc này, hắn dính nhân quả tuyến số lượng càng nhiều, càng mạnh. Mà lại, 8 cái còn không phải Tống Thư Hàng tiêu hao cực hạn. Cây thứ 9 nhân quả tuyến chui ra. Hắn đính vào Tống Thư Hàng đỉnh đầu sở các chủ ngốc mao bên trên, xuyên thấu qua ngốc mao kết nối hạch tâm thế giới sở các chủ bản thể, lại đem sở các chủ xuyên đến cùng một chỗ. Nhưng nhân quả tuyến còn chưa kết thúc, xuyên thấu qua hai vị sở các chủ, đầu này nhân quả tuyến đâm vào hư không, dính trụ một đạo hư ảo thân ảnh. Sở các chủ ngốc mao. Còn chưa tốt sao? Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Đối phương là thiên đạo di thuế cầu, ta chỉ có thể là tiêu hao. Tống Thư Hàng cắn răng nói, 9 cái còn không phải cực hạn của hắn, hắn còn có thể lại tiêu hao ra một cây nhân quả tuyến đến. Lại một cây nhân quả tuyến, từ trên thân Tống Thư Hàng run rẩy chui ra đây đều là tín dụng qua tới quả, về sau cần phải trả. 10 cái nhân quả tuyến, đã đến Tống Thư Hàng uy tín đáng giá cực hạn. Bất quá, tiêu hao tựa như là quét thẻ, tựa như là tại xài tiền của người khác một dạng, tại hoa thời điểm không có chút nào đau lòng. Căn này nhân quả tuyến run rẩy, hướng Bạch Long tỷ tỷ dính đi. Đừng dính ta, bản thể của ta chết không phục sinh. Bạch Long tỷ tỷ mặc dù không nhìn thấy nhân quả tuyến, nhưng trong mơ hồ có thể sinh ra một sợi cảm ứng. Nàng bản thể nếu như khôi phục, ngược lại là có thể cho Tống Thư Hàng dính lên một dính. Nếu như nàng nguyện ý, thông qua nàng, Tống Thư Hàng có thể dính đến hơn phân nửa long tộc lực lượng. Cái kia cây thứ 10 dính ai? Tống Thư Hàng não hải nhanh chóng vận chuyển lại. Ở trên người hắn, còn có ai có thể dính? Bia đá đạo hữu lời nói, trước mắt sẽ cùng bạch tiền bối trùng hợp. Cửu tu phượng hoàng đao, thì sẽ cùng ban văn long đại lão trùng hợp. Đúng rồi, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối. Tống Thư Hàng nói.
thông qua tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối, có thể liên tiếp đến bản thể của nó, vận khí tốt có thể đem xích tiêu tử đạo trưởng cùng một chỗ dính lên. Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, cây thứ 10 nhân quả tuyến run rẩy hướng tâm ma xích tiêu kiếm dính đi. Nhưng ở dính đến một nửa thời điểm, đột nhiên cây thứ 10 nhân quả tuyến đã mất đi lực lượng, buông xuống dưới, rơi vào Tống Thư Hàng cái kia thần khí dày thể thao bên trên. Tống Thư Hàng. Nhưng lúc này, hắn đã không có thời gian lại ấp ủ. Nhanh lên, năng lượng của ta tiêu hao vô cùng nhanh, Sở Các Chủ ngốc mau thúc giục nói. Sau lưng, Côn Vương cùng Thiên Đạo Di Thuế cầu theo sát không bỏ, tùy thời đều muốn đuổi kịp Tống Thư Hàng, đem hắn bạo chết. Đến rồi, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Nhân quả đao thông qua nghịch chuyển nhân quả tiêu hao nhân quả thủ đoạn, dính trụ 10 vị đại lão, tiến vào tụ lực giai đoạn. Đây cũng là nhân quả đao cần cải tiến địa phương, bởi vì các vị đại lão ở vào chư thiên vạn giới các ngõ ngách. Bọn hắn bị nhân quả dính lên, sau đó phản hồi lực lượng cho Tống Thư Hàng, cuối cùng những lực lượng này tập hợp thành một luồng, phải cần một khoảng thời gian. Bình thường trong chiến đấu, Tống Thư Hàng nếu chỉ độc sử dụng một đao này lời nói, còn không tụ lực hoàn thành, liền sẽ bị địch nhân đánh nổ. Tốt ở trên người hắn vật trang sức nhiều, có thể vì hắn tranh thủ thời gian. Kề cận bạch tiền bối nhân quả tuyến cái thứ nhất đem quả phản hồi tới Tống Thư Hàng thiếu bạch tiền bối nợ nần lại nhiều một tầng. Từ bạch tiền bối cái kia truyền tới là tai nạn cự quy nhất tộc siêu thời không dạo bước đặc hiệu cùng một đạo chúc phúc. Siêu thời không dạo bước làm Tống Thư Hàng nhân quả đao không nhận bất luận cái gì không gian hạn chế, cái kia một đạo chúc phúc thì giống như là thánh chỉ, tại đạo này chúc phúc bên dưới, đón lấy đến Tống Thư Hàng vung đao liền đại biểu cho bạch tiền bối vung đao, có loại phụng bạch thừa vận ý tứ. Sau đó là bạch tiền bối, thân là hiện tại duy nhất chấp trưởng cửu u chúa tể, bạch tiền bối phản hồi cho Tống Thư Hàng chính là một đạo hoàn toàn mới phá hư pháp tắc, đây là nhằm vào thiên đạo di thuế cầu phá hư chi lực. Bạch tiền bối gần nhất một mực đang nghiên cứu thiên đạo di thuế cầu, đạo này phá hư chi lực, là nhằm vào thiên đạo di thuế cầu nghiên cứu mới cửu u pháp tắc. Tam nhãn thiếu niên cũng vui vẻ đến tiếp nhận Tống Thư Hàng một lần nhân quả, hắn phản hồi một đạo cướp đoạt pháp tắc, giao phó Tống Thư Hàng nhân quả đao. Đây là từ hắn đổ ước nghi thức bên trong rút ra pháp tắc, chỉ muốn Tống Thư Hàng có thể chiến thắng đối thủ, liền có thể từ đối phương trên người cướp đoạt đến một kiện vật phẩm. Kiện vật phẩm này có thể là bất kỳ vật gì. Thậm chí bao gồm thọ nguyên, kiếm ý, đao ý loại hình khái niệm bên trên tồn tại. Đạo thứ tư nhân quả tuyến, 9 quẹo 18 rẽ, hắn kết nối lấy Tống Thư Hàng linh quỷ, lại thông qua linh quỷ liên tiếp đến một vị bím tóc thiếu nữ, lại thông qua thiếu nữ liên tiếp đến một vị chết không thể chết lại tiên tử, cuối cùng lại thông qua chết không thể chết lại tiên tử liên tiếp đến Ban Văn Long Đại Lão. Ban Văn Long Đại Lão thở dài, tự lần trước Tống Thư Hàng thông qua Trình Lâm từ hắn nơi này mượn lực về sau, hắn liền biết việc này không xong. Nói thật, hắn phi thường không muốn đem bản thân lực lượng cấp cho Tống Thư Hàng. Bởi vì Tống Thư Hàng dài không đủ mỹ hình, không phù hợp nó thẩm mỹ. Nhưng có Trình Lâm tầng này mặt mũi tại, mà Tống Thư Hàng hiện tại chính là Trình Lâm, Ban Văn Long Đại Lão tâm tắc phản hồi một đạo lực lượng cho Tống Thư Hàng, nó cái này đạo lực lượng, cũng không cường đại. Nhưng là... cái này đạo lực lượng nhưng có thể kích hoạt Tống Thư Hàng trong tay cửu tu Phượng Hoàng Đao, đem cửu tu Phượng Hoàng Đao lực lượng triệt để kích phát ra đến. Đạo thứ năm nhân quả, đem béo cầu đại lão Tiểu Hào phản hồi lực lượng truyền tới thân là bá Tống Tiểu Hào, béo cầu Tiểu Hào tự nhiên sẽ không cự tuyệt đến từ bản thể thỉnh cầu. Hắn trực tiếp đem bản thân đắc ý phong ấn thuật phản hồi về đến, vì Tống Thư Hàng một đao kia cường hóa bên trên phong ấn chi lực. Một đao kia phong ấn phân hai tầng. Một tầng dùng để phong ấn suy yếu địch nhân thực lực, tầng thứ hai dùng để đem chiến bại địch nhân triệt để phong ấn thành trụ. Thứ sáu nhân quả tuyến kề cận Long Lạc nữ sĩ, thì giống lần trước một dạng, phản hồi cho Tống Thư Hàng khổng lồ tinh thần lực ủng hộ. Nàng ở vào Hắc Long thế giới, cùng hiện thế cách ly. Sở dĩ, có thể cấp cho Tống Thư Hàng lực lượng, cũng chỉ có cái kia khổng lồ tinh thần lực gia trì, cường hóa Tống Thư Hàng trạng thái. Bất quá nàng phản hồi qua tới tinh thần lực vừa lúc là Tống Thư Hàng hiện tại thứ cần thiết nhất, dựa vào Tống Thư Hàng bản thân cảnh giới cùng tinh thần lực, căn bản là không có cách khống chế 10 đạo nhân quả phản hồi qua tới lực lượng. Lần này hắn tiêu hao quá ác. Nếu như tinh thần lực phương diện không cường hóa một chút, chắc lần này nhân quả đao còn không chém ra đi, Tống Thư Hàng bản thân liền phải bị đại lão nhóm lực lượng trùng kích đến sụp đổ. Thân là thiên đạo cấp lập trình viên. Long Lạc nữ sĩ tại cân bằng phương diện một mực rất cẩn thận.
Từ đó, bốn vị cửu u chúa tể cộng cùng cấp địa vị hắc long thế giới thiên đạo chi lực cộng bạch tiền bối lực lượng, ngưng tụ thành công. Sau đó, cây thứ bảy nhân quả tuyến kết nối lấy Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, cũng đã là lần thứ hai. Lần trước, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn mở ra hách chiến đấu dẫn đạo công năng, lần này cũng không ngoại lệ. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn toàn lực mở ra, thuộc về thánh nhân kinh nghiệm chiến đấu hiển hiện, con mắt này bắt đầu không ngừng mà tính toán địch nhân số liệu, khóa chặt địch nhân, nói cho Tống Thư Hàng đón lấy tới này một phát nhân quả đao muốn làm sao chặt, chặt chỗ nào, lúc nào chém ra đến. Mà lại, lần này kết nối lấy thánh nhân nhân quả tuyến còn có khác biến hóa, hắn có phân nhánh. Phân nhánh nhân quả tuyến phân biệt dính trụ Nho Gia Kim Liên thế giới bên trong 5 vị 13 kiếp tiên cùng trong hư không ẩn núp thần bí đối tượng Tống Thư Hàng phỏng đoán, rất có thể là còn sống Nho Gia 13 kiếp tiên, hoặc là hắn thánh nhân đệ tử. Phân nhánh nhân quả tuyến từ 5 vị kiếp tiên cùng những cái kia thần bí đối tượng trên người chúng đạt được linh lực, Nho Gia Kim Cương Thân, Nho Gia Chính Khí, Ngâm Thơ trợ hứng nhiều mặt thứ cấp năng lực phản hồi, tất cả đều là cùng Nho Gia có liên quan năng lực. Tương đối đặc thù chính là đầu kia kết nối lấy Tử Nguyên kiếp tiên nhân quả tuyến, hắn còn hai lần phân nhánh, liên tiếp đến trong hư không một cái khác thần bí tồn tại. Bởi vì căn này nhân quả tuyến là hai lần phân nhánh nguyên nhân, Tống Thư Hàng không cách nào cảm ứng được cái này phân nhánh đến cùng kết nối lấy ai. Có thể là Tử Nguyên kiếp tiên tương đối đặc thù, hắn cũng giống như thánh nhân bồi dưỡng ra một vị đệ tử thiên tài. Một lát sau, từ nơi này căn hai lần phân nhánh khốn quả tuyến bên trên cũng phản hồi đến đây một cái năng lực thiên bằng độn pháp. Cái này thiên bằng độn pháp, có thể gia trì trên người Tống Thư Hàng, cường hóa lực lượng của hắn, gia tăng tốc độ của hắn. Lại phối hợp Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn hiệu quả, Tống Thư Hàng đến lúc đó chém ra nhân quả đao lúc, lựa chọn càng nhiều, đao dấu vết càng thêm quỷ mị. Xem ra, Tử Nguyên kiếp tiên còn có một vị thiên bằng tộc đệ tử. Mà lại, vị này thiên bằng đệ tử rất có thể đã có được kiếp tiên phía trên thực lực. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nho Gia dạy học năng lực, quả nhiên thiên hạ vô song. Thánh nhân dạy học năng lực mạnh vô địch, đệ tử của hắn dạy học năng lực cũng không yếu hơn. Nếu như có cơ hội, Tống Thư Hàng muốn lưu ở Nho Gia bồi dưỡng một chút, bổ sung bên dưới bản thân bần cùng tri thức, thuận tiện học tập bên dưới muốn thế nào dạy bảo đệ tử thành tài. Mà cùng một thời gian, thân ở Nho Gia Kim Liên thế giới bên trong Nguyên Tử cơ thể hơi run lên. Ẩn núp tại Nguyên Tử ý thức chỗ sâu Côn Vương ý thức một mặt mộng bức. Hắn mơ hồ cảm ứng được Nguyên Tử thân thể vừa rồi tựa hồ tiếp nạp một loại nào đó cùng loại hiến tế loại hình pháp thuật. Đồng thời, trong cõi u minh có một ít lực lượng từ trên thân Nguyên Tử đi ra ngoài, phản hồi ra ngoài. Nguyên Tử thân thể không cách nào phản kháng loại này hiến tế, bởi vì đây là đến từ Nho Gia Thánh Nhân nhân quả triệu hoán. Mà Côn Vương mộng ép là, chẳng biết tại sao, trên người nó cũng có một loại lực lượng bị phản hồi ra ngoài bởi vì hắn gửi ở Nguyên Tử thể nội, phản lấy cũng vô pháp phản kháng Nho Gia Thánh Nhân nhân quả triệu hoán. Nho Gia Thánh Nhân hiến tế triệu hoán. Trên người của ta có đồ vật gì bị phản hồi đi ra? Côn Vương ý thức nhíu mày. Thánh nhân triệu hoán, cái kia há không chính là bá tống triệu hoán. Bởi vì theo suy đoán của nó, bá tống rất có thể chính là Nho Gia Thánh nhân chuyển thế. Ta đến cùng phản hồi thứ gì ra ngoài? Côn Vương hơi suy nghĩ một chút, tỉnh táo phân tích, nếu quả như thật là trên người ta vật gì đó phản hồi ra ngoài, như vậy ta chỉ cần nhìn chằm chằm bá tống. Nếu như bá tống đem ta phản hồi đi ra đồ vật sử dụng đi ra lời nói vậy liền thực trùy hắn chính là Nho Gia Thánh nhân chuyển thế. Đạt được Nho Gia Thánh nhân chi nhãn ủng hộ, lại lấy được Nho Gia 13 kiếp tiên năng lượng cường hóa, Nho Gia Kim Cương thân cường hóa, Tống Thư Hàng khí thế, tinh thần lực toàn bộ đạt tới cực hạn. Sau đó, thứ 8 căn nhân quả tuyến phản hồi trở về ra đen Vũ Nhu Tử, Thiên Đế, Linh Điệp Thánh Quân. Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề nối liền nhau. Từ da đen Vũ Nhu Tử cùng Thiên Đế trên người, có một đạo thời gian pháp tắc phản hồi tới, gia trì tại Tống Thư Hàng trên đao tuế nguyệt như đao, đao đao thúc người lão. Lần này, Thiên Đế chưa có trở về tin tức, nàng che giấu Tống Thư Hàng 15 ngày, cái này trong 15 ngày nàng đều sẽ không gửi đi một điểm năng lượng cùng cộc 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 cho Tống Thư Hàng. Thuận tiện lấy. Từ Linh Điệp tiền bối cái kia còn truyền lại trở về một phần thêm đầu dùng tinh khiết huyền thánh chi lực. Chớ xem thường phần này Linh Điệp tiền bối năng lượng, Linh Điệp tiền bối huyết mạch đặc thù, lần trước thí nghiệm lúc máu tươi của hắn đối thiên đạo di thuế cầu có được một chút khắc chế năng lực. Sở dĩ,
hắn phần này năng lượng cũng có thể cường hóa Tống Thư Hàng khắc chế thiên đạo di thuế cầu thuộc lượng. Thịt muỗi cũng là thịt, nói không chừng Linh Điệp tiền bối cái này một phần năng lượng, chính là đè sập thiên đạo di thuế cầu cuối cùng một cây rơm rạ. Kế thiên đế về sau, là sở các chủ truyền lại trở về pháp tắc sinh tử. Sở các chủ bước ra đạo, phi thường cực đoan, nhất chính nhất phụ, nhất sinh nhất tử. Nhưng cái này pháp tắc sinh tử còn không phải toàn bộ. Giấu ở hai vị sở các chủ sau lưng, còn có một đạo ẩn chứa ly biệt chi ý đạo ý truyền tới. Đạo này đạo ý cùng hai vị sở các chủ đạo xứng đôi, hóa thành một đạo đoạn sinh tử đạo ý cùng đạo pháp. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, mơ hồ suy đoán ra đạo này đạo ý nơi phát ra. Từ đó, chín đại nhân quả ngưng tụ một thể. Càng làm Tống Thư Hàng ngoài ý muốn chính là, đạo thứ 10 mềm yếu bất lực rủ xuống đến hắn giày thể thao bên trên nhân quả tuyến, cứ nhiên cũng chuyển phản hồi về đến. Đạo thứ 10 nhân quả tuyến, xuyên qua giày thể thao, cuối cùng một mực kéo dài đến bạch tiền bối tà liên thế giới, đâm vào bị phong ấn thiên đạo di thuế cầu oan bên trên. Tống Thư Hàng lúc đầu đối thứ 10 nhân quả không ôm huyễn tưởng, bởi vì hắn muốn đối chính là thiên đạo di thuế cầu, kể từ đó, lại thế nào khả năng từ thiên đạo di thuế cầu oan bên trên thu hoạch được nhân quả phản hồi. Nhưng hiện thực tổng là so huyễn tưởng càng kỳ quái hơn. Từ thiên đạo di thuế cầu oan nơi đó, cứ nhiên truyền tới lỗ đen năng lực chính là lần trước kém chút đem Tống Thư Hàng cả cái thôn phệ lỗ đen. Đây là vào chỗ chết hố thiên đạo di thuế cầu A. Thập đại nhân quả, tại thời khắc này, trộn lẫn thành một. Tống Thư Hàng vung lên cửu tu phượng hoàng đao. Tại ban văn long lực lượng giải phong bên dưới, cửu tu phượng hoàng đao lần thứ nhất ở trước mặt người đời, hiện ra nó đạo khí uy năng. Có bất tử phượng hoàng hư ảnh tại cửu tu phượng hoàng đao trên người thiêu đốt mà lên, bất diệt chi hỏa đem Tống Thư Hàng bao quanh bao khỏa, hỏa diễm tại cường hóa thể chất của hắn. Không khí tại cửu tu phượng hoàng đao hỏa diễm bên dưới, biến khô ráo. Trong không khí lượng nước bị bốc hơi, đại địa khô nứt. Thậm chí đối diện Côn Vương cũng cảm giác mình làn da mặt ngoài biến khô cạn, mất đi quang trạch. Đạo khí chi uy, còn không chém ra, liền đã như thế khiếp người. Mạnh vô địch, Tống Thư Hàng cảm giác một đao kia, so với lần trước đối bạo Hà Chỉ Ma Đế một đao, càng cường đại. Cụ thể cường đại bao nhiêu, đã không phải là Tống Thư Hàng đại não có thể hiểu được cùng suy đoán số liệu. Dù sao bất kể là cái nào một đao, đối Tống Thư Hàng tới nói đều mạnh đến bạo. Tựa như là 20 chữ số linh thạch tiền tiết kiệm cùng 21 chữ số linh thạch tiền tiết kiệm, đối Tống Thư Hàng tới nói đã cảm giác không ra bất kỳ khác nhau, nhưng dù sao 21 chữ số linh thạch tiền tiết kiệm khẳng định càng bạo tạc. Cuối cùng tới nói, hắn chỉ có thể cảm giác được một đao kia càng mạnh. Nho ra thánh nhân chi nhãn uy lực toàn bộ triển khai, một hơi khóa chặt Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu. Nếu như là lần trước một đao kia nhân quả đao, thánh nhân chi nhãn nhất định sẽ chỉ đem thiên đạo di thuế cầu khóa chặt, nhưng lần trở lại này vốn liếng càng thâm hậu hơn, thánh nhân chi nhãn lựa chọn tự nhiên to gan hơn. Thân là rất sâu thánh nhân con mắt, hắn mới sẽ không làm hai chọn một đề mục, hắn muốn đem hai cái địch nhân một hơi đánh nổ. Tại Tống Thư Hàng thị giác bên trong, nho ra thánh nhân chi nhãn bắt đầu điên cuồng tính toán, không ngừng sửa đổi địch nhân góc độ, đoán trước địch nhân động tác kế tiếp, vị trí, cùng phỏng đoán địch nhân đối mặt nhân quả đao lúc phản kháng thủ đoạn cùng tránh né lộ tuyến. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt trái nhiệt độ lên cao không ngừng, hốc mắt đều có loại muốn bốc cháy lên cảm giác. Đồng thời, đầu óc của hắn hoàn toàn không cách nào suy nghĩ càng nhiều, đại não nội hạch toàn bộ bị nho ra thánh nhân chi nhãn chiếm dụng. Loại cảm giác này, diệu đến không cách nào hình dung. Bởi vì những thứ này tính toán kinh nghiệm, chờ một đao kia qua đi, toàn bộ sẽ trở thành Tống Thư Hàng kinh nghiệm. Thậm chí là dung nhập hắn bản năng bên trong. Muốn bị đuổi lên, Thư Hàng, sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Nàng và Bạch Long đạo hữu đã tận lực. 3. Lúc này, Tống Thư Hàng ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, sau một khắc, bia đá đạo hữu bị tế ra ngoài. Bia đá đạo hữu, ngươi không phải muốn xuất đao sao, vì cái gì đem ta tế ra tới? Nhưng lúc này, bia đá đạo hữu đã tới không kịp nói cái gì. Hắn tại Tống Thư Hàng thôi động bên dưới cấp tốc bành trướng, hóa thành một khối to lớn chân áp chi bia. Nó chân áp chi lực bao phủ hướng Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu. Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu căn bản không có đem bia đá đạo hữu để vào mắt, hai bọn nó chỉ là thoáng điều chỉnh một chút góc độ,
liền một lần nữa hướng về Tống Thư Hàng trùng kích tới. Ngay tại lúc này, Tống Thư Hàng mắt trái bốc lên một trận cháy khói, hốc mắt trái một mảnh cháy đen. Nhưng coi như thế, tạo hóa tiên tử cũng không thể đem Tống Thư Hàng con mắt gỡ xuống tiếp đó, là thời điểm mấu chốt nhất. Dù là Tống Thư Hàng đầu óc bị cháy hỏng, cũng nhất định phải chờ một đao kia chém ra lại nói. Mượn bia đá đạo hữu chân áp chi lực, tại thánh nhân chi nhãn tính toán bên dưới, Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu đã thành công tiến vào thánh nhân chi nhãn tính toán vị trí. Một đao cầm xuống Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu cơ hội, đến rồi. Thiên bằng độn pháp, Tống Thư Hàng trên lưng hóa ra một đôi lưu quang cánh thiên bằng bàng, thân hình nhanh như điện chớp, tránh về Côn Vương. Nhật, ta độn pháp, Côn Vương trong nháy mắt liền nhận ra Tống Thư Hàng thi triển độn thuật. Hắn lúc này nội tâm tựa như là bằng bị người khác tất một dạng phức tạp. Thiên bằng độn pháp là tu chân giới rất nổi danh độn thuật, cũng không phải là Côn Vương độc nhất vô nhị tất cả. Nhưng là, Côn Vương thiên bằng độn pháp là hắn điều chỉnh qua. Bởi vì bản thân nó liền có thể hóa côn vi bằng, có được thiên bằng chân thân. Hắn thi triển ra thiên bằng độn pháp tự nhiên có chỗ khác biệt. Cái này đối đặc thù lưu quang cánh thiên bằng bàng, chính là một loại độc nhất vô nhị tiêu ký đặc thù. Vì cái gì bá tống sẽ thi triển ra nó độn pháp? Ngay tại hắn suy nghĩ hiện lên thời điểm, bá tống đã mượn thiên bằng độn pháp thần tốc, lóe lên tại hắn bên cạnh. Bá tống trong tay đạo khí cửu tu phượng hoàng đao vô tình chém ra. Thiên bằng độn pháp, Côn Vương không chút do dự, đồng dạng hiện ra thiên bằng chân thân, hướng bên cạnh lao đi đồng thời, xảo diệu đem sau lưng thiên đạo di thuế cầu bại lộ tại Tống Thư Hàng đao hạ. Đây là hắn tại Tống Thư Hàng giải phong cửu tu phượng hoàng đao sát na, liền nghĩ tốt mưu kế, mượn bá tống đao sát thân sau thiên đạo di thuế cầu. Mà sau lưng thiên đạo di thuế cầu, đồng dạng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thân thể của nó bỗng nhiên khuếch tán ra đến, hóa thành một cái cự đại lỗ đen, thôn vệ hết thảy chung quanh. Tính cả tia sáng, cũng bị vặn vẹo, hút vào lỗ đen. Nhân quả đao, Tống Thư Hàng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu vung đao. Nho ra thánh nhân chi nhãn, tính toán ra tốt nhất góc độ công kích cùng thời gian. Lúc này, đại não siêu phụ tải vận chuyển hoàn tất Tống Thư Hàng, trong đầu đã trống rỗng. Trong tay của hắn, kiên định huy động cửu tu phượng hoàng đao, chém ra cực kỳ mỹ cảm một đao. Một đao kia như linh dương quải rác, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại lóa mắt vô cùng. Đao ra, thiên địa vạn vật cũng như cùng bá tống đầu óc, biến trống rỗng, chỉ sót lại đạo này đáng sợ vết đao. Đồng thời, tại mọi người trong mắt, bá tống thân hình phảng phất biến thành một người khác, đó là làm thiên địa đều phai màu tồn tại, như là một đao kia. Côn Vương bỏ chạy, thiên đạo di thuế cầu hóa thành lỗ đen, đây hết thảy, đều tại nho ra thánh nhân chi nhãn tính toán bên trong. Bất kể là thiên đạo di thuế cầu số liệu vẫn là Côn Vương thủ đoạn, Tống Thư Hàng cùng nho ra thánh nhân cũng có tương ứng số liệu. Sau một khắc, Tống Thư Hàng thiếu nợ khổng lồ ngưng tụ 10 đạo chỉ sợ nhân quả, tập hợp thành một luồng đao ý, án lấy thánh nhân tính toán, bộc phát ra. Côn Vương cho là mình có thể tránh né một đao kia, nhưng là không có. Vô luận hắn làm sao thi triển thiên bằng thân pháp, nhưng vẫn như cũ trốn không thoát cái kia nhân quả đao phạm vi. Nhân quả đao uy lực, không nhìn không gian phong tỏa, tập trung vào Côn Vương thân thể yếu ớt nhất, chí mạng nhất vị trí, chém xuống. Thậm chí ngay cả vận khí, tựa hồ cũng đứng ở đối phương bên kia. Tại một số hai chọn một tránh né góc độ lúc, Côn Vương làm ra lựa chọn, nhưng lại đâm đầu thẳng vào đến sai lầm tránh né vị trí. Nho ra thánh nhân, Côn Vương vang lên tiếng sấm nổ gầm thét. Loại cảm giác này, quá quen thuộc. Năm đó đối mặt nho ra thánh nhân lúc, thánh nhân một khích cuối cùng liền cho hắn trong lòng lưu lại loại này không cách nào xóa sạch bóng tối. Né tránh không được, nhược điểm cùng chỗ chí mạng đều bại lộ tại công kích của đối phương phía dưới. Thậm chí từ đầu tới đuôi, hết thảy, đều tại thánh nhân tính toán bên trong. Cái này cũng tại người tính toán bên trong sao? Nho ra thánh nhân, sau đó, Côn Vương thân thể, bị nhân quả đao thôn phệ. Mà đối diện, thiên đạo di thuế cầu cũng không khá hơn chút nào. Hắn hóa thân thôn phệ lỗ đen, mà bá tống đao mang bên trong cứ nhiên cũng sinh ra một cái đồng dạng lỗ đen, mặc dù không kịp nó lỗ đen cường đại, nhưng lại có thể miễn cưỡng chống cự, trung hòa nó lỗ đen. Đồng thời, bá tống trên đao truyền lại ra cửu u chúa tể cấp phong ấn, cửu u chúa tể cấp phá hư pháp tắc, không nhìn không gian phong tỏa uy năng, kinh khủng thời gian pháp tắc tổn thương,
chặt đứt sinh tử đao mang, lại thêm đạo khí bản thân bất diệt chi hỏa. Sau một khắc, thiên đạo di thuế cầu bước lên Hà Chỉ Ma Đế cùng Côn Vương đường lui, trở thành cái thứ ba đổ vào nhân quả đao bên dưới VIP hộ khách. Bất kể là Côn Vương vẫn là thiên đạo di thuế cầu, đều không có thể chống đỡ được một đao kia. Càng đau xót chính là, cái này kinh thiên động địa một đao bên trong, còn ẩn chứa bọn chúng tự thân lực lượng bản thân vì đối bạo bản thân ra một phần lực. Đao lạc, Tống Thư Hàng toàn bộ thân thể phảng phất bị móc sạch, liền nắm cửu tu phượng hoàng đao cánh tay, đều tại run nhẹ nhẹ. Mà trong cùng một lúc bên trong, chư thiên vạn giới bên trong, có trên trăm đạo ý thức vượt qua vị diện truyền tới, khóa chặt hiện thế. Địa cầu nho ra vị trí. Cái này trên trăm đạo ý thức cường đại, nguyên bản tập trung vào hỏa tinh vị trí, chú ý bá Tống Huyền Thánh hướng chư thiên vạn giới phát ra 7 ngày khiêu chiến, yên lặng chờ bất hủ cuộc chiến tiến triển. Nhưng vào lúc này, địa cầu nho ra vị trí đột nhiên bộc phát khủng bố một đạo uy lực, kinh động đến cái này trên trăm vị chư thiên vạn giới đỉnh tiêm tồn tại. Khi bọn hắn ý thức đưa khi đi tới, vừa hay nhìn thấy cái kia kinh thế một đao. Hủy diệt hết thảy lực lượng, bị tập hợp thành một luồng, chung đúc cái này khủng bố đến không cách nào hình dung đao mang. Tại cái kia kinh thế một đao xẹt qua thời điểm, chư thiên vạn giới những thứ này đỉnh tiêm đại lão, ý thức đều biến trống rỗng trong đầu chỉ sót lại kinh khủng kia vết đao. Sau một lúc lâu, chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao nhóm, bắt đầu thử nghiệm phân tích vừa rồi một đao kia. Một đao kia bên trong, ẩn chứa phi thường phức tạp lực lượng. Ta thấy được một đao kia bên trong, cái kia không cách nào bị hạn chế không gian thông hành chi lực. Cái kia hoàn toàn là vượt qua không gian năng lực. Chính là loại năng lực này, để một đao kia biến quỷ dị, đang nhìn đến vết đao lúc liền đã bị chém trúng. Căn bản là không có cách tránh né. Phá hư pháp tắc, thuần túy phá hư tính pháp tắc. Mà lại, cái này pháp tắc rất cổ quái. Ta bước ra đạo cũng cùng phá hư có quan hệ, nhưng ta căn bản là không có cách lý giải cái này pháp tắc. Cảm giác, cái này phá hư pháp tắc căn bản không thuộc về chư thiên vạn giới. Thậm chí cảm giác hắn tựa như là vừa được sáng tạo ra pháp tắc một dạng, vị này đến cùng là ai? Chuôi đao kia, là đạo khí. Loại kia chấn nhiếp cảm giác, tuyệt đối không phải phổ thông kiếp tiên thần binh hoặc trường sinh giả thần binh. Có người chú ý tới Tống Thư Hàng trong tay thần đao. Là đạo khí cửu tu phượng hoàng đao, chuôi này đao tại tu chân giới phi thường nổi danh. Vị này là tân nhiệm đao chủ bát tu sao? Nhưng là, nói không thông a, bát tu hẳn là vừa kế thừa cái này đao mới đúng. Vị này, tựa hồ đối với cửu tu phượng hoàng đao hiểu rõ vô cùng. Còn có cái kia đáng sợ phong ấn chi lực, một đao kia chém ra thời điểm, đối thủ rất nhiều phòng ngự thủ đoạn liền bị hạn chế, phong ấn. Ta tự hỏi lấy bản thân phong ấn thuật tu vi, đối mặt cái này trong đao phong ấn lúc, căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn giải thoát. Có cái thanh âm trầm thấp nói. Liền tử lôi tôn giả đều không thể tại thời gian ngắn giải khai phong ấn. Mạnh mẽ như vậy, tử lôi tôn giả cũng không phải là thất phẩm tu vi, mà một vị hàng thật giá thật trường sinh giả, lấy phong ấn chi đạo chứng đạo. Một đao kia có nho ra thánh nhân hương vị, ta cùng thánh nhân đại chiến qua. Năm đó ta chính là như thế bị treo lên đánh. Mùi vị kia, tuyệt đối sẽ không sai. Lại là một vị đã từng thua ở nho ra thánh nhân trong tay đại lão. Có thể đừng đề cập việc này sao? Có người trả lời. Đừng nói việc này, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Trên thực tế, ở đây chỉ ít có 1/3 tồn tại, đã từng cùng thánh nhân luận bàn qua. Kỳ thật tất cả mọi người cảm giác ra một đao kia bên trong ẩn chứa nho ra thánh nhân hương vị. Chỉ là tất cả mọi người rất ăn ý không có nói ra việc này. Kết quả không nghĩ tới, vẫn có thành thật người, đem chuyện này bày tại bên ngoài sách ra. Lão đâm tâm. Nhưng là, chúng ta không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Đao pháp bên trong ẩn chứa nho ra thánh nhân hương vị, mà lại tại nho ra trên địa bàn, một đao đối bạo hai vị đại địch. Nói cách khác, vị này cùng nho ra nhất định có vô cùng mật thiết quan hệ. Thậm chí rất có thể chính là nho ra rất sâu thánh nhân chuyển thế. Đây là xấu nhất suy đoán. Trên thực tế, so sánh năm nay đột nhiên sụp đổ thiên đạo, nho ra thánh nhân lưu cho chư thiên vạn giới bóng tối càng lớn, lực ảnh hưởng càng sâu. Không phải là nho ra thánh nhân, liền xem như thánh nhân, cũng đoạn không có khả năng tại thiên đạo trong tay lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Theo ta được biết, nho ra thánh nhân phục sinh đại trận, đã sớm mất đi hiệu lực. Đã từng thiên đình có dư đảng góp nhặt thánh nhân phục sinh trận,
nhưng bên trong đã không có Nho Gia Thánh Nhân phục sinh lạc ấn. Thánh Nhân đã triệt để xong. Lời này, giống như là tại khẳng định cái nào đó khả năng, lại ẩn ẩn có chút tự an ủi mình cảm giác. Nói lên Viễn Cổ Thiên Đình, ta đột nhiên nghĩ đến, một đao kia bên trong, còn có lực lượng thời gian, một đao kia bên trong tuyệt đối có thời gian lực lượng. Đã từng ta cùng Viễn Cổ Thiên Đình Thiên Đế giao thủ qua, loại này thời gian vận vị, ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Chủ đề lại quay lại đến một đao này giảng thảo luận bên trong. Một đao bên trong ẩn chứa nhiều như vậy đạo cùng pháp tắc, hắn là thế nào làm được? Đại khái là cái kia đạo pháp tắc sinh tử cùng chặt đứt sinh tử đao ý. Chính là cái này đao ý, trở thành chủ công vật dẫn. Thật là đáng sợ đao pháp. Không đúng, chỉ là lấy đạo này đao ý, căn bản không đủ để gánh chịu mạnh mẽ như vậy, phức tạp lực lượng. Thậm chí đạo này đao ý, cũng chỉ là một đao kia bên trong một bộ phận. Ngoại trừ phía trên lực lượng bên ngoài, còn có trước đó cái hắc động kia, cũng là theo một đao kia chém ra. Hoặc là một đao kia chém ra lúc, có thể đạt tới một loại di hoa tiếp mộc, đầu chuyển tinh di hiệu quả. Ta ngửi thấy nhân quả hương vị, hắc động kia có lẽ cùng nhân quả có quan hệ. Sở dĩ, vị này đến cùng là ai? Hỏa tinh bên trên bá tống, đã hướng thế nhân thể hiện rồi thực lực của hắn. Hiện tại, Nho Gia lại xuất hiện đáng sợ như vậy nhân vật. Lần này bất hủ cuộc chiến, càng ngày càng náo nhiệt. Nho Gia cái này một vị biểu hiện ra thực lực, không kém gì hỏa tinh bên trên bá tống. Nào chỉ là không kém gì, hoàn toàn là càng cường đại. Nói thật, vừa rồi một đao kia, tất cả mọi người ở đây, có ai có nắm chắc đón lấy? Mọi người tại đây, lập tức trầm mặc xuống. Tất cả mọi người đang nhớ lại vừa rồi một đao kia giữ uy. Cũng ở trong lòng bắt đầu suy tính bắt đầu. Nếu như là bản thân, đối mặt vừa rồi một đao kia, muốn làm sao đi ngăn cản? Bản thân, có thể ngăn được một đao kia sao? Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, đám người lại phát hiện, hỏa tinh bên trên bá tống xoay người lại, đem ánh mắt cũng nhìn về phía Nho Gia vị trí. Tới, bá tống ánh mắt cũng đưa tới. Vừa rồi một đao kia, khẳng định cũng đưa tới bá tống chú ý. Bá tống không có khả năng coi nhẹ một đao kia. Bá tống tại hỏa tinh bên trên bố cục, muốn nghênh đón chư thiên vạn giới 7 ngày khiêu chiến. Mà trong lúc này bên trong, Nho Gia trên địa bàn, cái này một vị lại chém ra khủng bố như vậy một đao. Bá tống cùng cái này một vị, tự nhiên sẽ đối lên. Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, không khỏi ẩn ẩn mong đợi. Đứng ở bất hủ cuộc chiến đỉnh sóng bên trên bá tống Nho Gia trên địa bàn thần bí mặt nạ cường giả. Đến tột cùng ai mới là chân chính lộng triều nhân? Đang lúc đám người nghĩ như vậy thời điểm. Đột nhiên, tại Nho Gia trên địa bàn vị này mặt nạ cường giả sau lưng, có một chiếc kén lớn hiển hiện, lột ra. Ngay sau đó, có một vị mỹ mạo tiên tử từ kén lớn bên trong chui ra. Đợi đã, cái này kén bên trong chui ra tiên tử, có phải hay không khá quen? Nào chỉ là nhìn quen mắt, quả thực là thuộc như cháo. Bá tống huyền thánh mấy lần nhân tiền hiển thánh, mỗi lần tại nhân tiền hiển thánh khâu, vị này tiên tử đều so bá tống càng chói mắt. Nàng cái kia tuyệt thế vô song cấp bậc khí chất dung mạo, mi tâm tinh xảo ngạch sức, khóe mắt phong tình vạn chủng lệ trí, bá khí nữ đế trang phục, đều làm người ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là mỗi lần hiển thánh khâu lúc, đều có dung mạo tại tu chân giới chỉ có thể coi là phổ thông bá tống huyền thánh cho nàng làm phụ trợ, lá xanh sấn hoa tươi, càng lộ vẻ tiên tử khuynh quốc dung mạo. Nhưng là, vì cái gì bá tống huyền thánh công đức nữ đế, sẽ xuất hiện tại cái này bạn Nho Gia mặt nạ thần bí tu sĩ sau lưng? Một cái đáng sợ suy đoán, phun lên chư thiên vạn giới mấy vị này đại lão não hải. Bọn hắn bản năng muốn kháng cự cái suy đoán này. Nhưng là tàn nhẫn hiện thực, lại dùng vô tình ngón tay cưỡng ép chống ra ánh mắt của mọi người, bức bách đại gia quan sát đón lấy tới này tê tâm liệt phế một màn. Trên thực tế, hiện thực mới là chư thiên vạn giới nhất không phân rõ phải trái, tàn khốc nhất, vô tình nhất, nhất biến ảo khó lường tồn tại. Đơn giản cùng trong truyền thuyết cửu u chúa tể không có sai biệt. Tiên tử chậm rãi hào phóng từ kén bên trong chui ra. Nàng lần này tiến hóa tiêu hao thời gian so Tống Thư Hàng tưởng tượng muốn ngắn rất nhiều. Tống Thư Hàng cho là mình rốt cục có thể niệm chừng một tuần lễ lời kịch, không nghĩ tới liền 3 ngày đều không có chống đến, liền lại mất đi niệm lời kịch quyền lực. Lúc này, công đức xà mỹ nhân trên đầu vẫn như cũ mang theo cái kia đỉnh bình thiên quan, thân mang kim sắc nữ đế long bào,
bên hông một đôi cánh hướng về phía trước khép lại, tựa như là bên hông trang trí. Nàng vạt áo bị long bào che đậy, cũng không biết nàng đuôi rắn tiến hóa đến cái nào giai đoạn. Tống Thư Hàng không có quay đầu đi xem hắn có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới có rất nhiều đại lão ánh mắt, chính vượt vị diện bắn ra tới, rơi ở trên người hắn. Sở dĩ, hắn phải gìn giữ bình tĩnh, không thể nhất kinh nhất xạ. Mà lại coi như hắn không quay đầu lại, cũng có thể cảm ứng được công đức xà mỹ nhân biến hóa. Nói thế nào hắn hiện tại cũng là một cái đỉnh phong thất phẩm tu sĩ, điểm ấy cơ bản thao tác vẫn phải có. Sau lưng, tiên tử long bào bên dưới. So lần trước nhiều một bộ đồ vật là giày. Công đức xà mỹ nhân chân từ long bào bên trong nhô ra, lộ ra long bào nguyên bộ giày. Tiến hóa ra chân rồi. Ở phương diện này, công đức xà mỹ nhân rốt cục giành trước hoạt tuyển bên trong sở các chủ, trước một bước đem hai chân cho mọc ra. Lần này rốt cục viên mãn. Tống Thư Hàng có loại khắc trọng kim rốt cục đem thẻ bài nện đến đầy phá cảm giác thỏa mãn. Công đức xà mỹ nhân hiện thân về sau, khuôn mặt nghiêm túc thời điểm then chốt, nàng vẫn là chịu vì Tống Thư Hàng giữ thể diện. Chính là có thời điểm chống đỡ, chính nàng đột nhiên liền tiết khí. Lúc này, nàng bá khí đứng ở Tống Thư Hàng sau lưng, công đức chi quang đem Tống Thư Hàng bao phủ, âm thầm khôi phục Tống Thư Hàng tiêu hao lực lượng đồng thời, cường hóa khí tức của hắn. Tạ ơn tiên tử, Tống Thư Hàng nói khẽ. Là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật. Công đức xà mỹ nhân nhỏ giọng đọc lấy không hiểu thấu lời kịch, sau đó nàng cúi đầu nhìn về phía Tống Thư Hàng. Nhưng là, nàng lại không có thể nhìn thấy Tống Thư Hàng thân ảnh. Nàng trừ mình ra ngực long bào chân long đồ án bên ngoài, không cách nào nhìn thấy Tống Thư Hàng. Lúc này Tống Thư Hàng, vừa vặn ở vào nàng chính phía dưới, nơi này là nàng thị giác điểm mù. Bá Tống, chư thiên vạn giới mấy vị kia cường giả đứng đầu, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng trong miệng vẫn là gọi ra cái tên này. Công đức xà mỹ nhân ở phía sau, bá tống phía trước. Bá tống dưới mặt nạ mắt trái chỗ còn hiện ra xích hồng quang mang, trong lúc mơ hồ có sương mù màu trắng từ mắt trái chỗ toát ra, phi thường đáng sợ. Nhưng là, nếu như nho ra trên địa bàn chính là bá tống, cái kia hỏa tinh bên trên bá tống là ai? Chư thiên vạn giới bọn này đại lão, lại đem ánh mắt chuyển rời đến hỏa tinh bên trên. Ở nơi đó, Bá Tống Huyền Thánh hai tay ôm ngực, trên người hiện lên Bá Tống, Bá Nho, Bá Ma, Bá Long, Bá Diệt Ngũ Đại Thánh Hào. Chúc mừng bản thể, một đao chém chết hai tôn xâm phạm địch bối. Lúc này, hỏa tinh bên trên năm số liền nhau Bá Tống cuối cùng mở miệng. Hắn mới mở miệng, lên đường ra một cái làm chư thiên vạn giới tu luyện giả run chân tin tức. Nguyệt Như Hỏa cư sĩ càng là khiếp sợ nhìn qua Ngũ Liên Bá hắn cùng đối phương đánh nửa ngày, thủ đoạn ra hết. Kết quả, đối phương cũng chỉ là một tôn phân thân. Bá Tống Huyền Thánh, cư nhiên khủng bố đến loại tình trạng này. Nho ra vị trí. Bá Tống Hào khẽ gật đầu, hắn duỗi nhẹ tay nhẹ hướng lên đẩy lên một nửa mặt nạ, lộ ra đẹp mắt nửa dưới khuôn mặt không sai, Tống Thư Hàng nửa dưới khuôn mặt, ngoài ý muốn có hình. Hắn tổng thể nhan trị, là bị trên nửa khuôn mặt liên lụy. Tại hạ Bá Tống, nghĩ nửa ngày về sau. Tống Thư Hàng cũng không biết nói cái gì tốt, mới thốt ra như thế câu lời dạo đầu. Xuân Xanh 18, xin chỉ giáo nhiều hơn. Công đức xà mỹ nhân dùng nhất bá khí ngữ điệu, đọc lấy nhất không khí thế lời kịch. Nếu như ta có đắc tội địa phương, tạo hóa tiên tử chậm rãi hiển hiện, đứng ở Tống Thư Hàng tay trái bên cạnh. Các ngươi, đến đánh ta a! Da đen vũ nhu tử từ Tống Thư Hàng tay phải bên cạnh chui ra, cùng công đức xà mỹ nhân tương phản. Nàng dùng nhất túng ngữ khí, đọc lấy nhất bá khí lời kịch. Ngay trước chư thiên vạn giới một đoàn đại lão trước mặt, đọc lấy đến đánh ta a lời kịch, da đen vũ nhu tử cảm giác mình dược hoàn. Rất có thể sống không quá ngày mai, nói không chừng đón lấy đến liền sẽ có am hiểu nguyền rủa đại lão viễn trình khai đàn tế pháp, đưa nàng chú sát. Chư thiên vạn giới cường giả đỉnh cao một trận trầm mặc. Bá Tống bản thể, ngoài ý muốn hài hước, mà lại... Khí thế phương diện cũng không giống phân thân như thế hùng hổ dọa người, cảm giác sẽ khá tốt ở chung. Muốn khiêu chiến bản thể của ta, trước qua cửa ải của ta. Lúc này, hỏa tinh bên trên Ngũ Liên Bá béo cầu phân thân bá khí nói. Hắn vươn ra hai tay, khí thế bàng bạc, nếu như ngay cả ta đều không cách nào chiến thắng, căn bản không có tư cách đi khiêu chiến bản thể của ta. Tới đi, 7 ngày khiêu chiến ước hẹn vẫn còn ở đó.
muốn khiêu chiến ta bản thể, cứ tới. Ta tại hỏa tinh, chờ lấy các ngươi. Xa xa nhìn qua một màn này bạch tiền bối, yên lặng hủy bỏ đối hỏa tinh viễn trình chú ý hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Nho ra vị trí. Tống Thư Hàng đem mặt nạ một lần nữa mang tốt. Nho ra bị phá hư phòng ngự kết giới trận pháp, bắt đầu khôi phục, dần dần che đậy bá tống thân ảnh, cũng ngăn cách chư thiên vạn giới đại lão nhóm hình chiếu chú ý. Tống Thư Hàng trả đao về hành. Sau một khắc, tam nhãn tiền bối trước đó tại đao bên trên sở kèm theo cướp đoạt năng lực phát động. Côn Vương cùng thiên đạo di thuế cầu đã thành đao hạ bại tướng, bị 10 nhân quả chi lực đè ở giữa hư không ma sát, trở thành bị lược đoạt đối tượng. Viễn cổ ngôn ngữ, đem viễn cổ ngôn ngữ quất tới đi. Tống Thư Hàng nội tâm trông đợi nói. Tam nhãn tiền bối cướp đoạt năng lực, thậm chí có thể đem khái niệm bên trên vật phẩm quất ra. Viễn cổ ngôn ngữ, cũng thuộc về bị cướp đoạt mục tiêu một trong. Đáng tiếc, Tống Thư Hàng mộng tưởng, không thể thực hiện. Cướp đoạt năng lực phát động về sau, có hai điểm quang mang như là đổ ước nghi thức sau khi kết thúc một dạng, mang theo hai loại đặc chất dung nhập vào Tống Thư Hàng thể nội. Sau đó, một bộ thể lỏng kim thân quyết công pháp và một bộ chân. Thiên bằng độn pháp phù hiện ở đầu óc hắn. Một hơi cướp đoạt đến Côn Vương cùng thể lỏng kim loại cầu kỹ năng đặc thù. Quả nhiên, tại bạch tiền bối cái kia một sợi khí vận gia hộ bên dưới, Tống Thư Hàng có thể rút ra đến chỉ có đỉnh tiêm cấp bậc năng lực. Hắn muốn rút ra viễn cổ ngôn ngữ bao loại này cơ sở năng lực, căn bản là vọng tưởng. Đây chính là giả bạch hoàng hạnh phúc phiền não, mượn qua tới khí vận trung quy không phải là của mình, không cách nào tùy tâm sở dục, chỉ có thể cứng nhắc hướng đỉnh tiêm đồ tốt rút ra. Một lát sau, Tống Thư Hàng cái kia một mảnh trống không đại não, bắt đầu dung nhập cái này hai bộ công pháp. Chân, thiên bằng độn pháp chính là cái kia VIP bảo quang độn thuật. So với phổ thông thiên bằng độn pháp muốn càng khốc huyễn một số, độn pháp phương diện tốc độ cũng phải càng mạnh. Tại rút đến cái này chân, thiên bằng độn pháp về sau, Tống Thư Hàng chết máy đại não rốt cục chậm rãi vận chuyển một chút, một tia sáng hiện lên hắn nhớ tới chặt nhân quả đao lúc, nguyên tử kiếp tiên trên người đầu kia nhân quả tuyến hai lần phân nhánh, sau đó phản hồi cho hắn thiên bằng độn pháp. Hiện tại, hắn lại trùng hợp từ trên thân Côn Vương đạt được chân. Thiên bằng độn pháp. Luôn cảm giác trong đó tựa hồ có liên quan gì. Quay đầu, phải tìm cơ hội dắt một chút huyên tử kiếp tiên bàn tay, lặng lẽ soát hắn một phát xem xét bí pháp. Lấy Tống Thư Hàng cảnh giới bây giờ, xem xét kiếp tiên cấp cường giả vẫn như cũ phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Đại khái là mấy đạo sâu đủ thấy xương thương thế, lại thêm có thể làm cho hắn nhẹ nhàng ngâm nga đi ra thống khổ cấp bậc. Hoàn toàn ở vào hắn có thể tiếp nhận phạm vi. Chân. Thiên bằng độn pháp in dấu nhập Tống Thư Hàng não hải về sau, hắn bắt đầu cực nhanh lĩnh ngộ môn này độn pháp, không hề đứt đoạn nắm giữ Côn Vương thi triển môn này độn pháp lúc tiểu kỹ xảo. Tam nhãn tiền bối đổ ước nghi thức là loại không thèm nói đạo lý năng lực, cùng hắn đối ứng thiên đạo có quan hệ, thuộc về thiên đạo cấp công năng. Hắn trực tiếp từ Côn Vương trên thân đem môn này độn pháp rút ra đi ra, chuyển rời đến Tống Thư Hàng trên người quá trình này là chia cắt mà không phải phục chế. Một phương nào sẽ triệt để mất đi năng lực này, bị dán đến một phương khác trên người. Đồng dạng bị chia cắt qua tới, còn có thiên đạo di thuế cầu thể lỏng kim thân quyết. Chỉ là từ nơi này danh tự đến xem, liền có thể đoán ra đây là một bộ thối thể công pháp. Kê biến dị cương thủ, thánh viên long lực thần công, nho ra kim cương thân về sau, bá tống huyền thánh vui lấy được thể lỏng kim thân quyết, gom góp tứ đại hộ thể thần công. Chân. Thiên bằng độn pháp bị chia cắt tới về sau, Tống Thư Hàng còn cần một chút thời gian đi quen thuộc hắn, đem trong đầu tin tức tiêu hóa. Mà thể lỏng kim thân quyết một dung nhập Tống Thư Hàng thân thể lúc, Tống Thư Hàng thân thể liền tự động hóa bắt đầu thích ứng thể lỏng kim thân quyết. Căn bản không cần Tống Thư Hàng đi tiêu hóa tri thức, thích ứng công pháp, thân thể của hắn mỗi một cái tế bào chủ động hành động, trong khoảng thời gian ngắn liền tiếp nạp thể lỏng kim thân quyết. Ngoại trừ đao pháp bên ngoài. Bá Tống huyền thánh mạnh nhất thiên phú tôi thể. Trồng dày nhất bọc thép, chịu độc nhất đánh. Sau đó, tại địch nhân không cách nào phá phòng tình huống bên dưới, vung đao đem địch nhân chặt bạo. Mấy hơi thở sau, Tống Thư Hàng ý niệm hơi động một chút, trên thân thể của hắn hiển hiện biến dị cương thủ đen kịt kim loại sắc. Ngay sau đó, thể lỏng kim thân quyết thi triển ra. Cứng rắn vô cùng kim loại thân thể hòa tan ra, hóa thành. Đen kịt thể lỏng kim loại hình thức. Cương cực tắc nhu. Lúc này Tống Thư Hàng thân thể, liền cùng lúc có cương nhu đặc thù,
kháng đả kích cường độ trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Ở chính diện va chạm phương diện, nhu thể so vật thể càng có ưu thế. Cương nhu cùng tồn tại, càng là lý tưởng nhất hình thức. Tống, càng dày càng thịt, thư hàng. Tống tiền bối, người bộ dáng này, tốt nhìn quen mắt. Lúc này, da đen vũ nhu tử nhỏ giọng nhắc nhở. Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên, a, ta biết, vũ nhu tử. Đây chính là béo cầu đại lão hóa ra nhân hình trạng thái lúc bộ dáng, đen kịt thể lỏng kim loại thân, bên ngoài thân phảng phất tại lưu động, để nó thân thể có siêu cường sức chịu đòn. Chính đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân đột nhiên duỗi ra hai tay, thân thể của nàng to lớn thể, nhẹ nhàng đem Tống thư hàng nâng ở lòng bàn tay. Đồng thời, Tống thư hàng trên người thể lỏng kim loại hình thức tán đi, thân thể suy yếu đổ vào công đức xà mỹ nhân trong tay. Nhân quả đao sau khi kết thúc, 10 đạo nhân quả phản hồi qua tới lực lượng tiêu tán. Mất đi 10 nhân quả lực lượng trèo trống về sau, Tống thư hàng hiện tại yếu ớt như là bùn nhão. Nếu như đến cái đại lão, tùy tiện đập hắn một chưởng liền có thể tiễn hắn đi phục sinh. Không chỉ có như thế, 10 đạo nhân quả bên trong, có 8 đầu nhân quả quấn quanh ở trên tay phải của hắn, tại cánh tay phải của hắn bên trên lưu lại 8 đạo màu đỏ nhân quả dấu vết. Đây là hắn soát phát nổ 10 cái nhân quả uy tín, thiếu nợ khổng lồ chứng minh. Lúc đầu án lấy nhân quả số lượng, trên tay phải của hắn sẽ lưu lại 10 đầu nhân quả dấu vết bất quá, trong đó có một đầu kết nối chính là thiên đạo di thuế cầu. Thiên đạo di thuế cầu oan đã bị đánh bạo, tàn khu phong ấn tại bạch tiền bối nhà phong ấn trụ bên trong. Sở dĩ, khoản này nhân quả trái quyền, tự nhiên chuyển rời đến càng đầy đủ thiên đạo di thuế cầu bên trên. Mà thiên đạo di thuế cầu lại lập tức bị đánh phát nổ. Chủ nợ thiên đạo di thuế cầu không có, mà hắn lại không có người thừa kế. Sở dĩ, Tống thư hàng thiếu khoản này nhân quả nợ nần, cứ như vậy không giải quyết được gì. Mượn địch nhân tiền đánh nổ địch nhân về sau, cũng không cần trả lại nhân quả nợ. Cuộc làm ăn này, ngẫm lại liền có lời. Tống thư hàng nhìn lấy chính mình trên cổ tay phải nhân quả nợ nần tuyến, cười nói, loại chuyện tốt này, tuyệt không thể tả. Về phần một đạo khác không có nợ nần nhân quả tuyến, thì là nho ra thánh nhân lành lạnh, khoản này nhân quả nợ đã mất đi đầu nguồn. Mà thánh nhân các đệ tử, cũng không có kế thừa khoản này nhân quả trái quyền. Nói cách khác, lần sau sử dụng nhân quả đao lúc, kéo lên nho ra thánh nhân nhân quả, kiếm bổn không lỗ. Bạch tiền bối nợ, có thể trước thiếu, dù sao thiếu rất nhiều, nợ nhiều không lo. Long lạc nữ sĩ bên kia, cũng dễ nói. Béo cầu đại lão tiểu hào, trước mắt là bá Tống phân thân, cái này nợ cũng có thể kéo dài một chút. Ngược lại là ban văn long đại lão, tam nhãn tiền bối đại lão, sở các chủ cùng thiên đế bên kia nhân quả nợ, tốt nhất nghĩ biện pháp hoàn lại một chút. Có vay có trả, lại mượn không khó. Mặt khác, nợ nần nhân quả tuyến đều không có lưu lại dấu vết lời nói, đại biểu cho thiên đạo di thuế cầu cùng côn vương, đều đã trải qua triệt để lành lạnh đi. Tống thư hàng ngồi ở công đức xà mỹ nhân trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn về nơi xa. Đã không có thiên đạo di thuế cầu cùng côn vương khí thức, người vừa rồi một đao kia, quá khoa trương. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. 10 đạo nhân quả lực lượng, tập hợp thành một luồng. Cũng tại nho ra thánh nhân chi nhãn tính toán bên dưới, chém ra hoàn mỹ một đao. Một đao này lực lượng, hoàn mỹ tác dụng tại côn vương cùng thiên đạo di thuế cầu trên người. Trong đao năng lượng cơ hồ không có lãng phí một tia thánh nhân khi còn sống, tuyệt đối là cái hoàn mỹ chủ nghĩa giả. Bất quá, côn vương khả năng còn chưa có chết, Tống thư hàng đột nhiên lên tiếng nói. Bằng thực lực của nó, không có khả năng tại một đao kia bên dưới sống sót đi. Sở các chủ ngốc mau nói. Tống thư hàng ý thức chú ý bản thân tu chân nói chuyện phiếm sổ đen hai liệt biểu. Tại cái này liệt biểu bên trong. Thiên tri tử danh tự hậu phương ghi chú, bỏ mình, mà tên côn vương về sau, nhưng không có tương tự ấn ký. Tu chân nói chuyện phiếm công năng, đã không đánh dấu bỏ mình trạng thái, cái kia côn vương nói không chừng chính lấy một loại nào đó không biết trạng thái cẩn thận từng ly từng tí cầu thả lấy. Nếu như không phải đã sớm tăng thêm côn vương tiền bối hảo hữu lời nói không chừng ta cũng sẽ bị lừa qua đi thôi. Tống thư hàng khẽ mỉm cười nói. Có thể là bởi vì thân thể hư nhược nguyên nhân, hắn tiêu chí ôn nhu trong tiếng cười khí không đủ, lộ vẻ có chút thâm trầm.